Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 596. Mà Diệp Thần bị chôn ở thối giữa huyết nhục phía dưới, chỉ cảm thấy từng trận ngạt thở, bên cạnh lại giống như quỷ trảo một dạng vực sâu sương mù, tại quấn quanh tay chân của hắn, hắn muốn hoạt động dẫy dụa đều khó khăn. Thật chẳng lẽ muốn cùng hư thối lão tổ đồng quy vu tận, bị vực sâu chôn nơi này? Không, đây không phải ta muốn kết cục. Ngôi sao nhỏ, luân hồi sách. Diệp Thần nội tâm gào thét, cuối cùng là phải vận dụng luân hồi sách a. Ca ca, ta tại mở ra, ngươi kiên trì một chút nữa, ô ô. Ngôi sao nhỏ mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh truyền đến, kỳ thực vừa mới hư thối lão tổ bỏ mình, dẫn bạo vực sâu thời điểm, nàng cũng cảm giác nguy hiểm, cũng tại vận dụng trên đầu tài nguyên, khởi động luân hồi sách. Nhưng, luân hồi sách như thế chí bảo, muốn mở ra, cũng không phải chuyện dễ, cần thời gian. Đã đợi không kịp, ta tới. Diệp Thần khẽ cắn môi, tự mình động thủ, triệu hoán luân hồi sách buông xuống. Hoa lạp, một vệt kim quang, phá không xuất hiện tại Siva trên thánh địa khoảng không, hiện ra một bản cổ thư bộ dáng. Cổ thư mở ra, phía trên bốn chữ lớn, thiên địa huyền hoàng. Hết sức rực rỡ chói mắt. Tại ngôi sao nhỏ cố gắng chế tạo phía dưới, bây giờ luân hồi sách, bát tự tổng cương đã chế tạo ra bốn chữ, luân hồi pháp tắc sức mạnh, so dĩ vãng cường đại hơn nhiều. Bằng vào ta luân hồi tinh giới làm tế, mở ra luân hồi, nghịch chuyển kết cục. Diệp Thần nội tâm rít lên một tiếng, hắn bị chôn ở thối giữa huyết nhục phía dưới, cảm giác chính mình ý thức đều nhanh hôn mê, tại dày vò ngạt thở phía trước, hắn phát động luân hồi sách. Luân hồi trên sách, hiển hóa ra Cẩm Tú Giang Sơn tranh cảnh, đó là Diệp Thần đại bản doanh luân hồi tinh giới. Bây giờ, tại Diệp Thần ý niệm thôi động phía dưới, luân hồi tinh giới sông núi địa mạch, linh khí triệt để thiêu đốt, toàn bộ hóa thành mở ra luân hồi sách nhiên liệu. Diệp Thần sợ mình kết cục quá khó nghịch chuyển, cho nên cũng không lo được nhiều như vậy, đem luân hồi tinh giới nhiều năm tích lũy địa mạch năng lượng, tín ngưỡng năng lượng, một thể hiến tế. Lần này hiến tế, Diệp Thần thiệt hại cực lớn, ngày xưa phồn vinh luân hồi tinh giới, linh khí một chút khô kiệt, từng mảng lớn hoa cỏ cây cối khoảnh khắc khô héo, nguy nga tinh không thần sơn ùng ùng sụp đổ, tinh không thần chỉ cũng đi theo khô kiệt. Ta muốn kết cục, là Siva buông xuống, chấn áp vực sâu. Diệp Thần trả một cái giá thật là lớn. Hắn mong muốn kết cục, là thuận lợi khai quật ra Siva kim thân, đồng thời để cho Siva buông xuống, từ đó chấn áp hết thảy. Vực sâu năng lượng quá mức kinh khủng, chỉ dựa vào Diệp Thần chính mình cùng Nhậm Phi Phàm, khó mà đối kháng, nhất định phải thỉnh Siva buông xuống. Đây là Diệp Thần mơ ước kết cục. Nhậm Phi Phàm kinh hãi, nhìn xem đã mở ra luân hồi sách, chỉ cảm thấy thiên địa thất sắc, vô tận kim quang nở rộ bao phủ hết thảy, trước mắt hắn hoàn toàn bị kim quang tràn đầy. Không nhìn thấy vật gì khác. Vũ trụ, tinh không, thế giới, nhân quả, âm dương, thời không, vận mệnh, toàn bộ hết thảy, đều theo luân hồi sách mở ra, xảy ra biến động thật lớn. Toàn bộ không không lúc nào khoảng không, đều đang kịch liệt lay động, chư thiên khắp nơi chấn động, tại tất cả xó xỉnh, cũng có thể nhìn thấy luân hồi sách phát ra kim quang óng ánh. Thời gian bị nghịch chuyển, rất xem thêm đến luân hồi sách tia sáng mọi người, có loại bừng tỉnh nhược mộng cảm giác. Thật giống như sáng sớm tỉnh lại, đang dần dần quên mất đêm qua mộng cảnh, thậm chí hoảng hốt ở giữa, phân không ra thực tế cùng mộng cảnh giới hạn. Khục, phảng phất qua một cái kỷ nguyên giống như dài dằng dặc, Diệp Thần đột nhiên mở to mắt, ho khan kịch liệt một chút, lại phát hiện chính mình nằm ở trong một cái mềm mại ôm ấp hoài bão. Ô ô, ca ca, người đã tỉnh. Là ngôi sao nhỏ. Ngôi sao nhỏ ôm Diệp Thần, hai con người rơi lệ, luân hồi viết lên tại bên tay nàng. Đã mất đi tất cả ánh sáng, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục nguyên khí. Ta đây là... Diệp Thần mờ mịt ngồi dậy, phát hiện mình còn tại Siva huyết cốc bên trong, cảnh vật chung quanh không thay đổi, bên cạnh là chồng chất như núi hư thối huyết nhục, đó là chết đi hư thối lão tổ. Bầu trời màu đen mục nát mưa, vừa mới ngừng không bao lâu, vực sâu sương mù chậm rãi tán đi, đại địa vẫn một mảnh dơ bẩn bộ dáng. Hai nam tử, đứng tại Diệp Thần bên cạnh. Một cái là Nhậm Phi Phàm, một người khác lại là Siva. Siva thể trạng khỏe mạnh, mặc áo da thú phục, eo đeo cung tiễn, chính thần tình phức tạp nhìn xem Diệp Thần. Siva tiền bối, là ngươi. Diệp Thần nhìn thấy Siva ở đây, lập tức cả kinh. Siva lại hỏi, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta cảm giác thế giới tại điên đảo, ta là ở trong mơ, vẫn là thực tế. Diệp Thần ngẩn ngơ, hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, hắn vận dụng luân hồi sách.
phải sửa đổi kết cục. Muốn thay đổi đại cục, tránh cho bị vực sâu thôn phệ, duy nhất biện pháp, chính là thỉnh Shiva buông xuống. Cho nên, Diệp Thần dự đoán kết cục, chính là thỉnh Shiva buông xuống. Bây giờ, nhìn thấy Shiva đứng ở bên cạnh, Diệp Thần hỗn loạn suy nghĩ, dần dần rõ ràng, tất cả ý niệm cũng như nước rửa một dạng thanh tịnh. Hô, xem ra thành công, ta muốn kết cục, cuối cùng đạt tới. Diệp Thần giãn ra một ngụm chọc khí, hắn mơ ước kết cục cuối cùng thành sự thật. Shiva vẫn là mê mang bộ dáng, thật giống như biết thứ gì, nhưng lại nhìn không rõ ràng, nâng cằm lên lẩm bẩm nói, chân tướng đến cùng là cái gì? Chúng ta còn sống, không có bị vực sâu nuốt hết. Diệp Thần ánh mắt trong trẻo, nhìn một chút Nhậm Phi Phàm, lại nhìn một chút Shiva, cuối cùng lại nhẹ nhàng ôm ngôi sao nhỏ, nói, đúng vậy, chúng ta còn sống. Shiva do dự một chút, nói, ta có chút hỗn loạn, ta cùng hư thối lão tổ giao thủ qua sao? Bây giờ tại Shiva trong đầu, lại có hai đầu ký ức tuyến. Trong đó một đầu, là Diệp Thần bị hư thối lão tổ huyết nhục bao phủ, nguy cơ sớm tối, hắn cũng có thể là gặp nạn, cùng nhau bị vực sâu thôn phệ. Một cái khác ký ức tuyến, là hắn cùng Diệp Thần, Nhậm Phi Phàm, đều vượt qua nan quan, còn sống khỏe ri. Này phương thiên địa vực sâu khí tức, mặc dù nồng đậm, nhưng nếu như Shiva cơ thể cùng linh hồn, một lần nữa dung hợp làm một mà nói. Hắn chỉ dựa vào trụ quang huy của thần, cũng đủ để trấn áp nơi này vực sâu. Shiva cảm giác chính mình giống như xuất thủ qua, từng trấn áp nơi này hắc ám, trợ Diệp Thần vượt qua nan quan, nhưng giống như lại không có, ký ức tuyến rất hỗn loạn. Cái này hai đầu ký ức tuyến, tại Shiva trong đầu quấn giao mơ hồ, hắn có loại như trong mộng, phân không ra thật ảo cảm giác, vạn kiếp bất diệt đạo tâm, bây giờ lại xuất hiện hỗn loạn. Ta vận dụng luân hồi sách, sửa đổi kết cục. Hô, chúng ta là vượt qua nan quan. Diệp Thần chậm chậm giải thích nói. Hắn bỏ ra cái giá khổng lồ, thay đổi kết cục, cũ kết cục đã trở thành hư ảo, mới kết cục là hắn moi ra Shiva hài cốt, đồng thời thành công để cho Shiva thân hồn quy nhất, triệt để vỡ vụn hư thối lão tổ âm mưu. Thời khắc này Shiva, liền đã thân hồn quy nhất, hắn chỉ là đứng ở chỗ này, đều có một cỗ hùng hồn bàng bạc đại khí phách, này phương thiên địa vực sâu khí tức, triệt để quy về tịch diệt. Shiva ngơ ngác xuất thần, còn có chút ngơ ngẩn, nhìn xem Diệp Thần trong tay luân hồi sách, lại nhịn không được hít sâu một hơi, nói. Người cái này luân hồi sách, quá kinh khủng, lại có thể sửa chữa kết cục, thay đổi thế giới. Thậm chí, bị thay đổi sau thế giới, ngay cả ta đều không phân rõ hư thực, ta không biết vật gì làm thật, vật gì là giả. Nếu là người có thủ đoạn này, người đi đối phó trụ thần hoặc đối phó kiếm tâm thần châu những tên kia. Shiva lấy cường hoành vũ lực tăng trưởng, thần thông thuật pháp cũng không am hiểu, cho nên mắt thấy Diệp Thần loại sửa đổi này thời gian, nghịch chuyển kết cục thủ đoạn nghịch thiên, hắn triệt để chấn kinh, bất quá hắn cũng không có nói tiếp, hắn cho rằng không dễ dàng như vậy. Diệp Thần nói, không có việc gì, tóm lại, là chúng ta thắng. Shiva cau mày nói, vực sâu khí tức rộng rãi, vực sâu quyền hành bao trùm tại trụ thần phía trên, ta không tin vực sâu sẽ như vậy dễ dàng liền bị nghịch chuyển. Luân hồi chi chủ, người bây giờ như thế nào, cơ thể có hay không không thoải mái? Shiva trên dưới đánh giá Diệp Thần, vẫn có chút khó mà tin được, kém chút bị vực sâu nuốt hết Diệp Thần, thế mà thật sự thay đổi kết cục, thoát thân đi ra. Phải biết, vực sâu uy năng, so trụ thần còn muốn lợi hại hơn, muốn nghịch chuyển, nơi nào có đơn giản như vậy? Ta không có. Diệp Thần vừa định nói mình cơ thể rất tốt, nhưng bỗng nhiên khí tức một hồi trệ tắc nghẽn, bàn tay có chút ngứa. Hắn nâng tay phải lên xem xét, chỉ thấy tại tay phải hắn trong lòng bàn tay, càng là có một đạo thối giữa mủ đau nhức xương biến thành màu đen, thối giữa dấu hiệu đang tại lan tràn. À, đây là... Nhìn mình lòng bàn tay mủ đau nhức, Diệp Thần lập tức đại chấn, vô ý thức thi triển phì nhiêu bí pháp, từng sợi kim quang dược khí hội tụ đến lòng bàn tay, nhưng lại không thể chỉ tận gốc mủ đau nhức một chút, thậm chí cái kia mủ đau nhức còn ra tốc khuếch tán. Diệp Thần bàn tay làn ra, đều tại hơi hơi phát tím, mủ đau nhức nát giữa xâm nhập cốt tủy, như vạn kiến đốt thân, dày vò dị thường. Ca ca, ngươi như thế nào? Ngôi sao nhỏ kinh hãi, vội vàng kéo Diệp Thần bàn tay. Đừng đụng ta! Diệp Thần như giật điện đưa bàn tay lùi về, đồng thời đem ngôi sao nhỏ đẩy ra, sợ mình trên tay hư thối khí tức, sẽ lây cho nàng. Shiva sầm mặt lại, nói, hỏng bét, vực sâu khí tức, như giòi trong xương. Quả nhiên không dễ dàng như vậy hóa giải, coi như người vận dụng luân hồi sách, cũng không cách nào hoàn toàn nghịch chuyển vực sâu.
Loại này thối giữa ngủ đau nhức ta đã thấy, nếu như không xử lý, liền sẽ dần dần chuyển biến xấu thành u ác tính, một khi bị u ác tính ký sinh, cái kia đem vạn kiếp bất phục. Thái Sơ chính là bị ký sinh như vậy. Diệp Thần dùng mình, vừa tức giận, cắn răng nói, cái này hư thối lão tổ, thực sự là chết cũng không chịu sống yên ổn a, còn nghĩ ký sinh tại trên người của ta. Phẫn nộ kinh dị phía dưới, Diệp Thần tay trái rút ra côn lôn đao, liền muốn đem bàn tay của mình chặt đứt, miễn cho nát giữa lan tràn. Đừng xung động. Siva lại gấp vội và ngừng Diệp Thần, hắn trực tiếp không thủ nhập bạch nhận, bắt được Diệp Thần lưỡi đao. Diệp Thần toàn lực hành động phía dưới, côn lôn đao cỡ nào sắc bén, nhưng Siva tay không nắm lấy, lại là không phát hiện chút tổn hao nào, trụ thần thực lực có thể thấy được lốm đốm. Vực sâu ký sinh, không dễ dàng như vậy chặt đứt. Loại này ký sinh, là một loại pháp tắc, ngươi chặt đứt bàn tay của mình, cái này mủ đau nhức liền sẽ ký sinh đến nơi khác, càng không tốt xử lý. Siva đạo. Ngôi sao nhỏ khóc ròng nói, vậy làm sao bây giờ? Siva lão tổ, xin ngươi nhất định phải mau cứu Diệp Thần ca ca a. Siva do dự suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng có chút thúc thủ vô sách. Thế gian này kinh khủng nhất sự tình, chính là bị vực sâu ký sinh, Thái Sơ bị vực sâu u ác tính ký sinh, đều không thể thoát khỏi, đó là vĩnh hằng ác mộng. Coi như Diệp Thần y thuật tinh xảo, cũng không cách nào hóa giải, vực sâu sức mạnh quá kinh khủng. Nhậm Phi Phàm gặp Siva do dự bất đắc dĩ bộ dáng, lập tức cũng lo lắng, nói, Siva lão tổ, cái này vực sâu ký sinh, thật sự không cách nào giải quyết sao? Ký sinh tại Diệp Thần trên người vực sâu, hẳn là xa xa còn không tính u ác tính a. Siva nói, bây giờ chỉ là một khỏa mủ đau nhức, nhưng tương lai chuyển biến xấu, sớm muộn lại biến thành u ác tính. Nhậm Phi Phàm nghiêm nghị, nói, thỉnh Siva lão tổ cứu viện. Diệp Thần hắn không thể chết. Siva nói, ta biết, nếu là luân hồi chi chủ bị vực sâu nuốt hết, cái kia luân hồi hỏa trùng, cũng muốn triệt để dập tắt, cái này có thể cực kỳ không ổn. Đúng. Luân hồi chi chủ, người có phải hay không nắm giữ lấy Cẩm Minh Đế Quân Hỗ Tự Quyết? Diệp Thần nói, chính là, Siva tiền bối có gì tốt sách? Siva nói, Hỗ Tự Quyết chính là âm dương quân hành vô thượng diệu pháp, người vừa nắm giữ Hỗ Tự Quyết, có thể sử dụng âm dương đại na di thuật pháp, đem trên người mình mủ đau nhức, chuyển rời đến trên thân người khác. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, âm dương đại na di, đem trên người ta tai ách, thay đổi vị trí cho người khác sao? Siva nói, đúng vậy, dựa vào Hỗ Tự Quyết, cũng có thể làm được, đây là na di âm dương, gắp lửa bỏ tay người biện pháp. Bất quá, Hỗ Tự Quyết tinh túy, là cân đối, không thể ép buộc, người cần tìm một cái thành tâm thành ý, nguyện ý vì người bỏ ra tất cả, chịu khăng khăng một mực thay người nhận lấy cái chết, tiếp nhận vực sâu sống nhờ người. Ngôi sao nhỏ nghiêm mặt nói, ta có thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Siva lắc lắc đầu nói, thực lực ngươi không đủ, tu vi và luân hồi chi chủ cách biệt quá xa, ngươi không chịu nổi vực sâu nhân quả. Nhậm Phi Phàm không nói gì một hồi, vươn tay ra, thở dài, ta đến đây đi. Diệp Thần cảm thấy bi thương, gắt gao rụt lại bàn tay, nói, không thể. Nhậm tiền bối, ta kiếp, ta sẽ tự mình hóa giải, lại có thể nào nhường ngươi thay ta. Dừng một chút, Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, từ nơi sâu xa. Nhìn thấy phương pháp phá cuộc, nói. Muốn hóa giải vực sâu ký sinh, không nhất định phải hỏa thủy thay đổi vị trí, còn có nhất pháp. Chỉ cần có thể nhận được ánh sáng của bầu trời thần thủy, ta trở thành quang chi tử, đủ để hóa giải hết thảy hắc ám. Ký sinh tại trên người ta vực sâu, còn không tính cỡ nào nghiêm trọng, dựa vào trời quang thần thủy đủ để hóa giải. Diệp Thần nhìn mình lòng bàn tay mủ đau nhức, suy nghĩ nếu như có thể uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy. Trở thành quang chi tử, nhất định có thể triệt để tịnh hóa tai ách. Siva suy nghĩ một chút, nói, đây cũng là một biện pháp, nhưng, không còn kịp rồi, ánh sáng của bầu trời thần thủy tại Phạn Thiên Thánh Địa, vô số thế lực nhìn chằm chằm, muốn cướp đoạt, lại nói dễ dàng sao. Hơn nữa, ánh sáng của bầu trời thần thủy bản thân, liền mang theo quang minh đại khủng bố, ngươi nếu là uống, thân thể sẽ trong nháy mắt bị ánh sáng của bầu trời chiếu rọi thành trống không. Ý thức triệt để chôn vùi, cuối cùng bị quang đoạt xá. Không làm được, ai, không làm được, dưới mắt chỉ có thể thi triển âm dương đại na di biện pháp, trước tiên đem trên người ngươi vực sâu tai kiếp thay đổi vị trí ra ngoài. Bất luận kẻ nào cũng có thể chết, duy chỉ có ngươi, luân hồi chi chủ, ngươi không thể chết. Nhậm Phi Phàm nói, Diệp Thần, trước tiên từ ta thay ngươi tiếp nhận vực sâu ký sinh,
tương lai ngươi chấp trưởng quang chi tử quyền hành, lại thay ta hóa giải chính là. Diệp thần nói, không được, Nhậm tiền bối. Shiva thở dài, ai, các ngươi thực sự là. Hắn cùng Nhậm Phi Phàm trao đổi một chút ánh mắt, hai người hình như có tính toán. Shiva đột nhiên nói, thôi, luân hồi chi chủ, liền từ ta thay ngươi nhận qua a. Ngươi cứ việc đem trên người vực sâu, chuyển rời đến trên người của ta chính là. Bày trận a. Diệp thần khẽ giật mình, nói, Shiva tiền bối, cái này. Shiva nói, trên người ngươi nho nhỏ mủ đau nhức, ta còn có thể tiếp nhận, mặc dù có chút đau đớn, nhưng cũng không biện pháp. Không có thời gian, ta nhất thiết phải nhanh lên phi thăng đi tinh không bỉ ngạn, Thái Sơ đang triệu hoán ta. Ngươi lập tức bày trận, chờ âm dương na di kết thúc, ta liền muốn mang Nhậm Phi Phàm phi thăng. Đừng quên ước định của chúng ta, Nhậm Phi Phàm muốn làm ta hộ pháp, hộ tống ta đi bỉ ngạn, có thật nhiều sự tình, ta đều không tiện tự mình động thủ, chỉ có thể xin các ngươi tùy hành. Nhậm Phi Phàm nhãn tình sáng lên, nói, Shiva lão tổ chịu lòng từ bi, kia thật là không thể tốt hơn nữa. Diệp thần trần chờ một chút, không nghĩ tới Shiva chịu trả giá hy sinh, thay mình tiếp nhận vực sâu ký sinh. Hắn nghĩ thầm, Shiva vĩ lực vô biên, trên người ta vực sâu, hắn đáng bị được, nhưng chính ta kiếp, chuyển rời đến trên người hắn, cuối cùng hổ thẹn. Diệp thần nói, Shiva tiền bối, ngươi thay ta nhận qua, đây thật là. Shiva khoát tay một cái nói, đừng nói nhảm, nhanh bày trận a, cái này âm dương đại na di thuật pháp, ta cũng sẽ không. Diệp thần nói, hảo. Tại Shiva dưới sự thúc giục, Diệp thần cũng sẽ không do dự, lập tức cắn nát đầu ngón tay, máu tươi nhỏ tại trên mặt đất, ký kết ra một cái âm dương thái cực trận pháp. Cái này âm dương trận pháp, xoay chậm chậm lấy, Diệp thần đem chính mình hỗ tự quyết tất cả tinh túy, đều chút xuống đi vào, trận pháp nở rộ hào quang, vô cùng ảo diệu âm dương pháp tắc lưu chuyển. Diệp thần lại hít sâu một hơi, vạch phá lòng bàn tay mình mủ đau nhức, lập tức cốt cốt chọc máu chảy trôi mà ra, hắn lòng bàn tay đặt tại trên trận pháp, toàn bộ âm dương trận pháp, rất nhanh bị chọc vết máu nhiễm, trở nên toàn màu đỏ tươi. Shiva tiền bối, trận pháp đã thành. Ngươi chỉ cần ngồi ở trận pháp một bên khác, âm dương nghịch chuyển, trên người ta tai kiếp, liền sẽ chuyển rời đến trên người ngươi. Ai, thực sự là hổ thẹn, ta chịu ngươi lớn như thế ân, tương lai ngươi có gì cần phân phó, xin cứ việc mở miệng. Diệp thần ngồi ở âm dương trận pháp một bên, thở dài một cái. Shiva cũng là thở dài, nói, xin lỗi, luân hồi chi chủ, ngươi không cần nhiều cảm ơn ta. Ngươi hẳn là đa tạ, là Nhậm Phi Phàm. Nói đi, Shiva cũng không có vào trận, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm nhìn xem cái kia tinh hồng thậm chí tản mát ra mủ đau nhức mùi thúi trận pháp, gương mặt ngưng trọng, nhưng hai mắt cuối cùng vẫn là lướt qua một vòng kiên quyết chi sắc, sau đó phi thân vào trận, ngồi xếp bằng tại Diệp thần đối diện. Nhậm tiền bối, ngươi như thế nào? Diệp thần nhìn thấy vào trận người, không phải Shiva, lại là Nhậm Phi Phàm, lập tức kinh hãi hồn phi phách tán. Hắn trận pháp đã thành, lúc này Nhậm Phi Phàm vào trận, hắn muốn nhận đều thu lại không được. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, trong trận pháp chọc huyết, toàn bộ lưu chuyển đến trên thân Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm kêu lên một tiếng, chỉ một thoáng làn da ảm đạm, nguyên bản thanh giật khuôn mặt anh tuấn bên trên, lập tức sinh ra một khỏa thối giữa nhọt độc. Không. Diệp thần thấy thế hoảng hốt, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân chợt nhẹ, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trương thủ xem xét, lòng bàn tay mủ đau nhức đã chậm rãi tiêu tán, chảy ra máu tươi, từ vẩn đục kịch độc hắc ám bộ dáng, khôi phục bình thường đỏ tươi. Âm dương na di, nhân quả rời đi, ký sinh tại Diệp thần trên người vực sâu, đã toàn bộ chuyển rời đến trên thân Nhậm Phi Phàm. Đây cũng là, vực sâu ký sinh sao? Tư vị này, quả nhiên không dễ chịu a. Nhậm Phi Phàm khóe miệng nứt ra, chỉ cảm thấy khuôn mặt sống nhờ nhỏ độc, nát giữa ngứa, hắn rất muốn đưa tay đi cào, nhưng lại sợ tăng thêm triệu chứng, đành phải cường tự nhẫn nại. Nhậm tiền bối, đây là chuyện gì? Ngươi như thế nào? Diệp thần vừa tức vừa cấp bách, nhìn xem Nhậm Phi Phàm trên mặt nhỏ độc, lại là một hồi áy náy, ánh mắt chuyển nhìn về phía Shiva, lại là một hồi phẫn nộ. Shiva nói, ai, luân hồi chi chủ, vực sâu ký sinh, không thể coi thường, ta cũng không dám tiếp nhận. Mới là Nhậm Phi Phàm giả ý mở miệng, bảo ta thay ngươi nhận qua, trên thực tế cuối cùng lấy thân vào trận người, là hắn. Ta chẳng qua là một ngụy trang thôi, xin lỗi. Diệp thần khí cấp công tâm. Khuôn mặt đỏ lên, rất muốn mắng người,
nhưng suy nghĩ kỹ một chút Shiva hiện tại quả là không nợ hắn, hắn tràn đầy cảm xúc, trong lúc nhất thời nhưng lại không có tự phát tiết. Ca ca, ngôi sao nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Thần cánh tay, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu là tức giận mà nói, chém ta mấy đao a. Shiva chỉ đầu của mình. Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng là không thể làm gì. Nhậm Phi Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nói, không sao, như lời ngươi nói, tương lai chờ ngươi kế thừa quang chi tử quyền hành, liền có thể thay ta tịnh hóa vực sâu. Ta sẽ ở tinh không bỉ ngạn chờ ngươi. Diệp Thần không nói gì, đến một bước này, hắn còn có thể nói cái gì, chán nản nói, Nhậm tiền bối, ngươi vì ta bỏ ra quá nhiều. Nhậm Phi Phàm mỉm cười, nói, không có việc gì, mệnh của ta, đều là ngươi cứu, ta bây giờ thay ngươi nhận qua, cũng chỉ bất quá là báo ân thôi. Shiva bờ môi ông động, muốn nói cái gì, hắn muốn nói, ánh sáng của bầu trời thần thủy minh mông huy hoàng, Diệp Thần nếu như dám mưu toàn uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy mà nói, nhất định đem gặp ánh sáng của bầu trời chiếu rọi phản phệ. Muốn trở thành quang chi tử, nơi nào có dễ dàng như vậy? Quang chi tử có thể đích thật là tồn tại, bất quá cho đến lúc đó, Diệp Thần ý thức đều tại trong ánh sáng của bầu trời tiêu diệt, cuối cùng bất quá biến thành quang khôi lỗi. Shiva thở dài một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, vậy ta liền cùng Nhậm Phi Phàm đi tinh không bỉ ngạn, chúng ta tại bỉ ngạn thế giới chờ ngươi. Thái sơ cùng vực sâu tranh đấu, ta là đứng tại quang minh bên này, ta tin tưởng, vĩnh hằng quang minh là tồn tại, hắc ám cùng tử vong cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Tương lai đối kháng vực sâu, chúng ta có thể hợp tác. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta không đứng đội, ta có của ta đạo. Shiva nói, ta biết, nhưng vực sâu kinh khủng, tàn phá bừa bãi chư thiên, chúng ta nếu như không liên thủ, thế đơn lực bạc, chỉ có thể bị vực sâu thôn phệ. Thôi, bây giờ nói những thứ này, còn hơi quá sớm, chờ ngươi về sau có thể phi thăng tinh không bỉ ngạn rồi nói sau. Không không lúc nào khoảng không còn có một hồi đại kiếp. Đó chính là quy khư đại kiếp, người nhất thiết phải vượt qua kiếp nạn này, mới có phi thăng khả năng. Ta cùng Nhậm Phi Phàm liền đi trước từng bước. Diệp Thần nói, là, sắp chia tay sắp đến, hắn nhìn xem Nhậm Phi Phàm, cũng là hết sức không muốn. Chấm, Nhậm tiền bối, các ngươi dọc theo đường đi nhiều hơn bảo trọng. Diệp Thần nhìn xem Nhậm Phi Phàm trên gương mặt mủ đau nhức, trong lòng vẫn là áy náy. Nhậm Phi Phàm lại là cười nhạt một tiếng, Diệp Thần. Không có người nghĩ bết bát như vậy, ta mà là ngươi người hộ đạo, vì ngươi làm chút chuyện này không phải phải sao. Huống chi, ta đi tinh không bỉ ngạn sau đó, tất nhiên muốn vì ngươi sáng tạo một mảnh cơ nghiệp, đến lúc đó, ngươi đi tới không không lúc nào khoảng không, ta hy vọng, bất cứ uy hiếp gì, ta đều có thể đem bọn hắn nghiền ép. Đúng, còn có một việc, Nhậm Phi Phàm liếc mắt nhìn Shiva, cũng không mở miệng, mà là truyền thanh cho Diệp Thần. Trước ngươi để cho ta dò xét. Có đầu mối. Nhậm Phi Phàm âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trong đầu. Diệp Thần trong nháy mắt có chút ngoài ý muốn, kỳ thực, liên quan tới cái kia diệt đạo giả tin tức, hắn đối với không không lúc nào khoảng không không có quá nhiều lòng tin. Dù sao cái kia diệt đạo giả bản thể, thực lực không thua trụ thần. Chỉ có bước vào tinh không bỉ ngạn, hay là thế giới bên ngoài mới có thể có càng nhiều manh mối. Nhưng bây giờ vừa mới qua đi bao lâu, Nhậm tiền bối liền có tin tức. Xem ra Shiva thật sự bố trí không thiếu, gián tiếp thông qua Nhậm Phi Phàm điều tra tới tiết lộ cho chính mình. Bất quá Nhậm tiền bối vì cái gì truyền thanh, chẳng lẽ là bởi vì Shiva ở bên cạnh. Hắn có lẽ không biết, cái này manh mối kỳ thực cùng Shiva cũng có một chút liên hệ. Đương nhiên còn có một loại khả năng, Nhậm tiền bối sau đó nói cũng có thể là cùng luân hồi mộ địa có chút liên hệ. Trong lòng Diệp Thần cũng càng thêm hiếu kỳ. Cái này Shiva trong miệng không giống với trụ thần thế lực đến cùng lai lịch ra sao? Luân hồi mộ địa trong cái này thần khí nghịch thiên chế tạo này, thật chẳng lẽ có cái này thế lực quấy nhiễu? Bằng không thì vì sao luân hồi mộ địa sẽ đối với cái này cái gọi là diệt đạo giả tức giận như thế? Nhậm tiền bối, manh mối là ở nơi nào? Tinh không bỉ ngạn, Diệp Thần trước tiên hỏi. Nhưng mà để cho Diệp Thần bất ngờ là, Nhậm Phi Phàm trả lời, cũng không phải, ngay tại không không lúc nào khoảng không. Ngươi dò xét thanh kiếm hình tượng từng xuất hiện tại ta một vị lão hữu ngoài ý muốn lấy được trong cổ tịch đã tổn hại, nhưng lại xuất hiện một cái chuôi kiếm cửu long văn, bên dưới nạm một khỏa thanh sắc lưu ly thần châu. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, này kiếm cũng không phải là ngươi một lòng muốn tìm chi kiếm, mà là có chút tương tự. Nhưng ta cảm thấy bất kỳ đầu mối nào,
ngươi cũng không muốn từ bỏ. Căn cứ vào cổ tịch bên trên ghi chép, kiếm này gọi giáp hồn trảm long kiếm, lấy chân áp chín đầu chấn thế thần long làm đại giá, tan cốt làm kiếm, long huyết nung kiếm, đến nỗi cái kia thanh hồn, tương truyền là một vị đỉnh cấp cường giả hồn phách. Hồn phách của hắn bị vĩnh viễn chân áp tại trong này kiếm. Cái này so với phần thiên đại kiếp còn thống khổ hơn. Bất quá ta cảm thấy này kiếm cũng không có chút nào có thể tại không không lúc nào khoảng không, quy tắc của nơi này không chứa được này kiếm. Ta hỏi ta người lão hữu kia cổ tịch tung tích, trí nhớ của hắn có chút kỳ quái, đứt quãng, tựa hồ có cường giả quấy nhiễu, cuối cùng tại nỗi thống khổ của hắn hồi ức phía dưới, hắn nói cho ta biết cổ tịch tại một chỗ tên là Táng Hồn Quật địa giới phát hiện. Bất quá Táng Hồn Quật bởi vì một chút nguyên nhân, vạn năm trước sụp đổ, nơi đó bây giờ trật tự hỗn loạn, chỉ sợ. Nói đến đây, Nhậm Phi Phàm cười cười, ta ngược lại thật ra quên, lấy ngươi thực lực hôm nay, cái này sụp đổ Táng Hồn Quật cũng không tính quá nguy hiểm. Đây là tọa độ, nếu như ngươi thật đụng tới cái gì không cách nào giải quyết nguy hiểm, chỉ cần kêu gọi tên của ta, ta liền sẽ buông xuống. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, không cần lo lắng, Huyết Long bây giờ cũng bước vào siêu phẩm thiên đế, ta thực lực đại trướng, huống chi ta chỉ muốn biết cái kia thanh hồn trảm long kiếm càng nhiều tin tức hơn thôi. Nhậm Phi Phàm trả lời, vậy là tốt rồi, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được cái gì, nói, Nhậm tiền bối, người có phải hay không còn có tin tức khác? Nhậm Phi Phàm không do dự nữa, nói, đến nỗi liên quan tới luân hồi nghĩa địa ký ức, ta vừa rồi lĩnh ngộ cái gì, tựa hồ nhớ lại một vài thứ, rất nát, nhưng có một cái tin tức rất trọng yếu. Luân hồi mộ địa kỳ thực ngay từ đầu chế tạo, hẳn là có khí linh, thế nhưng khí linh tựa hồ cản trở một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ, hơn nữa xé rách thời không, cử động lần này hết sạch cái kia khí linh hết thảy sức mạnh, lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Câu nói này, tại Diệp Thần thân thể khẽ giật mình. Quả nhiên, luân hồi mộ địa vốn có khí linh. Nghịch thiên chi vật như thế, trọng thương phía dưới, dùng hết toàn bộ lực lượng, mới xuất hiện ở Hoa Hạ, cuối cùng dựa theo quỹ đạo vận mệnh rơi vào trong tay của mình. Cái kia ngăn cản luân hồi nghĩa địa lực lượng cường đại, chỉ sợ cũng cùng cái kia diệt đạo giả có liên quan. Lực lượng này, đến tột cùng vẻn vẹn là một người, vẫn là nói là một thế lực. Diệp Thần trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, Siva biết không ít tin tức, nhưng đối phương không muốn nói với mình. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể chậm rãi đã điều tra. Dưới mắt không không lúc nào khoảng không, chỉ có khả năng cái này Táng Hồn Quật, có nhiều tin tức hơn. Diệp Thần, đề nghị của ta vẫn như cũ không thay đổi, ngươi thực lực hôm nay lại thêm Huyết Long, tại không không lúc nào khoảng không có thể nói không sợ hết thảy, nhưng, phía trên vẫn là tinh không bỉ ngạn, còn có thế giới bên ngoài. Ngươi như tiếp tục điều tra đi, rất có thể sẽ chạm đến một cổ vô hình lực cản. Thậm chí có thể uy hiếp ngươi sinh mệnh. Bất quá, dù cho như thế, ta vẫn như cũ ủng hộ ngươi hết thảy quyết định. Nếu có người dám tổn thương ngươi, cho dù là nhìn xuống chúng ta thiên đạo, cho dù là cái kia căm hận âm dương thái sơ, cho dù là thế giới kia bên ngoài trí cao, ta, Nhậm Phi Phàm, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào, lấy bọn hắn chi huyết, nghịch nhiễm thương khung chi đỉnh. Trong lòng Diệp Thần hơi ấm, Nhậm tiền bối, ta sẽ không hành sự lỗ mãng, dù sao ngươi ta tương hỗ là hải đăng, đời này còn muốn bằng vào ta các loại chi quang, chiếu rọi cái này hắc ám thế giới. Ta chuẩn bị đầy đủ liền sẽ đi một chuyến Táng Hồn Quật, lần gặp mặt sau, hẳn là tinh không bỉ ngạn, không biết Nhậm tiền bối sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Nhậm Phi Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, nhưng ánh mắt tràn đầy chắc chắn. Siva cũng biết hai người truyền thanh hoàn tất, nhân tiện nói, luân hồi chi chủ, ngươi không cần quá lo lắng, mấy người đi đến tinh không bỉ ngạn sau, ta sẽ tuân theo ước định, ban cho Nhậm Phi Phàm chúc phúc, trợ hắn một bước lên trời, trở thành thiên đạo cảnh cường giả. Ký sinh tại trên mặt hắn nhỏ độc, tuy vô pháp hóa giải, nhưng ít ra có thể hóa giải một hai, để cho hắn thiếu chịu rất nhiều khổ sở. Vực sâu ký sinh cực kỳ khủng bố, lấy Siva pháp lực, cũng không cách nào hóa giải, chỉ có thể hòa dịu triệu chứng. Diệp Thần nói, hảo, Siva tiền bối, vậy các ngươi nhanh lên đường đi. Sớm một chút đi tinh không bị ngạn, thì có thể làm cho Nhậm tiền bối sớm một chút giảm bớt đau đớn. Siva ừ một tiếng, lại lấy ra một tờ linh phù cùng một mảnh ngọc giản, nói. Tại trước khi đi, ta cho ngươi thêm hai cái lễ vật, đa tạ ngươi đào ra ta hài cốt, giúp ta thân hồn quy nhất, khỏi bị rơi nguyên nỗi khổ. Lần này khai quật hài cốt, Diệp Thần xuất lực cực lớn, thậm chí cuối cùng vận dụng luân hồi sách,
hơn nữa còn trêu chọc vực sâu ký sinh, bỏ ra cái giá khổng lồ, Shiva cũng là 10 phần cảm kích. Hắn đem linh phù kia cùng ngọc giản, nhét vào Diệp Thần trong tay. Đây là... Diệp Thần nhìn một chút linh phù cùng ngọc giản, linh phù in hủy diệt màu đen ấn phù, uy áp cực lớn, ngọc giản nhưng là quanh quẩn một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, mờ mờ ảo ảo lộ ra kiếm khí, tựa hồ phong tồn lấy kiếm đạo gì bí tịch. Shiva nói, cái này linh phù, ẩn chứa ta các loại hủy diệt pháp môn áo nghĩa, còn có ta một ngụm huyền hoàng khí, người luyện hóa về sau, đối với người tu vi rất có ích lợi. Còn có ngọc giản này, bên trong phong tồn lấy một môn kiếm pháp, gọi Hoàng Kim Đế Long Kiếm, là kiếm hoàng kiếm pháp. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, kiếm hoàng sao? Shiva nói, đúng vậy, còn nhớ rõ hắn sao? Diệp Thần gật đầu nói, ân, chính là 72 trụ thần một trong, ngũ hoàng bên trong kiếm hoàng. Luân hồi mộ địa rất nhiều đại năng bên trong, thiên đấu sát thần chính là kiếm hoàng oán niệm biến thành. Shiva nói, không tệ, chính là hắn. Kiếm hoàng tinh thông kiếm pháp, kiếm đạo của hắn, mênh mông ngàn vạn. Ngoại trừ ngươi nắm giữ thiên đấu đại đồ kiếm loại này hung ác sát phạt kiếm đạo bên ngoài, còn có rất nhiều rộng rãi chinh khí kiếm đạo. Môn này Hoàng Kim Đế Long Kiếm, chính là kiếm hoàng rộng rãi kiếm đạo một trong, tương lai ngươi cầm lấy đi đối phó xấu thần cùng hồn thiên đế, chắc có điểm dùng. Diệp Thần nói, là, đa tạ Shiva tiền bối lễ vật. Shiva nói, trước kia, ta từng cùng kiếm hoàng bọn người luận đạo, mưu cầu đối kháng vực sâu chi pháp. Ta sáng chế ra, thiên trảm, kiếm hoàng sáng chế ra môn này, Hoàng Kim Đế Long Kiếm còn có người nghe ngóng tên kia. Shiva lời nói hoàn toàn mà dừng, hiển nhiên là liên quan tới Phỉ Nhiêu Lòng Son tên kia tin tức. Shiva liếc mắt nhìn Diệp Thần, quay mũi Diệp Thần muốn biết, tiếp tục nói, luận sát phạt hủy diệt uy lực, đương nhiên là ta thiên trảm, lợi hại hơn nhiều. Nhưng, thiên trảm, uy lực tuy lớn, đối với cơ thể tinh thần tiêu hao lại là cực lớn. Kiếm hoàng môn này Hoàng Kim Đế Long Kiếm, nhưng là chính đại hùng hậu, không truy cầu trong nháy mắt hủy diệt sát thương, chỉ cầu phòng thủ đến trong lồng ngực một ngụm hạo nhiên khí, Hoàng Kim bất hủ, tự thân trước tiên đứng ở thế bất bại, lại chậm chậm mưu đồ trảm phá vực sâu. Cái này hai môn công pháp, đều có sở trường cùng không đủ, luân hồi chi chủ, người ngộ tính nghịch thiên, nghĩ đến có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó cùng khác biệt. Diệp Thần nói, hảo, ta sẽ cẩn thận tham tường. Shiva, ta nghe ngóng tên kia kiếm đạo như thế nào. Diệp Thần còn chưa nói xong, Shiva liền ngắt lời nói, như vậy, chúng ta đi. Nói xong, hắn hướng Nhậm Phi Phàm ánh mắt ra hiệu, chính mình bước ra một bước, một tiếng xào sạc, trong thoáng chốc, vô tận kim quang từ Shiva trên thân nở rộ, hóa thành thẳng cột sáng, xông phá bầu trời, càng đem màn trời đánh ra một cái lỗ thủng. Xuyên thấu qua cái lỗ thủng này, có thể nhìn đến một mảnh tinh khiết tinh không đồ cảnh. Đây không phải là thế này tinh không, đó là Bỉ Ngạn tinh không. Shiva thân thể, chậm rãi đằng không mà lên, dọc theo cột sáng này, hướng tinh không Bỉ Ngạn phi thăng mà đi. Diệp Thần, gặp lại. Ngươi phải bảo trọng. Nhậm Phi Phàm hai mắt đầy vẻ không muốn, thở dài một tiếng, đi theo Shiva phi thăng, dọc theo cột sáng chậm rãi thăng vào Bỉ Ngạn tinh không thế giới. Nhậm tiền bối. Diệp Thần quát to một tiếng, tiến lên một bước. Nhìn xem chậm rãi bay lên không Nhậm Phi Phàm cùng Shiva, muốn nói cái gì, nhưng bờ môi ông động mấy lần, cuối cùng cái gì cũng nói không ra miệng, yên lặng đưa mắt nhìn hai người đi xa. Trong khoảnh khắc, Shiva đã mang theo Nhậm Phi Phàm, thật cao phi thăng, hai người thân thể rất nhanh hóa thành hai cái điểm đen, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hoa lạp, cái kia quán thông thiên địa cột sáng, cũng hoàn toàn biến mất. Diệp Thần ngơ ngác đứng tại chỗ, thất vọng mất mát. Nhậm tiền bối đi cao hơn chiều không gian, gặp nhau nữa, chỉ sợ thực lực sẽ càng mạnh hơn a. Ca ca, ngôi sao nhỏ yên lặng đứng tại bên cạnh Diệp Thần, nhẹ nhàng kéo cánh tay của hắn, một đôi trong suốt trong mắt đẹp, hơi đỏ lên rơi lệ. Thế giới của nàng chỉ có Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần thương tâm, nàng cũng là 10 phần thương tâm. Diệp Thần trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, sờ lên ngôi sao nhỏ mái tóc, nói, chúng ta đi thôi. Hắn cuối cùng nhìn một chút Shiva huyết cốc đại địa đã một vùng tăm tối, hư thối lão tổ sau khi chết mùi hôi huyết nhục, trầm tích ở đây, đã triệt để đem phiến thiên địa này ô nhiễm thành tử địa. Mà theo Shiva rời đi, toàn bộ Shiva thánh địa, cũng đã mất đi người lãnh đạo, không cần bao lâu, thì sẽ hoàn toàn sụp đổ hủy diệt. Từ nay về sau, không không lúc nào giữa không trung sẽ không còn có Shiva thánh địa tồn tại, ở đây phát sinh hết thảy, đều sẽ thành qua lại bụi trần.
Diệp Thần cùng ngôi sao nhỏ tay nắm tay, về tới Cửu Dương Thánh Khư. Ngày xưa phồn hoa sáng chói Cửu Dương Thánh Khư, đã sớm tại hư thối lão tổ trút xuống vực sâu mục nát mưa phía dưới, hóa thành hắc ám phế tích, bao quát thánh chủ Dương Thiên Đỉnh ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ chết oan chết uổng. Diệp Thần cùng hư thối lão tổ một hồi đại chiến, chiến đấu hắc ám hủy diệt dư ba, phóng xạ toàn bộ Siva thánh địa, toàn bộ sinh linh tất cả chết tận, có thể nói vô cùng thảm liệt. May mắn, Diệp Thần nắm giữ lấy phỉ nhiêu bí pháp, có nghịch chuyển sinh tử thủ đoạn, đem Cửu Dương Thánh Khư một đám người chết, toàn bộ sống lại. Sau đó, Diệp Thần liền cùng đám người cùng một chỗ, trở về luân hồi tinh giới. Khi Diệp Thần trở lại luân hồi tinh giới, xuất hiện trước mắt hắn, lại là vô cùng thảm đạm cảnh tượng. Vì khởi động luân hồi sách, bảo đảm kết cục nhất định có thể nghịch chuyển, Diệp Thần đem luân hồi tinh giới địa mạch năng lượng, tích lũy rất nhiều tín ngưỡng khí tức, toàn bộ hóa thành nhiên liệu. Ngày xưa sơn thanh thủy tú luân hồi tinh giới, bây giờ đã là khắp nơi rách nát, sơn hà phá toái. Tòa kia nguy nga đỉnh thiên tinh không thần sơn, cũng đã sụp đổ, luân hồi tín đồ tử thương đông đảo, tràng diện rất khốc liệt. Diệp Thần thấy cảnh tượng này, một tiếng thở dài, điều động thể nội phì nhiêu linh khí, bố trí xuống một hồi phì nhiêu linh vũ, cứu chữa người bị thương, sống lại người chết, cuối cùng lại làm ra quyết định. Từ nay về sau, luân hồi đại bản doanh, di chuyển đến Mỹ Thần Thánh Địa. Lần này tru sát hư thối lão tổ, Diệp Thần trả giá đắt cực lớn, luân hồi tinh giới cơ hồ phá diệt. Bất quá, hắn dám trả giá hy sinh lớn như vậy, là bởi vì trong tay còn có đường lui, sau lưng của hắn còn có Nguyên Thiên Đế cùng thần sắc đẹp ủng hộ. Kiểm kê được mất, Diệp Thần vẫn là kiếm. Đầu tiên, là nhận được Siva tuyệt đối ủng hộ, có cường đại như vậy minh hữu, về sau Diệp Thần lộ, liền có thể thuận thản rất nhiều. Tiếp đó, có thể giết chết hư thối lão tổ, cũng là thiên đại thu hoạch, ba quỷ thần diệt trừ thứ nhất, vực sâu đối với Diệp Thần uy hiếp, liền đại đại giảm bớt. Đương nhiên, hư thối lão tổ thân là trụ thần, hắn thì sẽ không biến mất. 72 trụ thần tồn tại, cũng là pháp tắc tầng diện tồn tại, thật giống như 1 cộng 1 bằng 2, đây là vĩnh hằng bất diệt pháp tắc, người vô pháp triệt để giết chết một cái trụ thần, giống như không thể đi tiêu diệt một đầu toán thuật pháp tắc. Hư thối lão tổ còn có bản nguyên linh hồn tồn tại, nhưng đã uy hiếp không được Diệp Thần, người trước linh hồn đã rơi vào vực sâu, tại trong hủy diệt chi hải dẫy dụa chịu khổ, thật giống như khác rơi vào vực sâu trụ như thần, đại hiền giả, hắc hoàng đế, kiếm hoàng các loại. Tính đến cho tới bây giờ, còn không có bất luận cái gì trụ thần linh hồn, có thể tại trong vực sâu leo ra. Chỉ là phải cẩn thận là phí nhiêu lòng son bên trong cái kia đế ảnh chân thân. Hư thối lão tổ bây giờ kết cục, so tử vong còn thê thảm hơn rất nhiều, so sánh với tại trong vực sâu trầm luân, tử vong ngược lại là tốt nhất giải thoát rồi. Đối với Diệp Thần tới nói, hư thối lão tổ chính là đã chết, ba quỷ thần bên trong, kế tiếp có thể uy hiếp được hắn, chỉ còn lại nhiễu sóng lão tổ cùng ác mộng lão tổ. Cuối cùng, tại Siva thánh địa thu hoạch đủ loại cơ duyên, cũng làm cho Diệp Thần thực lực rất là tiến bộ, hủy diệt đạo, luân hồi đạo, phì nhiêu đạo, kiếm đạo đao pháp, tử thần quyền hành các loại, hắn lĩnh ngộ, cũng đại đại sâu hơn. Chỉ có điều, tại Siva thánh địa đủ loại tao ngộ, đủ loại khó khăn trắc trở, còn có cuối cùng Nhậm Phi Phàm rời đi, vực sâu ký sinh chưa trừ diệt, tương lai tràn ngập bất chắc, cũng làm cho Diệp Thần thể xác tinh thần đều mệt, hắn cần một quãng thời gian nghỉ ngơi. Bất quá trong lòng hắn một mực thoáng qua Nhậm tiền bối nói cho cái kia táng hồn quật tọa độ. Đó là giải khai luân hồi mộ địa sau lưng càng nhiều đồ vật con đường duy nhất. Luân hồi đại bản doanh di chuyển, đại sự này, Diệp Thần là giao cho gia gia cùng Phật tổ đi xử lý, hắn một mình trở lại Mỹ Thần Thánh Địa thần sắc đẹp trong cung, đem chính mình khóa trong phòng, ngã đầu liền ngủ. Hắn cũng đích xác cần nghỉ ngơi. Giấc ngủ này chính là 5 ngày, Diệp Thần cảm giác chưa từng có ngủ được thư thái như vậy qua. Bất quá 5 ngày này, hắn làm một cái lặp đi lặp lại mộng, trong mộng hắn giống như nghe được luân hồi mộ địa khí linh âm thanh. Cũng nhìn thấy thương khung vô số thiên kiếm trực chạm khí linh hình ảnh. Thậm chí, hắn còn trông thấy, cái kia cái gọi là diệt đạo giả bản thể, phát hiện luân hồi nghĩa địa bí mật, một kiếm liền đem ngày xưa mộ bia hóa thành một mảnh bột phấn. Làm tỉnh lại một khắc này, Diệp Thần liền tâm ý đã quyết, đi một chuyến táng hồn quật. Giải khai trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Hồi lâu sau, táng hồn quật. Diệp Thần căn cứ vào Nhậm Phi Phàm đưa cho tọa độ, xé rách tầng tầng hư không. Rốt cuộc đã tới táng hồn quật. Vừa bước vào thế giới này, Diệp Thần liền cảm nhận đến đây là một mảnh hoang vu lại vô tận quỷ dị chỗ. Ở đây,
tựa hồ mãi mãi cũng là hắc ám cùng yên lặng. Đại địa đã sụp đổ, không trọn vẹn thạch trụ cùng tường đổ tán lạc tại bốn phía, bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng ở đây đã từng là huy hoàng khắp chốn văn minh. Cường đại sát khí cùng kinh khủng âm hồn tràn ngập ở mảnh này trong phế tích, Diệp Thần dù cho có thần giáp mệnh tinh cùng vũ tổ đạo tâm, vẫn cảm giác được một tia tim đập nhanh. Mảnh này trong bóng tối, duy nhất có thể lấy chỉ dẫn Diệp Thần, chính là trung ương nhất tòa kia cao ngất ở trong bóng tối cung điện, Diệp Thần hai con người bắn mạnh thần quang, lờ mờ nhìn thấy táng hồn điện ba chữ. Thế giới này so Shiva huyết cốc sụp đổ còn lợi hại hơn, theo lý tới nói cái gì đều cũng không tồn tại, nhưng cái này táng hồn điện lại không có sự tình, có chút cổ quái. Diệp Thần lẩm bẩm nói, không gì hơn cái này hắc ám khó tránh khỏi có chút hành động bất tiện, tất nhiên ta tới, liền để ở đây tạm thời quang minh a. Nói xong, Diệp Thần chính là sử dụng phì nhiêu lòng son. Phì nhiêu lòng son trôi nổi tại bầu trời tối tăm phía trên, trong nháy mắt như một vòng đại nhật chiếu sáng toàn bộ táng hồn quật, mang đến lâu ngày không gặp quang minh, thậm chí xua tan rất nhiều âm hồn. Cảm nhận được một tia ấm áp, Diệp Thần liền không còn nói nhảm, hướng về kia cuối táng hồn điện mà đi. Rất lâu đi qua, Diệp Thần biểu lộ có chút biến hóa, hắn tinh thông vũ trụ đạo, bất luận cái gì khoảng cách, hắn đều có thể nháy mắt thoáng qua. Nhưng giờ khắc này, coi như hắn vận dụng không gian pháp tắc, cái kia táng hồn điện cũng như tinh không nằm ánh sáng một dạng xa xôi. Thật là cường đại không gian pháp tắc. Thái vũ thần khoảng không, nằm ánh sáng mênh mông, xúc địa thành thốn. Ông một tiếng, một cỗ không gian pháp tắc năng lượng ba động, lập tức khuếch tán ra, Diệp Thần điều động vũ trụ mệnh cách năng lượng, đem chính mình cùng táng hồn điện ở giữa không gian không ngừng thu nhỏ. Chỉ lát nữa là phải chạm đến táng hồn điện. Một cổ quỷ dị không gian ba động xuất hiện, táng hồn điện lại xuất hiện ở phần cuối. Người xứ lạ, đừng phế khí lực, người đời này muốn tới táng hồn điện, đều khó có khả năng. Một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ từ Diệp Thần sau lưng thình lình vang lên. Thanh âm của nàng băng lãnh phải tựa hồ có thể đem thời gian đóng băng, làm cho cả không gian trở nên yên tĩnh. Diệp Thần hiếu kỳ quay đầu, chính là thấy được một cái thiếu nữ áo trắng. Ánh mắt của cô gái lộ ra một cỗ lạnh lùng khí tức, da thịt trắng nõn của nàng, giống như băng điêu. Nàng này quanh thân âm khí nhiễu, da thịt trắng nõn phảng phất tản mát ra ánh sáng ban mai, mặt mũi ở giữa lại lộ ra một cỗ thanh tân thoát tục khí chất. Thon dài mảnh khảnh dáng người phối hợp uyển chuyển dáng người, trên người sa mỏng nhẹ nhàng phiêu động, giống như một đóa dịu dàng yêu nhã hoa sen, không người không vì chi nghiêng đổ. Chi địa như thế, lại còn sẽ có người sinh tồn. Huống chi cô gái này bề ngoài mặc dù không sánh được thần sắc đẹp, nhưng lại nhiều một tia dị vực quỷ dị vẻ đẹp. Diệp Thần hiếu kỳ nói, vì cái gì? Thiếu nữ duỗi lưng một cái, trước ngực sung mãn chập trùng, bởi vì táng hồn điện quy tắc, không thuộc về không không lúc nào khoảng không. Người không gian pháp tắc hẳn là không không lúc nào khoảng không đỉnh cấp, nhưng ở này theo quy tắc, còn xa xa không đủ. Diệp Thần nói, người một mực ở đây. Thiếu nữ gật gật đầu. Kể từ ta bắt đầu có trí nhớ, liền xuất hiện ở nơi này, ở đây từng có qua một số người tới, là mấy ngàn năm, vẫn là mấy vạn năm, hay là kỷ nguyên, ta đã quên. Kể từ sụp đổ sau đó, ngươi là người thứ nhất xuất hiện ngoại nhân. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Diệp Thần không xác định thiếu nữ thân phận, cũng không tính lộ ra giáp hồn trảm long kiếm sự tình, mà là nói, tại hạ Diệp Thần, muốn đi táng hồn điện tìm kiếm một chút cơ duyên. Diệp Thần. Thiếu nữ lẩm bẩm nói, danh tự này ta giống như nghe qua, nhưng trong trí nhớ của ta giống như lại không có. Kỳ quái, thôi, hiếm có người xuất hiện, ít nhất để cho ta không cô độc nữa. Ta gọi Hoàn Mỹ, ngươi như cảm thấy không dễ nghe, có thể gọi ta Đạt Đến Nhi, trong trí nhớ ta nhìn thấy ra ra lần đầu tiên thời điểm, hắn cứ như vậy bảo ta. Diệp Thần khẽ giật mình, Hoàn Mỹ danh tự này ngược lại có chút cổ quái, Đạt Đến Nhi, đã ngươi ở đây sinh sống lâu như vậy. Người có thể đi qua táng hồn điện. Đạt Đến Nhi hiếm thấy lộ ra một đạo nụ cười, táng hồn điện ta tự nhiên đi qua, ta ký ức bắt đầu chỗ chính là chỗ đó. Chỉ có điều, giới này sụp đổ sau đó, đi tới táng hồn điện lộ biến mất. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, xem ra chuyến này manh mối liền như vậy đoạn mất. Đạt Đến Nhi liếc mắt nhìn Diệp Thần, đọc hiểu cái gì, lại nói, bất quá ngươi muốn đi táng hồn điện, cũng không phải không có biện pháp, ở đây sụp đổ sau đó. Xuất hiện 49 cái hư không quỷ động là duy nhất có thể vượt qua giới này không gian quy tắc tồn tại. Cái kia 49 cái hư không quỷ trong động có một cái có thể đến táng hồn điện, chỉ là Diệp Thần,
chỉ là cái gì? Đạt đến nhi nhìn về phía cái kia mấy chục chỗ duy nhất không có bị phỉ nhiêu kim đan chiếu sáng hắc ám nói, ta không xác định là cái nào hư không quỷ động có thể đến, nếu là đi nhầm, người có thể sẽ vĩnh viễn mê thất ở mảnh này trong không gian. Diệp Thần theo ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy chục chỗ màu đen vòng xoáy, hắn hơi hơi cảm giác, phát hiện bất luận cái gì ý chí cùng tinh thần thâm nhập vào màu đen vòng xoáy, tựa như đá chìm đáy biển. 49 phần có một xác suất thực sự quá thấp. Nếu là có hải đăng, có thể không mê thất sao? Diệp Thần hỏi. Đạt đến nhi đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, như núi xa khẽ vuốt, trong lúc lưu chuyển, dường như hàm chứa ngàn vạn cảm xúc, rất lâu mới nói, có lẽ có thể, bất quá ngươi hải đăng, nhất thiết phải vô cùng quen thuộc ở đây. Chỉ có ngươi ta tương hỗ là hải đăng. Bất quá, ngươi với ta mà nói bất quá là ngoại nhân, ta tại sao phải giúp ngươi? Vạn nhất ta triệt để mê thất, vậy sẽ thua lỗ lớn. Diệp Thần cảm thấy Đạt đến nhi nói cũng có đạo lý, nhưng chuyến này, hắn thật sự vô cùng muốn đi táng hồn điệt, huống chi thiếu nữ này mặc dù bề ngoài lạnh như băng, nhưng nội tâm lại tựa hồ như có chút khát vọng ngoại nhân tồn tại. Nhân tiện nói, Đạt đến nhi, ngươi có bất kỳ điều kiện cũng có thể xách, chỉ cần ta Diệp Thần có thể làm được, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi thực hiện. Đạt đến nhi con mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, lại có chút ngượng ngùng nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền giúp ngươi đi, đến nỗi điều kiện, đó chính là ngươi để cho ta hôn ngươi một chút. A, à, Diệp Thần lông mày nhíu chặt, đây coi là điều kiện gì? Hắn vốn cho rằng là Đạt đến nhi hy vọng chính mình mang nàng ra ngoài, hay là để cho chính mình giết một vị giống hồn thiên đế loại này cấp bậc cường giả, thậm chí có thể là trên người mình cái nào đó át chủ bài. Nhưng dù thế nào nghĩ, cũng sẽ không nghĩ đến là như thế vô ly đầu yêu cầu. Đạt đến nhi trên mặt hiện lên một đạo màu đỏ, thậm chí trắng nõn cổ đều trở nên có chút trắng trẻo mũm mĩm, ấp úng nói, ta tại táng hồn điện tàng thư các thấy qua một chút tạp thư, trên sách viết, đối với nữ tử tới nói, nam nữ hoan ái là nhân chi thường tình, hơn nữa, trên sách còn viết lên mùi của đàn ông rất không tệ. Ta một mực rất hiếu kỳ, nhưng khổ vì không có đối tượng, mặc dù trước đây cực kỳ lâu, tới qua một chút cùng gia gia niên kỷ không sai biệt lắm tu sĩ, nhưng bọn gia hỏa này để cho ta vô cảm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà ngươi, cùng ngày bên trên Thái Dương xuất hiện, chiếu sáng mặt của ngươi thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy ngươi tựa hồ cũng không tệ lắm. Cho nên ngươi có thể hay không để cho ta hôn một chút. Diệp Thần lập tức có chút im lặng, cái này Đạt đến nhi nhìn chẳng lẽ là một chút cấm thư, hay là trên sách ghi lại thuật song tu. Chắc hẳn Nhậm Tiền Bối hảo hữu lấy được cổ tịch cũng đến từ cái này táng hồn điện tàng thư các. Bất quá Đạt đến nhi đoán chừng chân chính nghĩ thể nghiệm là nam nữ hoàn ái thôi, hắn cũng không điểm tình, bất quá là một nụ hôn, hắn ngược lại là không có như vậy quan tâm. Nếu là đặt ở ngoại giới, thua thiệt vẫn là Đạt đến nhi. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Diệp Thần nói. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần liền cảm thấy hai mảnh ấm áp cánh môi tiến lên đón. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần thậm chí nghe được Đạt đến nhi nhịp tim. Một hôn sau đó, ánh nắng chiều đỏ bò lên trên Đạt đến nhi khuôn mặt, nàng cũng không biết vì cái gì đem Diệp Thần đẩy ra, hô hấp có chút gấp gấp rút, như thế nào. Tại sao cùng trên sách nói không giống nhau, bất quá cảm giác này thật kỳ quái, thật giống như đã trúng một loại nào đó độc. Nàng sờ lên môi đỏ, lộ ra một đạo nụ cười, sau đó đưa tay ra đối với Diệp Thần nói, đi thôi, bây giờ chúng ta tương hỗ là hải đăng. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Đạt đến nhi đi tới một chỗ màu đen trong nước xoáy. Dù cho hai người đã tương hỗ là hải đăng, tại bất luận cái gì mê thất phía dưới, trong lòng đều sẽ có một chiếc đèn chỉ dẫn lẫn nhau, nhưng đối mặt màu đen vòng xoáy, vẫn còn có chút không chắc. Sụp đổ phía dưới, màu đen vòng xoáy bên trong tất nhiên nảy sinh vô số quỷ dị cùng kinh khủng, bọn hắn xem như kẻ ngoại lai, thực lực tự nhiên có hạn chế. Đi! Một giây sau, Diệp Thần liền cùng Đạt đến nhi nhảy lên bước vào màu đen trong nước xoáy. Một cỗ lực lượng vô hình phảng phất muốn đem hai người thân thể xé nát. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp. Diệp Thần vận chuyển thần giáp mệnh tinh cùng phỉ nhiêu bí pháp thủ hộ lấy hai người, lúc này mới hỏa hoãn mấy phần. Không biết qua bao lâu, hai người phát hiện đã rơi xuống đất. Đáng tiếc cũng không phải táng hồn điện, mà là một mảnh mênh mông bát ngát sa mạc. Quỷ dị chính là, sa mạc màu sắc càng là đỏ thẫm chi sắc. Đạt đến nhi đưa tay ra. Cách không nắm một cái cát đỏ, chóp mũi hơi hơi khẽ ngửi, nói, ở đây đã từng là táng hồn quật đỏ nham khu sụp đổ sau đó, liền hóa thành những thứ này cát đỏ.
Chúng ta phải cẩn thận một chút, trước đây đỏ nham khu, thế nhưng là có nuốt người hiệu quả, không thiếu thiên đế đều bị thôn phệ, sụp đổ sau đó, cái này cát đỏ uy hiếp, lớn hơn. Nàng lời còn chưa nói hết, cát đỏ vậy mà lăn lộn, như một đầu xích viêm cự thú, cuồn cuộn mà đến. Đây là muốn thôn phệ bọn hắn. Diệp Thần không do dự nữa, một phát bắt được đạt đến nhi tay, quanh thân không gian hơi hơi ba động, trong nháy mắt bao trùm tại cát đỏ phía trên. Hắn cúi đầu nhìn xem mảnh này cát đỏ chi hải, vẻ mặt nghiêm túc, đạt đến nhi, tất nhiên đây không phải đi tới táng hồn điện thông đạo, thế thì làm sao rời đi. Đạt đến nhi suy xét phút chốc, mới trả lời, nếu như ta nhớ không lầm, khi xưa đỏ nham khu, có một tòa cự phong đỉnh chóp, hẳn là có thể rời đi, sụp đổ sau đó, phiến khu vực này, cao nhất chỗ hẳn là rời đi chi lộ. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhanh liền phát hiện một tòa cự thạch. Chỉ sợ cự phong sụp đổ sau đó, cự thạch là duy nhất vết tích. Đi. Diệp Thần không muốn quá nhiều dừng lại, mang theo đạt đến nhi lao nhanh đi tới. May ở chỗ này không gian quy tắc hạn chế không có bên ngoài mãnh liệt như thế, hai người vẻn vẹn mất nửa canh giờ chính là đến. Đứng tại trên đá lớn, quả nhiên lần nữa nhìn thấy màu đen vòng xoáy. Đạt đến nhi vừa mới chuẩn bị lôi kéo Diệp Thần rời đi, lại phát hiện cái sau không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cự thạch đường vân. Đơn giản là trên đá lớn, lại có 9 con rồng văn. Cùng chuôi kiếm này giống nhau như đúc. Đạt đến nhi tú nhẹ tay nhẹ vung lên, trên đá lớn bao trùm cát đỏ toàn bộ tiêu thất, đường vân càng thêm rõ ràng. Xem ra, người đối với hình vẽ này có chút hứng thú. Cái này cự thạch tiền thân là năm đó táng hồn quật đỏ nham khu đỏ thần phong đỉnh núi, từng có 3 người bước vào nơi đây, tại cái này đỉnh núi dùng kiếm ý khắc họa ra cái này 9 đầu thần long. Bọn hắn tại đỏ thần phong ở một cái nguyệt chi lâu, sau đó chẳng biết tại sao, lại quỳ gối táng hồn điện 3 ngày, phảng phất tại hoàn thành một loại nào đó ước định. Diệp Thần khẽ giật mình, 3 người này lai lịch ra sao? Mặc có cái gì điểm giống nhau, còn có, táng hồn điện đến cùng có cái gì? Đạt đến nhi ngoẹo đầu, nghĩ nghĩ, liền hồi đáp, 3 tên kia mặc, không giống nhau lắm, nhưng cũng là màu đen, nếu như muốn nói gì điểm giống nhau. Ta nhớ ra rồi. Trên cổ của bọn hắn đều mang theo một cái lưu ly hạt châu nhỏ, bất quá 3 người màu sắc đều không quá đồng dạng. Còn có một cái điểm giống nhau, chính là đều dùng kiếm. Đến nỗi táng hồn điện, bên trong rất lớn, có tàng thư các, có hy nguyệt các, có hồn sinh các loại. Đằng sau 2 cái ta rất ít đi vào, nhưng tàng thư các ngược lại là có thể tự do xuất nhập, bên trong có một chút kinh thư cùng võ học, bất quá những năm này bị trộm đoạt không thiếu. Diệp Thần trong lòng càng rất hiếu kỳ. Hơn nữa cái này lưu ly châu cùng kiếm kia lưu ly thần châu đối mặt, đây cũng là tinh không bỉ ngạn hay là thế giới bên ngoài cái nào đó thế lực tiêu chí. Hơn nữa cái thế lực này tất nhiên là giống kiếm tông tầm thường tồn tại. Manh mối càng ngày càng rõ ràng. Ta có thể mang đi khối này cự thạch sao? Diệp Thần đột nhiên hỏi. Đạt đến nhi biểu lộ cổ quái, cái này tảng đá vụn, cũng không phải linh thạch, ngươi cái này đều phải. Muốn, ngươi liền lấy, ở đây căn bản sẽ không người tới. Ngoại trừ ta ra, người cái gì cũng có thể cầm. Hảo, Diệp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này cự thạch chính là ném vào trong luân hồi mộ địa, đồng thời, 2 người cũng bước vào màu đen vòng xoáy, đi tới táng hồn quật. Còn lại 48 cái. Không biết qua bao lâu, 2 người đã tìm kiếm 35 màu đen vòng xoáy. Mỗi một cái màu đen trong nước xoáy cũng là không giống nhau tràng cảnh, nguy hiểm nhất màu đen trong nước xoáy, lại tàng có vô số cường đại âm hồn. Những thứ này âm hồn lại đều có thiên đế cảnh, kết hợp địa mạch sức mạnh, quả thực cường đại. Cũng may Diệp Thần xem như luân hồi chi chủ, siêu độ âm hồn, hóa giải đây hết thảy không tính quá khó. Đứng tại thứ 36 cái màu đen vòng xoáy phía trước, trong lòng Diệp Thần ẩn ẩn cảm giác, đây chính là tiến vào táng hồn điện duy nhất cửa vào. Ngốc đứng cái gì, không đợi Diệp Thần phản ứng, một cỗ lực lượng vô hình liền đem hắn kéo vào màu đen vòng xoáy. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần mở ra, bỗng nhiên phát hiện trước mắt là một cái khí thế rộng rãi cực lớn kiến trúc. Chính là táng hồn điện. Trong điện cao vút từng cây đá xanh long văn cây cột, mỗi một cây long trụ lại cũng là chân long chi cốt chế tạo. Cả tòa đại điện tường ngoài cũng là từ màu đen long văn gạch đắp lên mà thành, mặt ngoài mọc đầy rêu xanh, lộ ra cổ xưa thần bí. Táng hồn điện cửa chính, cũng là ở đây duy nhất cửa ra vào, phía trên nạm một đôi màu đỏ thần long. Há miệng gào thét dường như đang cảnh cáo bất luận cái gì muốn đi vào người nơi này. Môn hai bên điêu khắc phức tạp đồ án,
giống như nói thái cổ chuyện thần thoại xưa. Còn chưa bước vào, Diệp Thần liền cảm nhận đến một loại từ trên xuống dưới cảm giác áp bách, phảng phất tại cùng trụ thần như vậy tồn tại giao lưu. Đạt đến nhi, đây là người ký ức bắt đầu chỗ. Diệp Thần hỏi, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại, rất nhanh, hắn phát hiện, Đạt đến nhi lại không ở bên người. Đạt đến nhi biến mất. Diệp Thần hơi hơi cảm ứng, cũng may bọn hắn tương hỗ là hải đăng, Diệp Thần có thể cảm nhận được Đạt đến nhi tồn tại. Chỉ có điều, vì cái gì Đạt đến nhi ánh đèn yếu ớt như thế? Phảng phất tại kinh nghiệm như lửa đốt thiên đại kiếp một dạng đau đớn. Xảy ra chuyện. Diệp Thần đóng lại hai con ngươi, cố gắng đi cảm thụ, rất nhanh liền xác định Đạt đến nhi liền tại đây táng bên trong hồn điện. Hai người mặc dù quen biết không lâu, nhưng Đạt đến nhi khắp nơi giúp mình, vô luận như thế nào, đối phương rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, hắn đều nhất thiết phải ra tay. Diệp Thần bước vào táng hồn điện, một cổ vô hình lực cản cuốn tới, đột nhiên đem Diệp Thần đẩy đi ra. Đây là cảnh cáo. Hỏa thiên đao, chạm cho ta. Hắn không chút do dự, tế ra côn lôn đao, thi triển thọ ôn hỏa thuật, cuồn cuộn tai hỏa kiếp ngược khí thức hội tụ, cả thanh côn lôn đao, đều hóa thành đen như mực màu sắc, kinh khủng tai hỏa chi ý sôi trào. Cái này hỏa thiên đao pháp, ẩn chứa cực hạn tai hỏa kiếp nạn sát phạt, đủ để một đao hỏa loạn tinh không, cướp sạch hoàn vũ. Nhưng mà kinh khủng đao ý chạm tại toàn bộ táng hồn điện, lại không có mảy may tổn thương. Diệp Thần ánh mắt liếc nhìn, phát hiện táng hồn điện trên chính điện, có một tòa pho tượng nắm lấy một thanh lóng lánh thần thánh tia sáng thần kiếm. Thần kiếm thì ngưng kết cường hãn năng lượng, tựa như lúc nào cũng có thể oanh động toàn bộ táng hồn điện. Tại pho tượng to lớn chung quanh, tràn ngập một cổ khí tức cường đại, làm cho người cảm thấy vô cùng trang nghiêm túc mục. Xem ra chỉ có kiếm đạo mới có thể vào các ngươi pháp nhãn. Thương thiên thần kiếm lưu, phá cho ta. Diệp Thần đôi mắt hội tụ ra một vệt thần quang, bây giờ hắn phảng phất chính là một thanh kiếm, vô kiên bất tồi thần kiếm. Một giây sau, hắn thi triển ra thương thiên thần kiếm lưu, lấy đạo thiên kiếm làm hạch tâm, tuyệt mệnh thiên kiếm, hoàng đồ kiếm, thiên hình kiếm các loại, tại phía sau hắn dương cánh mở ra, sau đó vù vù vang dội, rất nhiều thần kiếm bay vụt ra ngoài, bắn ra ngàn vạn đạo kiếm khí, như là thác nước oanh sát tiếp. Cái này thương thiên thần kiếm lưu, là thương thiên gia tộc diệu pháp. Cũng là nhất lưu kiếm thuật, Diệp Thần lấy thương thiên thần kiếm lưu khu động, lập tức liền đem đạo thiên kiếm, hoàng đồ kiếm, tuyệt mệnh thiên kiếm, thiên hình kiếm các loại thần kiếm uy năng, cùng nhau bạo phát đi ra, kinh khủng kiếm ý trực chạm xuống. Lần này, Diệp Thần có thể cảm nhận được táng hồn điện xuất hiện một đạo quỷ dị gợn sóng. Gợn sóng chính là cơ hội. Diệp Thần không do dự nữa, thi triển không gian chi pháp, theo gợn sóng mà vào. Rất nhanh liền đã đến chân chính táng hồn điện. Hắn tiếp tục cảm giác, phát hiện hoàn mỹ ngay tại một tòa tên là Hy Nguyệt Các chỗ. Thậm chí bên tai truyền đến hoàn mỹ vô cùng thống khổ âm thanh, phảng phất tại gặp phần thiên đại kiếp. Diệp Thần từng bước đi ra, chính là đi tới Hy Nguyệt Các cửa ra vào, đưa tay ra đụng vào nháy mắt, một giọng già nua truyền đến. Người có biết bước vào Hy Nguyệt Các, thì bằng với chết. Vì một kẻ không quen biết, mạo hiểm như vậy, đáng giá không? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Tràn ngập sát cơ, ngươi nếu dám động Đạt đến nhi, ta liền san bằng ngươi Hy Nguyệt Các. Cái kia thanh âm già nua ngược lại là không nói gì nữa, chỉ thấy một cỗ lực lượng vô hình đem đại môn mở ra. Diệp Thần lúc này mới thấy rõ bên trong hết thảy, chỉ thấy Đạt đến nhi chính nằm thẳng ở một tòa bên trong quan tài băng, băng quan chung quanh khắc lấy từng đạo quỷ dị phù văn, đồng thời còn diễn sinh ra rất nhiều băng chùy xuyên thẳng mặt đất. Không chỉ như vậy, Đạt đến nhi trên người năng lượng nào đó đang liên tục không ngừng xuyên thấu qua băng chùy truyền lại tới lòng đất. Phảng phất toàn bộ táng hồn điện vận chuyển năng lượng cũng là từ Đạt đến nhi thể nội hút lấy đồng dạng. Diệp Thần lại ẩn ẩn cảm thấy một cỗ hỗ tự quyết một dạng âm dương cân đối diệu pháp. Phảng phất Đạt đến nhi chính là cân bằng mấu chốt. Nhưng cái này cân bằng lại là xây dựng ở Đạt đến nhi trên sự thống khổ. Diệp Thần hai con ngươi tràn ngập phẫn nộ, tế ra côn lôn đao. Một đao trực tiếp chạm tại băng quan phía trên, nhưng mà, sắc bén như thế côn lôn đao càng không có cách nào phá vỡ cái này băng quan. Mắt thấy Đạt đến nhi càng ngày càng suy yếu, Diệp Thần không do dự nữa, chuẩn bị dùng lực lượng mạnh nhất phá vỡ cái này băng quan, nhưng mà đúng vào lúc này, một lão già từ trong bóng tối đi ra. Lão già gầy gò già dặn, ánh mắt thâm thúy, tóc trắng phiêu giật, hắn mặc một bộ trường bào màu xanh đậm, bào bên trên thêu lên tinh xảo phù văn. Trên thân tản ra một cỗ thản nhiên nói vận. Diệp Thần vẻn vẹn nhìn nhau một hơi,
chính là cảm giác đối phương hai con ngươi phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm, nhìn thấu hết thảy mê vụ, để cho người ta không dám nhìn gần. Lão giả mở miệng, người cũng đã biết đạt đến nhi tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó chính là vì táng hồn điện loại địa phương này đản sinh. Nàng cũng không phải nhân tộc, mà là một khỏa diêm phù tinh thạch biến thành, diêm phù tinh thạch tồn tại tác dụng một trong, chính là có thể cung cấp tòa này táng hồn điện vận chuyển. Bằng không thế giới này đều sụp đổ, vì cái gì táng hồn điện còn vĩnh hằng bất diệt. Diệp Thần thần sắc cổ quái, khi tiêu hóa xong đây hết thảy, nhân tiện nói, ta mặc kệ nàng là diêm phù tinh thạch, vẫn là diêm vương tinh thạch, nàng như là đã hóa người, nàng liền có lựa chọn cùng hiểu rõ tình hình quyền lợi, ta mặc kệ ngươi là lai lịch thế nào, nếu lại như thế, ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp, cũng muốn hủy đi cái này táng hồn điện. Lão giả cười cười, ngươi tới táng hồn điện, không phải là vì tìm kiếm trong lòng đáp án, ngươi cho dù có năng lực thật cam lòng hủy đi. Thôi, lão giả vung tay lên, cái kia băng quan năng lượng truyền chính là đình trệ, sau đó băng quan cũng chậm chậm mở ra, lộ ra đạt đến nhi cái kia cực độ trắng hiếu khuôn mặt. Diệp Thần liền vội vàng tiến lên, phát hiện đạt đến nhi mở mắt ra, khi thấy Diệp Thần cùng với lão giả, mệt mỏi đôi mắt vậy mà lóng lánh một loại nào đó linh động, hô, Diệp đại ca, còn có Gia Gia, các ngươi làm sao đều tại cái này. Gia Gia, Diệp Thần nhìn về phía sau lưng lão giả, chẳng lẽ gia hỏa này chính là đạt đến nhi một mực trong miệng Gia Gia. Lão giả hiền lành nở nụ cười. Chẳng biết lúc nào trong tay nhiều một cái phất trần nhẹ nhàng vung lên, một tia bạch quang liền tràn vào đạt đến nhi thể nội, đạt đến nhi trắng hiếu khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện một tia huyết sắc. Đạt đến nhi vội vàng từ trong quan tài băng đứng lên, đối với Gia Gia nói, Gia Gia, Diệp đại ca vẫn muốn tới táng hồn điện hiểu rõ một chút đồ vật, nếu như ngươi có biết đến, có thể hay không nói cho Diệp đại ca, không vậy Gia Gia. Giờ khắc này, đạt đến nhi thái độ khác thường, vậy mà làm nũng. Lão giả đôi mắt tại thời khắc này phảng phất không còn vực sâu, mà là tràn đầy sủng ái, sờ lên đạt đến nhi đầu, cười nói, tôn nữ của ta đều như thế cầu ta chẳng lẽ còn dám không đáp ứng sao? Đạt đến nhân huynh lưu tại nơi này tu luyện vạn cổ thạch thần pháp. Nói xong, liền đối với Diệp Thần nói, người đi theo ta tàng thư các. Diệp Thần gật gật đầu, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Rất nhanh, hai người liền đã đến tàng thư các, lão nhân phất trần vung lên. Trống rỗng tàng thư các chính là xuất hiện một cái bồ đoàn. Ngồi. Diệp Thần nhập tọa, lão giả liền nói ngay vào điểm chính, thế nhân đều hô lão phu Huyền Thanh đạo trưởng, đến nỗi đạt đến nhi, nàng tuy là thạch, nhưng từ ta biết một khắc kia trở đi, ta liền đem nàng làm cháu gái. Huyền Thanh đạo trưởng liếc mắt nhìn Diệp Thần, tiếp tục nói, ta đích xác không phải người của thế giới này, thậm chí ta trạng thái đỉnh phong, muốn giết không không lúc nào khoảng không siêu phẩm thiên đế tồn tại chỉ cần một ánh mắt. Ngươi có biết ta vì sao muốn mang đạt đến nhi đi tới nơi này loại địa phương? Diệp Thần lắc đầu. Huyền Thanh đạo trưởng nói, vì bảo hộ đạt đến nhi. Đạt đến nhi bản thể, thế nhưng là ngay cả những kia trí cao đều nghĩ cướp đoạt tồn tại, ngươi có biết diêm phù tinh thạch tác dụng khác? Nó có thể chế tạo cường đại thần binh, cường đại đến trong tay ngươi Côn Lôn đao, tại nó tùy tiện chế tạo một kiện thần binh phía trước, cũng không chịu nổi một kích. Diệp Thần thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn biết tinh không bị ngạn, hay là thế giới bên ngoài, tất nhiên có cường đại hơn thần binh, nhưng tùy tiện chế tạo thần binh liền như thế cường đại. Cái này đạt đến nhi tồn tại khủng bố như thế. Đạt đến nhi tồn tại, tạo thành gió tanh mưa máu, thế nhân đều nghĩ cướp đoạt diêm phù tinh thạch, làm bản thân lớn mạnh, thậm chí không tiếc lấy đại giới. Thậm chí ở trong đó còn có trụ thần cái bóng. Trụ thần mặc dù không thèm để ý đây hết thảy, nhưng diêm phù tinh thạch dụ hoặc thực sự quá lớn, thậm chí có thể hòa dịu phần thiên đại kiếp đau đớn. Diệp Thần lần này, biểu lộ có chút kinh dị, nếu thật sự là như thế mà nói, hoàn mỹ tồn tại quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nơi đó đã không cách nào dung thân đạt đến nhi, ta liền dẫn đạt đến nhi đi tới không không lúc nào chống không phiến khu vực này, chỉ có dạng này, thiên cơ mới có thể che đậy, coi như những tên kia muốn buông xuống, cũng không dễ dàng như vậy. Còn có, người vừa rồi đoán gặp hết thảy, kỳ thực có một cái khác giảng giải. Cái kia băng quan là ta hoa ngàn năm chế tạo tán linh băng quan tài, nó có thể tán trừ đạt đến nhi thể nội diêm phù khí, trở nên càng giống một người. Bất quá cái này cũng vĩnh viễn khốn trụ đạt đến nhi, dù là sụp đổ, đều không thể rời đi. Duy nhất chuyển cơ chính là ta ngoài ý muốn lấy được vạn cổ thạch thần pháp, chỉ cần đạt đến nhi tu luyện đến tầng thứ 9, nàng liền có thể khống chế chính mình, dù là lại trở lại cái chỗ kia, cũng sẽ không bị nơi đó cường giả thậm chí trụ thần để mắt tới.
Diệp Thần hiếu kỳ nói, đạt đến nhi bây giờ tu luyện tới tầng thứ mấy? Tầng thứ 8, nhưng cách tầng thứ 9 còn có cách xa một bước này có thể chỉ cần một ngày, cũng có thể là một vạn năm, thậm chí vĩnh viễn không cách nào bước vào. Diệp Thần hiểu rõ, đạt đến nhi vấn đề xem như rõ ràng, nhưng trong lòng của hắn còn có cái cự đại nghi hoặc, nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhân tiện nói, tiền bối nhưng biết một thanh cửu long văn, thanh sắc lưu ly thần châu chi kiếm. Huyền Thanh đạo trưởng hai con ngươi đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh khí, sau đó bình tĩnh lại, nói, xem ra ngươi đã nhìn thấy thiên khôi kiếm chủ. Khi thiên khôi kiếm chủ mấy chữ này xuất hiện, một cỗ quỷ dị cùng kinh khủng cảm giác cuốn tới. Diệp Thần trong nháy mắt cảm giác đầu não nổ tung, cũng may có một đạo phất trần tại trước mắt hắn mà qua, cái kia cỗ áp lực cảm giác mới hoàn toàn tiêu thất. Nhưng khi Diệp Thần nghĩ một mực nhớ kỹ thiên khôi kiếm chủ mấy chữ này, hắn phát hiện hắn quên lãng. Tên kia trên thế gian xưng hào nhiều lắm, cái gì vấn kiếm thiên quân, đồ kiếm giả. Phổ biến nhất làm người biết chính là thiên khôi kiếm chủ. Bất quá, ta không nên quá sớm nói cho ngươi. Rất kỳ quái, ta từ trong ánh mắt của ngươi, thấy được cừu hận. Ngươi tại không không lúc nào chống không thực lực có lẽ đang đỉnh, nhưng ở tên kia trong mắt, hẳn là như hạt bụi mới đúng. Cái kia trên bầu trời đại nhật, như thế nào lại cùng phàm trần một hạt bụi có gặp nhau đâu? Kỳ quái. Đúng, cái này táng hồn điện kỳ thực, chính là thiên khôi kiếm chủ một trong thập đại đồ đệ Vân Giật Phong chế tạo, kiếm đạo của hắn là táng hồn một đạo, hắn táng hồn thần kiếm, xuất kiếm chính là hủy thân táng hồn. Nhưng đạo này sát lục quá mức trầm trọng, mà hắn lại không muốn đi sát lục một đạo, liền thiết lập táng hồn điện, tới chôn những cái kia chết ở trong hắn kiếm vong hồn. Về phần tại sao lựa chọn ở đây, đơn giản là vì an toàn, cả đời cừu địch vô số, nếu có người hủy táng hồn điện, nói với hắn tâm tất nhiên ảnh hưởng. Ta cùng Vân Giật Phong có chỗ gặp nhau, liền đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, tới nơi đây, tại ước định bên trong thay hắn thủ hộ một hai, bất quá hắn cũng không biết đạt đến nhi tồn tại. Kỳ thực sư phó của hắn Thiên Khôi Kiếm Chủ cũng một mực tìm kiếm Diêm Phù Tinh Thạch. Thiên Khôi Kiếm Chủ đã chế tạo ba thanh thần kiếm, hắn muốn tạo đệ tứ chuôi mạnh hơn kiếm. Hắn tìm tòi hết thảy chỗ tìm kiếm Diêm Phù Tinh Thạch, lại vạn vạn nghĩ không ra sẽ ở đồ đệ hắn táng hồn quật. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Diệp Thần hết thảy rõ ràng, chỉ sợ đạt đến nhi trong miệng ba vị kia hẳn là nghe Vân Giật Phong phân phó mà đến. Dưới mắt thực lực của mình chỉ sợ liền Vân Giật Phong đều có thể dây chính mình, lại càng không cần phải nói cái kia Vân Giật Phong sớm đã thành danh thật lâu sư phụ. Mà Huyền Thanh đạo trưởng trong miệng tam kiếm, chỉ sợ sẽ là mình tại lòng son trông được đến tam kiếm, trước mắt đã biết một kiếm là giáp hồn trảm long kiếm. Ta sở dĩ nói cho ngươi đây hết thảy, là bởi vì ta có thể cảm nhận được cách làm người của ngươi, cũng biết ngươi sẽ không để cho đạt đến nhi lâm vào nguy hiểm. Ta cùng Vân Giật Phong ước định thời gian sắp tới, ta cũng muốn rời đi, ta tiên môn có chuyện quan trọng xử lý, đạt đến nhi tại hắn tu luyện tới tầng thứ 9 phía trước, ta cũng không cách nào mang đi. Cho nên, ta muốn đem nàng giao cho ngươi. Ngươi một khi đáp ứng ta, liền mang ý nghĩa đem cuốn vào trong một vòng xoáy khổng lồ, ngươi có bằng lòng hay không? Huyền Thanh đạo trưởng vốn cho rằng Diệp Thần sẽ do dự một hai, lại không nghĩ rằng, Diệp Thần trực tiếp đáp ứng nói, hảo. Đã như vậy, ngươi có thể hướng ta đưa ra một điều kiện. Huyền Thanh đạo trưởng đạo. Diệp Thần suy tư phút chốc, hỏi, ta muốn biết Thiên Khôi kiếm chủ nhiều tin tức hơn. Huyền Thanh đạo trưởng biểu lộ cổ quái, ngươi vì sao luôn là truy đến cùng người này? Chẳng lẽ hắn tàn sát cả nhà ngươi? Diệp Thần cảm thụ một chút luân hồi mộ địa, chậm rãi phun ra mấy chữ, huyết hải thâm cừu. Huyền Thanh rất dài thán một tiếng, đi tới tàng thư các trên một cái giá, phất trần vung lên, nguyên bản giống tuếch trên kệ lại xuất hiện một loạt cổ tịch. Hắn sau đó gỡ xuống một bản, ngón tay chỉ tại Diệp Thần mi tâm, sau đó tại trên cổ tịch vẽ xuống một cái ký hiệu, trực tiếp ném cho Diệp Thần, nói, cuốn sách này tên là Thiên Vấn, cũng coi như nhất pháp bảo, ta vừa rồi thi triển thuật pháp ghi chép một chút liên quan tới Thiên Khôi kiếm chủ sự tình, đối với hiện tại ngươi tới nói, tất nhiên vô dụng. Nhưng theo tu vi của ngươi đề thăng, có thể tra duyệt một bộ phận. Khi ngươi có thể hoàn chỉnh đọc xong quyển sách này, chỉ sợ ngươi đã gặp được Thiên Khôi kiếm chủ. Cũng coi như là đối người bảo hộ. Diệp Thần tiếp nhận cổ tịch, hơi cảm thụ, lại là phát hiện ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố đại đạo chi vận, sau đó lật xem, lại là phát hiện mấy chữ cẩn thận kiếm đạo minh. Tiền bối, kiếm đạo minh vì cái gì thế lực? Diệp Thần nói. Huyền Thanh đạo nhân ho nhẹ một tiếng, Thiên Khôi kiếm chủ cùng kiếm đạo minh có liên quan, Vân Giật Phong cũng là như thế,
kiếm đạo minh người có hai cái lớn nhất tiêu chí, một cái kiếm đạo kinh thiên, một cái khác thì, trên người có kiếm tâm thần châu. Kiếm tâm thần châu chia rất nhiều loại, nhưng mỗi một loại đối với tu hành kiếm đạo giả tới nói, đều có thể tăng cường thực lực. Diệp thần trong nháy mắt nhớ tới, cái kia lưu ly thần châu chỉ sợ sẽ là Huyền Thanh đạo nhân trong miệng kiếm tâm thần châu. Hắn còn muốn hỏi cái gì, Huyền Thanh đạo nhân vung tay lên, ngươi đi đi. Chờ ta muốn rời đi, tự nhiên sẽ thông chi ngươi tới đón Đạt Đến Nhi. Đúng, ta tính toán phía dưới thời gian, Vân Giật Phong cũng cần phải mau phái đệ tử lại đến táng hồn điện nghi thức, phái tới đệ tử mặc dù chỉ là phổ thông đệ tử, nhưng đối với ngươi mà nói ngược lại là có thể tốt hơn giải một vài thứ, ngươi cầm khối ngọc bội này, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong, Diệp Thần liền cảm giác một cỗ lực lượng vô hình đem hắn đẩy ra táng hồn điện. Cái này hiển nhiên là lệnh đuổi khách. Nhưng nghĩ đến không lâu liền muốn nhìn thấy cùng Thiên Khôi kiếm chủ có liên quan tồn tại, trong lòng của hắn sinh ra vẻ mong đợi cùng nhiệt huyết. Diệp đại ca, ra ra nói người muốn đi, người chừng nào thì lại đến. Ngay tại Diệp Thần suy tư lúc, bên tai vang lên Đạt Đến Nhi âm thanh. Diệp Thần khẽ giật mình, đưa tay ra sờ lên Đạt Đến Nhi đầu, cười nói, rất nhanh. Đạt Đến Nhi khuôn mặt ửng đỏ, tựa hồ có lời gì muốn nói. Rất lâu, mới ấp úng nói. Diệp đại ca, ngươi lần sau tới có thể hay không mang chút sách cho ta, chính là miêu tả loại kia tình yêu nam nữ sách. Tàng thư các còn lại sách, rất khó coi. Diệp thần có chút không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể đáp ứng nói, nhất định, nhưng ngươi phải nhanh một chút đem vạn cổ thạch thần tu luyện tới tầng thứ 9. Đạt Đến Nhi nghe đến lời này, có chút hưng phấn gật gật đầu, ta biết. Gia Gia nói chỉ cần ta tu luyện tới tầng thứ 9, liền có thể ra ngoài rồi. Diệp thần không nói thêm gì nữa, chính là về tới Mỹ thần thánh địa Mỹ thần cung. Hắn cố gắng ghi nhớ Thiên Khôi kiếm chủ 4 chữ, nhưng đau đớn cảm giác vẫn là để hắn mỏi mệt cùng khó chịu, vì thế hắn liền ngủ một giấc. Không biết qua bao lâu, hắn từ từ mở mắt, một cách tự nhiên tỉnh lại, cái mũi lại ngửi được một hồi ôn nhuận xử nữ u hương, cơ thể ở giữa lại là một hồi mềm mại. Tập trung nhìn vào, Diệp thần lại kinh ngạc phát hiện, thần sắc đẹp không biết lúc nào. Thế mà liền ngủ ở chính mình bên gối, còn phảng phất một cái tự ái thánh mẫu giống như ôm hắn. Ngươi đã tỉnh, Diệp thần. Thần sắc đẹp nhìn thấy Diệp thần tỉnh lại, mỉm cười, ôn nhu nhìn xem hắn. Thần sắc đẹp tỉ tỉ. Diệp thần một hồi mờ mịt, người tại trong thần sắc đẹp ôn nhu ôm ấp hoài bão, lại là một hồi thấu xương thoải mái. Thần sắc đẹp cười nói, khổ cực ngươi, Diệp thần, cùng hư thối lão tổ tranh chấp, quá khó khăn, nhưng không có chuyện gì. Ta vĩnh viễn sẽ đứng tại ngươi bên này, ngươi có gì cần, cứ nói với ta chính là. Trong lòng Diệp thần ấm áp, suy nghĩ một chút Thiên Khôi kiếm chủ tên, phát hiện còn nhớ rõ, nhân tiện nói, đa tạ, thần sắc đẹp tỉ tỉ, ta không sao. Lần này nghỉ ngơi sau, Diệp thần mệt mỏi thể xác tinh thần, triệt để khôi phục tinh thần, đấu trí lại lần nữa bốc cháy lên. Nhậm Phi Phàm còn tại tinh không bỉ ngạn chờ hắn, hắn nhất thiết phải cố gắng tu luyện. Tương lai mới có thể đi bỉ ngạn thế giới đoàn viên. Thiên Khôi kiếm chủ cùng kiếm đạo minh lại như thế nào, có thực lực, từng cái chém chết liền có thể. Không có việc gì liền tốt. Thần sắc đẹp ôn nhu mà cười cười, đỡ Diệp thần cùng một chỗ đứng dậy, đỏ tươi cánh môi lại tại Diệp thần ngoài miệng hôn một cái, đúng như thánh mẫu giống như tự ái nhu tình. Dừng một chút, thần sắc đẹp lại có chút nghiêm nghị nói, họ chủ phụ muốn gặp ngươi, ngươi có rảnh rỗi, liền đi qua cùng hắn tâm sự a. Diệp thần nói, nguyên thiên đế tiền bối là có phân phó gì? Thần sắc đẹp nói, không biết, họ chủ phụ hắn tựa hồ rất bất an, nói tương lai vận mệnh khó lường, cất giấu nguy hiểm cực lớn. Diệp thần nói, vận mệnh khó lường, cực lớn, phong hiểm. Thần sắc đẹp nói, đúng vậy, vốn là chúng ta đoạt được Côn Lôn đao, lại bắt ma nữ, khiến cho hồn thiên đế tổn thương nguyên khí nặng nề, sinh tử phong thần bi chế tạo chi tranh, cuối cùng bên thắng nhất định là chúng ta. Nhưng chẳng biết tại sao, họ chủ phụ lại nói, coi như chúng ta tạo ra được sinh tử phong thần bi, tương lai cũng không chắc chắn có thể giết chết hồn thiên đế, tương lai có hắn nhìn không thấu đổ vật. Diệp thần cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, là cái gì nhìn không thấu? Chẳng lẽ, là lần này ta cùng hư thối lão tổ tranh chấp, ta mặc dù thắng, lại là thắng thảm, ta khí vận suy sụp sao? Nếu là khí vận hắn suy sụp, cái kia đối mặt hồn thiên đế, đích thật là khó giải quyết. Thần sắc đẹp nói, cái đó ngược lại không có, ngươi mặc dù bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn, đánh giết hư thối lão tổ, vì thiên địa diệt trừ một khỏa vực sâu u ác tính,
đây là thiên đại công đức, hơn nữa ngươi cùng Shiva trở thành minh hữu, khí vận cũng không có suy yếu, so sánh với dĩ vãng, thậm chí còn đề thăng không thiếu. Shiva mang theo Nhậm Phi Phàm phi thăng, cái kia nối liền trời đất chùm tia sáng kim sắc, chiếu rọi không không lúc nào khoảng không, rất nhiều người đều nhìn thấy thiên cơ, biết được một màn này, thần sắc đẹp tự nhiên cũng nhìn thấy nội tình. Diệp thần nói, vậy cái này là chuyện gì xảy ra, ta thực lực đại đại đề thăng, khí vận cũng có đề thăng, tương lai không có lý do còn không đánh lại hồn thiên đế. Cùng hư thối lão tổ một trận chiến, cho Diệp thần lớn lao lòng tin, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú hơn. Tương lai đối chiến hồn thiên đế cũng càng có chắc chắn, không nói nắm vững thắng lợi, ít nhất cũng là 10 phần chắc chín. Chỉ chờ sinh tử phong thần bi chế tạo ra tới, chính là hồn thiên đế tử kỳ. Thần sắc đẹp nói, ta không biết, người tốt nhất vẫn là đi cùng họ chủ phụ tâm sự, tương lai có thể sẽ có biến số. Trong lòng Diệp thần run lên, gật đầu nói, hảo. Lập tức, hắn cùng thần sắc đẹp vuốt ve an ủi một hồi, lại rời đi gian phòng, đi tới nguyên thiên đế hành cung. Nguyên thiên đế tại hành cung dưới nền đất, rèn luyện sinh tử phong thần bi, sinh tử phong thần bi hình thức ban đầu, đã sớm chế tạo ra tới, bây giờ nguyên thiên đế đang làm, chính là dùng máu tươi của mình, chậm rãi tẩm bổ rèn luyện. Diệp thần tại một người mặc tố y lão giả dẫn dắt phía dưới, đi tới lòng đất, gặp được nguyên thiên đế. Lúc này nguyên thiên đế, hai đầu lông mày lộ ra một vẻ lo nghĩ vẻ bất an, nhìn thấy Diệp thần tới, hắn lông mi bày ra, nói. Luân hồi chi chủ, người có thể tính tới. Diệp thần nghiêm mặt nói, nguyên thiên đế tiền bối, không biết người tìm ta có phân phó gì. Nguyên thiên đế hai tay tại sau lưng, rất là bất an nói, lòng ta khó khăn phức tạp sao, từ nơi sâu xa, nhìn thấy tương lai có cực lớn phong hiểm, chúng ta cùng hồn thiên đế tranh đấu, rất có thể sẽ thua. Diệp thần nhìn xem sinh tử phong thần bi liền lơ lửng ở một bên, hào quang rực rỡ thần thánh bộ dáng, nói, đều đến một bước này. Còn thế nào thua? Nguyên thiên đế nói, vận mệnh, là vận mệnh tương lai, biến hóa khó lường. Vận mệnh của chúng ta, có khả năng bị hồn thiên đế nghịch chuyển. Nhưng, ta xem không thấu tương lai mệnh số, Diệp thần, người tới thôi diễn một chút. Diệp thần bỗng nhiên có loại phúc trí tâm linh, cảm giác thông thoáng sáng sủa, nói, vận mệnh, có thể hay không cùng vận mệnh mệnh cách có liên quan. Nguyên thiên đế ngẩn ngơ, vận mệnh mệnh cách sao? Diệp thần nói, đúng vậy, vận mệnh mệnh cách, thiên đạo sáu mệnh một trong, ai có thể chấp chưởng cái này mệnh cách, người đó liền có thể thay đổi vận mệnh. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, có thể để cho hồn thiên đế lật bàn đồ vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phạn thiên thánh địa cùng Vizanu thánh địa có chút đặc thù cơ duyên, nhưng chắc chắn không phải hồn thiên đế có thể nắm bắt tới tay, còn có ánh sáng của bầu trời thần thủy cùng Hắc Huyên độc tuyền hai đại nghịch thiên quyền hành, hồn thiên đế muốn cướp đoạt. Cũng rất không có khả năng. Tính đi tính lại, hắn duy nhất còn lại lật bàn cơ hội, chỉ có vận mệnh mệnh cách. Thiên đạo sáu trong số mệnh, nguyên thiên đế chấp trưởng sinh sinh đạo, hồn thiên đế chấp trưởng tử hồn đạo, diệp thần chấp trưởng bầu trời đạo cùng vũ trụ đạo, còn có thiên đấu sát thần, là sát lục đạo hóa thân, chỉ còn lại cái cuối cùng vận mệnh đạo mệnh cách, trước mắt là trạng thái vô chủ. Vận mệnh chi đạo, hư vô mờ mịt, lại vô cùng ảo diệu, uy năng mênh mông, dù cho là 72 trụ thần cũng khó có thể trưởng khống. Vận mệnh đạo đầu nguồn, bàn tơ lão tổ, chính mình liền bị vận mệnh sợi tơ ghim chết. Hồn thiên đế cầm tới vận mệnh đạo mà nói, cũng không khả năng trưởng khống thiên địa chúng sinh số mạng của tất cả mọi người, nhưng phải thay đổi mình vận mệnh, đó là dư xài. Một khi hồn thiên đế chấp trưởng vận mệnh đạo, Diệp thần cùng nguyên thiên đế bên này, liền có đại bại thua thiệt nguy hiểm, thế cục sẽ bị nghịch chuyển. Nguyên thiên đế nhãn tình sáng lên, nói, đúng a, người nói không tệ. Chỗ mấu chốt, chính là vận mệnh đạo mệnh cách. Tại Diệp thần điểm phá sau, nguyên thiên đế cũng là có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, nhìn thấy tương lai tọa độ mấu chốt, chính là vận mệnh mệnh cách. Cái này cũng là hồn thiên đế duy nhất lật bàn hy vọng. Vận mệnh này mệnh cách, thực sự là mờ mịt a, nếu không phải ngươi điểm phá, ta đều không thể nhìn thấy, rất có loại thân ở trong núi, vân thâm vụ khóa, không thấy ánh mặt trời cảm giác. Nguyên thiên đế thở dài, kỳ thực cẩn thận đoán mà nói, có thể cho hồn thiên đế lật bàn cơ duyên, nhiều như vậy, hắn hẳn là có thể tính đi ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác, con mắt giống như bị đồ vật gì mê hoặc, lại không tính được tới vận mệnh mệnh cách tồn tại. Đây là vận mệnh mờ mịt, khó mà nắm lấy, người lúc nào cũng thấy không rõ vận mệnh của mình. Bất quá, vận mệnh mờ mịt, vận mệnh này đạo mệnh cách,
cũng không người nào biết ở nơi nào a. Nguyên Thiên Đế nói. Diệp Thần nói, mặc dù không biết vận mệnh đạo tung tích, nhưng nhất thiết phải giải quyết tai họa ngầm này, bằng không một khi bị Hồn Thiên Đế chấp chưởng vận mệnh, chúng ta liền muốn tao ương. Nguyên Thiên Đế nghiêm mặt nói, ngươi nói rất đúng, ân, ngươi cùng thần sắc đẹp mau chóng đi điều tra vận mệnh đạo tung tích, ta là không thể phân thân. Hắn còn muốn tiếp tục rèn luyện sinh tử phong thần bi. Diệp Thần nhớ tới Lãnh Khuynh Xương, nói, trước đây vận mệnh đạo chấp chưởng giả Lãnh Khuynh Xương, bây giờ trong tay ta, nàng tất nhiên biết vận mệnh đạo tung tích, Nguyên Thiên Đế tiền bối, ta sẽ đi khảo vấn cái này Lãnh Khuynh Xương, điều tra rõ vận mệnh đạo tung tích, ngươi tiếp tục yên tâm chế tạo sinh tử phong thần bi chính là. Tương lai phục sinh vũ tổ, còn có đối kháng Hồn Thiên Đế, đều cần sinh tử phong thần bi, cái này cũng là cực kỳ mấu chốt chi vật. Nguyên Thiên Đế nói, hảo, vậy thì nhờ ngươi, nếu tra được vận mệnh đạo tung tích, ngươi lại thông báo ta một tiếng, vận mệnh này đạo sở tại chi địa, nhất định không thể coi thường, ta càng nhìn không đến mảy may nhân quả. Hắn bấm ngón tay suy tính, muốn dò la xem vận mệnh đạo tung tích, nhưng lại phát hiện một mảnh hư vô, căn bản điều tra không đến. Hảo. Diệp Thần đáp ứng, thương nghị cố định, hắn từ biệt Hồn Thiên Đế, trở lại gian phòng của mình bên trong. Thần sắc đẹp đã rời đi, lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, liền thấy luân hồi mộ địa cố ý sáng tạo một mảnh không gian độc lập bên trong, có một cái lớn kén tằm, dệt thành kén tằm mỗi một đầu sợi tơ, đều mang theo vận mệnh pháp tắc, lẫn nhau giao điệt lấy. Lãnh Khuynh Xương liền tự phong tại kén tằm bên trong, sụp đổ chi chủ ngồi xếp bằng ở một bên, đang không ngừng phóng xuất ra sụp đổ khí tức, đi hòa tan cái này kén tằm. Chỉ chờ kén tằm hòa tan, Lãnh Khuynh Xương lại không phòng hộ, Diệp Thần muốn khảo vấn cái gì, nàng cũng không cách nào kháng cự. Bởi vì, chấp trưởng thiên hình 12 kiếm Diệp Thần, nắm giữ lấy thế gian đáng sợ nhất hình phạt thủ đoạn, đó là có thể xưng cỡ nhỏ phần thiên đại kiếp hình phạt, tuyệt không phải người ý chí có thể chống cự. Tiền bối, thế nào? Hòa tan cái này kén, nhưng thuận lợi không? Diệp Thần hướng sụp đổ chi chủ hỏi. Mấy ngày liên tiếp, sụp đổ chi chủ không ngừng hòa tan kén tằm, khí tức tiêu hao cũng là 10 phần cực lớn, hồn thể đều trở thành nhạt rất nhiều. Mộ chủ, hết thảy thuận lợi, tiếp qua chừng 10 ngày, hẳn là liền có thể đại công cáo thành. Sụp đổ chi chủ đạo. Còn phải đợi thêm 10 ngày sao? Diệp Thần lông mày nhíu một cái, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, tính toán, vẫn là ta tới đi. Diệp Thần chỉ muốn mau chóng tra hỏi ra vận mệnh đạo tung tích, lập tức tự mình động thủ, bàn tay phóng xuất ra từng sợi hắc ám sụp đổ khí, bao phủ đến kén tằm phía trên, chậm rãi hòa tan cái này kén. Bây giờ Diệp Thần thực lực đã vượt qua sụp đổ chi chủ, hắn tự mình ra tay, đoán chừng nhiều nhất 3 ngày, liền có thể đem cái này kén triệt để hòa tan. Sụp đổ chi chủ thở dài một hơi, nhìn thấy Diệp Thần cái kia hùng hồn sụp đổ khí tức, lại khen, mộ chủ, người sụp đổ đạo tu vì, đã vượt qua ta, thật đáng mừng. Diệp Thần gặp sụp đổ chi chủ hồn thể ảm đạm, mà hai đầu lông mày lại quanh quẩn một cỗ không tiêu tan phiền muộn, nhân tiện nói, tiền bối, người khổ cực, người tốt nhất nghỉ ngơi đi, ân, liền đến ta luân hồi trong thiên quốc đi, về sau thật tốt hưởng phúc cũng được. Diệp Thần rất rõ ràng, sụp đổ chi chủ cái kia không tiêu tan phiền muộn, là bởi vì chính mình cùng đại ái thần tranh đấu. Đại ái thần Phong Tinh Tuyết, cũng tức là ngày xưa hắc ám huynh đệ hội hắc ám nữ thần, cũng là sụp đổ chi chủ phụ thân. Bây giờ đại ái thần cùng Hồn Thiên Đế là hợp tác kết minh quan hệ, tương lai Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế quyết chiến, tất nhiên cũng là muốn cùng đại ái thần vạch mặt. Sụp đổ chi chủ kẹp ở giữa, cũng không muốn thấy được Diệp Thần thụ thương, cũng không muốn nhìn thấy phụ thân thụ thương, nội tâm dày vò cực điểm. Diệp Thần cũng biết sụp đổ chi chủ khó xử, suy xét phút chốc, duy nhất đối với sụp đổ chi chủ tốt phương án, chính là để cho sụp đổ chi chủ rời xa trong đấu tranh này tâm. Hơn nữa, hắn hiện tại, cũng có một mình đảm đương một phía năng lực, không cần lại ỷ lại sụp đổ chi chủ. Luân hồi thiên quốc tranh cảnh, liền tại Diệp Thần trong tay trái xuất hiện, kim quang tràn ngập. Sụp đổ chi chủ nhìn xem thiên quốc này hình dáng, ngẩn ngơ, nói, mộ chủ, người cũng nhìn ra ta nội tâm đau khổ. Diệp Thần gật gật đầu, xúc động nói, tiền bối, ai, những ngày này thực sự là khổ cực ngươi, ta biết ngươi khó xử, cũng không hy vọng ngươi tại trong ta cùng hắc ám nữ thần khó chịu, ta hy vọng ngươi không có quá nhiều phiền não cùng đau đớn. Sụp đổ chi chủ trầm mặc một chút, cũng biết rõ Diệp Thần ý nghĩ, hắn giả vờ tiêu sái một dạng nở nụ cười, nói, có lẽ đây là ta lựa chọn tốt nhất, mộ chủ, cảm ơn ngươi, vậy ta liền trở về ẩn sơn rừng,
tại ngươi Thiên Quốc du sơn ngoạn thủy đi, những thứ này ân oán ta có lẽ không cần phiền não đi nữa. Diệp Thần cười nói, tự nhiên, tiền bối, ngươi hai vị sư muội cũng tại trong ta Thiên Quốc, người đi cùng các nàng đoàn viên chính là. Sụp đổ chi chủ nụ cười không che giấu được tịch mịch, nhưng cũng hiểu biết, đây là đối với tự mình tới nói kết cục tốt nhất, bằng không thật đến quyết chiến, quyết định của mình thậm chí có khả năng ảnh hưởng Diệp Thần kết cục, nhưng chính là tội nhân thiên cổ. Nghĩ rõ ràng hết thảy, hắn nhân tiện nói, hảo. Hắn đảo mắt luân hồi mộ địa một mắt, cuối cùng không nói thêm gì, người nhẹ nhàng tiến vào Diệp Thần trong lòng bàn tay trong Thiên Quốc đi. Hắn không muốn hại mộ chủ, nếu là thật sự đến đó một ngày, Diệp Thần bị quyết định của mình ảnh hưởng tới, cái kia hết thảy đều chậm. Thu xếp tốt sụp đổ chi chủ, cho hắn một cái còn coi như viên mãn kết cục, Diệp Thần cũng lại yên tâm rất nhiều, lúc này thu hồi luân hồi Thiên Quốc, lực chú ý phóng tới trước mắt. Tại hắn sụp đổ tức giận bao phủ xuống, cái kia kén tầm tại gia tốc hòa tan, đã có thể mơ hồ nhìn thấy phong ấn ở bên trong lãnh khuynh xương, nàng toàn thân không mảnh vải che thân, xinh đẹp kinh người, hai con ngươi minh hợp lấy. Lãnh khuynh xương, ta biết ngươi là thanh tỉnh, đừng giả bộ. Thực sự là không đến cuối cùng một khắc, cũng không chịu mở to mắt sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, bàn tơ lão tổ sẽ đến cứu ngươi? Diệp Thần lãnh đạm nhìn xem lãnh khuynh xương, nói. Bàn tơ lão tổ sớm đã vẫn lạc, linh hồn rơi uyên, nhưng nàng dù sao cũng là 72 trụ thần một trong, pháp lực cường đại, coi như vẫn lạc, thế gian còn có ý chí của nàng tinh thần lưu lại. Mà lãnh khuynh xương, là bàn tơ lão tổ khi xưa người đại diện. Nếu như, bàn tơ lão tổ thật sự không tiếc bất cứ giá nào, muốn tới cứu người mà nói, cái kia lãnh khuynh xương đích xác có được cứu khả năng ra ngoài. Nhưng, Diệp Thần cũng không cho rằng, bàn tơ lão tổ sẽ mạo hiểm ra tay. Lãnh khuynh xương không có trả lời, vẫn là nhắm chặt hai mắt. Diệp Thần cũng không có nói nữa, yên lặng xếp bằng ở một bên, chỉ có thể tự sụp đổ khí tức, đem kén tầm hòa tan hết. Hắn cũng có thể đi khảo vấn vận mệnh đạo tung tích. Diệp Thần tay lấy ra linh phù cùng một mảnh ngọc giản, đó là Siva trước khi đi, lưu cho hắn lễ vật. Nhậm tiền bối, chờ ta. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng biết đi tinh không bỉ ngạn tìm ngươi. Diệp Thần nội tâm thầm nghĩ, bây giờ đối với hắn tới nói, chuyện quan trọng nhất, không gì bằng tăng cao tu vi. Siva tặng cho hắn linh phù, mang theo hùng hồn hủy diệt pháp tắc năng lượng. Còn có Siva một ngụm trụ thần huyền hoàng khí, nếu như có thể luyện hóa mà nói, đối với tu vi rất có ích lợi. Lập tức, Diệp Thần lại càng không do dự, hai tay chặp lại, trực tiếp luyện hóa đạo này hủy diệt linh phù. Oanh! Linh phù nhất luyện hóa, lập tức, kinh khủng hủy diệt năng lượng ba động, giống như là biển gầm xông vào trong Diệp Thần kinh mạch. Chỉ một thoáng, vô tận khí tức hủy diệt, tại trong cơ thể của Diệp Thần nổ tung, hắn thậm chí thấy được ngày xưa Siva ngộ đạo thiên cơ hình ảnh. Ngày xưa, Siva ngồi bất động tại hủy diệt chi hải phía trước ngộ đạo, đủ loại hủy diệt tuyệt học, cũng là kể từ lúc đó khai sáng ra tới. Diệp Thần nhìn thấy ngày xưa thiên cơ hình ảnh, như thế thiên nhân cảm ứng, đối với Siva đủ loại tuyệt học, lĩnh ngộ sâu hơn. Vô thượng diệt thế chân giải, thiên trảm, lớn sụp đổ, thiên thủ bách cánh tay đại uy thiên long, cửu thiên chân lôi chú, cực quang thiên đao các loại, chư pháp áo nghĩa, từng cái từ Diệp Thần trong đầu lướt qua. Tại tiêu hóa linh phù năng lượng trước mắt, Diệp Thần lại cầm lấy còn lại một mảnh ngọc giản, thần thức thấm vào, lĩnh hội trong ngọc giản công pháp. Công pháp kia, là ngày xưa kiếm hoàng tuyệt học, hoàng kim đế long kiếm. Môn này kiếm đạo, rộng rãi chính khí, lấy hoàng kim đúc long, lấy long hiển lộ rõ ràng đế uy, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể trấn áp vực sâu. Trong ngọc giản công pháp bí quyết, mỗi một chữ, cũng là mang theo thật lớn năng lượng. Diệp Thần thậm chí cảm thấy phải, coi là mình triệt để nắm giữ lấy kiếm đạo, có lẽ có thể đối kháng thiên khôi kiếm chủ thanh hồn trảm long kiếm nhất kích. Diệp Thần cũng dẫn đến hủy diệt linh phù cùng một chỗ, hấp thu luyện hóa, chỉ cảm thấy tự thân kinh mạch khí huyết sôi sục, tu vi tấn mãnh đề thăng, nước lên thì thuyền lên, lại là nước chảy thành sông, lại từ thông thiên cảnh tầng 4 sơ giai, đột phá đến tình cảnh 5 tầng trời sơ giai. Phải biết, một tầng thiên bên trong, có sơ giai, trung giai, cao giai. Đỉnh phong phân chia, dĩ vãng Diệp Thần tu vi đột phá, có thể tiến bộ một cái tiểu giai tầng, đã là 10 phần không dễ. Nhưng bây giờ, tại luyện hóa hủy diệt linh phù cùng công pháp ngọc giản sau, Diệp Thần tu vi thế mà lập tức tấn thăng một lớn tầng, cái này thực sự để cho hắn có loại niềm vui ngoài ý muốn. Siva tặng cho cơ duyên của ta, quả nhiên diệu pháp vô tận, thế mà để cho ta lập tức đột phá một lớn tầng.
Diệp Thần cảm thụ được đan điền hùng hồn rất nhiều linh khí, nội tâm cũng đầy là vui sướng cùng hài lòng. Lấy hắn bây giờ tu vi, coi như cùng hồn thiên đế chính diện giao phong, cũng có thể trèo chống mấy chiêu, nếu là đối phó vũ hoàng cổ đế, một chiêu liền có thể miểu sát. Tu vi đột phá, thực lực tăng lên, để cho Diệp Thần càng có tự tin. Hắn tiếp tục phóng thích sụp đổ khí, hòa tan lãnh khuynh xương chỗ kén. Thực lực sau khi tăng lên, Diệp Thần hòa tan kén tốc độ, cũng so dự đoán nhanh hơn rất nhiều, chỉ qua phải một ngày rưỡi thời gian, cả viên kén triệt để hòa tan hầu như không còn. Phong ấn tại trong kén lãnh khuynh xương, cái kia không mảnh vải che thân tốt tươi thân thể mềm mại, lập tức không giữ lại chút nào xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt. Lãnh khuynh xương còn nhắm mắt lại, tận đến giờ phút này, còn không chịu mở mắt. Diệp Thần đạm mạc nói, lại không mở mắt mà nói, kiếm của ta cần phải giết người. Xoát xoát xoát, theo Diệp Thần tiếng nói rơi xuống, từng đạo lợi kiếm, từ sau lưng của hắn xuất hiện, dương cánh mở ra, tản ra xâm nghiêm hàn mang, chính là thiên hình 12 kiếm. Lãnh khuynh xương thân thể mềm mại khẽ run, lông mi thật dài cũng rung động một chút, cuối cùng là từ từ mở mắt, đôi mắt lại là một mảnh cho tàn, cả người cũng thất hồn lạc phách co quắp trên mặt đất, chưa thức dậy. Đứng lên, chớ ở trước mặt ta giả thanh cao, Diệp Thần âm thanh vẫn như cũ lạnh nhạt, sau lưng kiếm khí âm thanh gào thét. Lãnh khuynh xương thân thể mềm mại lại run lên, chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem Diệp Thần sau lưng thiên hình 12 kiếm, nàng chán nản nói, ta thua. Dừng một chút, nàng âm thanh lại trầm lặng nói, bàn tơ lão tổ từ bỏ ta. Trong giọng nói của nàng cực kỳ tịch mịch. Nàng cho là mình bị vây ở Diệp Thần trong tay, bàn tơ lão tổ hội thiết pháp thi cứu, nhưng không ngờ thẳng đến thời khắc sống còn, cũng không có bất luận cái gì thần thích buông xuống. Diệp Thần nói ngay vào điểm chính, đừng nói nhảm, người biết ta muốn hỏi cái gì, trung thực nói cho ta biết hết thảy của người biết. Lãnh khuynh xương trầm mặc một chút, nói, ta có thể nói cho ngươi vận mệnh mệnh cách tung tích, nhưng ngươi phải biết, lớn như thế thiên cơ, một khi ta mở miệng, nhân quả nhất định bại lộ, không có khả năng lại ẩn tàng. Địch nhân của ngươi, cũng biết được vận mệnh đạo chỗ, thậm chí bọn hắn sẽ biết ngươi muốn cướp đoạt, từ đó sớm phòng bị, bố trí xuống thiên la địa võng, đủ loại cạm bẫy, chờ đợi ngươi tới cửa nhận lấy cái chết cũng không nhất định. Diệp Thần nói, đích xác có cái này phong hiểm, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, ta tin tưởng thuộc về ta cơ duyên, không có người có thể cướp đi. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, luận khí vận, không có người so Diệp Thần càng hừng hực, hắn muốn cướp đoạt đồ vật, người khác cũng rất khó tranh đoạt được. Lãnh khuynh xương nói, ta có cái biện pháp tốt hơn, Ngô, chính là chúng ta. Thân thể chúng ta giao hợp, song tu đoàn tụ, lẫn nhau chỗ trao đổi có, đến lúc đó, ta biết được hết thảy, người tự nhiên cũng biết. Lời nói này nói ra, lãnh khuynh xương nhiều ngượng ngùng chi ý, khuất lấy thân thể, hai tay che lại thân trên, một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, lại sở động lòng người tư thái. Diệp Thần nhíu chặt lông mày, thầm nghĩ, cái này yêu nữ muốn câu dẫn ta. Hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, giữa người ta vận mệnh, cũng không cần quấn giao cùng một chỗ cho thỏa đáng, ngươi cứ việc nói cho ta biết, vận mệnh đạo ở nơi nào, thiên cơ tiết lộ cũng không sao. Lãnh khuynh xương gặp Diệp Thần lạnh lùng như vậy cự tuyệt, lập tức một hồi thần thương, cắn môi đỏ mọng một cái, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói. Ngươi muốn mệnh cách, tại thiên tội cổ địa, ngươi đi tìm a. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, thiên tội cổ địa. Lãnh khuynh xương nói, đúng vậy, chính là thiên khư thần điện chỗ cương vực, vũ hoàng cổ đế địa bàn, dưới mắt đã cùng hồn thiên đế địa bàn dung hợp a. Trước kia ta vẫn lạc sau, mệnh cách của ta, liền rơi xuống tại thiên tội cổ địa, về sau hình thiên chủ đem ta phục sinh, ta lại không biện pháp lại đi đoạt lại. Vận mệnh này đạo mệnh cách, lãnh khuynh xương đã từng chấp trưởng qua, bất quá về sau nàng vẫn lạc, mệnh cách cũng đi theo rơi xuống. Về sau nữa, hình chi mảnh vụn chấp trưởng giả hình thiên chủ, trả giá thật lớn, đem nàng phục sinh, nhưng nàng thời đại đã qua, khí vận cũng đại suy sụp, nghĩ tại vũ hoàng cổ đế trên địa bàn, đoạt lại vận mệnh mệnh cách, tự nhiên không có khả năng. Diệp Thần chấn động, nói, lại là tại vũ hoàng cổ đế địa bàn sao? Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vận mệnh này đạo mệnh cách, thế mà ngay tại vũ hoàng cổ đế trên địa bàn. Bấm ngón tay suy tính, Diệp Thần chợt cảm thấy thiên cơ phù hợp. Lãnh khuynh xương không có nói sai, tình báo này thật sự. Lập tức, Diệp Thần liền cảm thấy khó giải quyết. Công bằng tỉ thí, hắn một chiêu liền có thể miểu sát vũ hoàng cổ đế, nhưng ở trên địa bàn của đối phương,
đối phương chiếm hết thiên thời địa lợi, hắn muốn giết chết Vũ Hoàng cổ đế, liền muốn tiêu hao thêm phí không ít tâm huyết. Hơn nữa, Vũ Hoàng cổ đế địa bàn, đã cùng hồn thiên đế địa bàn kết hợp, theo lý thuyết, một khi Diệp Thần bước vào thiên tội cổ địa, hắn phải đối mặt, có thể không chỉ là Vũ Hoàng cổ đế, còn có hồn thiên đế. Mà ngoại trừ hồn thiên đế cùng Vũ Hoàng cổ đế, Diệp Thần từ nơi sâu xa, lại có một cỗ bất an. Nhìn trộm một chút tương lai, Diệp Thần phát hiện mình phải đối mặt địch nhân, có thể còn có một cái phần tịch linh sơn. Phía trước tại Siva Thánh Địa, hắn triệt để giết chết Dạ Hàn, lại hoàn thành Siva ủy thác, để cho Siva thân hồn quy nhất, xem như triệt để làm mất lòng Vizernu. Vizernu thủ hạ thế lực, cái kia phần tịch linh sơn, chắc chắn sẽ không buông tha hắn, không chừng so Dạ Hàn cường giả lợi hại, phòng chữ thiên sát thủ đều biết ra tay. Vũ Hoàng cổ đế cùng hồn thiên đế, có biết hay không tin tức này? Diệp Thần vừa trầm âm thanh hỏi. Lãnh Khuynh Xương nói, vận mệnh mờ mịt, vận mệnh đạo rơi vào thiên tội cổ địa, tựa như thủy tan biến tại trong nước, ngoại nhân như thế nào có thể phát giác dấu vết? Chỉ có ta cái vận mệnh này người đại diện biết. Bất quá, ha ha, bây giờ ta nói cho ngươi, thiên cơ xem như triệt để bại lộ, không cần bao lâu, Vũ Hoàng cổ đế cùng hồn thiên đế đều biết biết. Nhưng, thiên tội cổ địa cương vực minh mông, phương viên trăm vạn dặm cũng không chỉ, vận mệnh mệnh cách cụ thể ở nơi nào, ta cũng không thể xác định, các ngươi muốn chân chính tìm được, cũng phải lại hao phí thêm chút công phu. Diệp Thần nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ, nghĩ thôi diễn tương lai thành bại được mất, nhưng vận mệnh chi đạo, quá mức hư vô mờ mịt, hắn cũng coi như không rõ ràng. Nhiều như vậy, Diệp Thần hỏi, có thể hay không còn có những thứ khác tin tức? Lãnh Khuynh Xương nói, ta biết, đã toàn bộ nói cho ngươi biết, vận mệnh quá mức mờ mịt, ta không có khả năng xác định vận mệnh đạo vị trí cụ thể, chỉ biết là nhất định ngay tại trong thiên tội cổ địa bên trong. Diệp Thần trong mắt chuyển động, suy nghĩ một hồi, nói, đi, tính ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Lãnh Khuynh Xương nói, coi như ta qua ải, đây là ý gì, ngươi không giết ta, muốn thả ta sao? Diệp Thần chỉ cười cười. Lãnh Khuynh Xương trong mắt quang lập tức ảm đạm, nói, ngươi muốn giết cứ giết, cũng đừng dùng thiên hình kiếm đâm ta, cho ta thống khoái chính là. Chờ giết chết ta, ngươi đem ta thi thể, giao cho đạo tông đại chúa tể. Hắn tại chế tạo sáng sinh chi trụ, giống như đang thu thập thiên đế thi hài tới, ta cùng hắn có chút giao tình, coi là bằng hữu, ta rơi vào trong tay ngươi, đó là trốn không thoát, chỉ mong sau khi chết có thể vì bằng hữu làm chút chuyện. Diệp Thần nói, ngươi ngược lại là hảo tâm. Lãnh Khuynh Xương không nói gì. Diệp Thần bàn tay duỗi ra, luân hồi thiên quốc tranh cảnh, tại lòng bàn tay hiện lên, nói. Con người của ta ân oán rõ ràng, ngươi nói cho ta biết tất cả tình báo, ta cũng không giết ngươi. Nhưng muốn thả ngươi, đó là tuyệt đối không thể nào. Cho ngươi một cái cơ hội, vào ta thiên quốc, về sau quỳ gối ta luân hồi pho tượng phía dưới, vì ta cầu nguyện thơ ca tụng, chỉ cần ta không chết, có thể bảo đảm ngươi vạn thế vinh hoa. Hoặc, ngươi tự động kết thúc, ta sẽ y theo di nguyện của ngươi, đem thi thể của ngươi giao cho đại chúa tể. Hắn lại lấy ra côn lôn đao, bỏ vào trước mặt Lãnh Khuynh Xương. Lãnh Khuynh Xương cả giận nói, ngươi muốn ta làm nô lệ của ngươi. Diệp Thần nói thẳng, là, thần phục ta, hoặc chết. Lãnh Khuynh Xương thân thể mềm mại run rẩy, nhìn xem trên đất côn lôn đao, lúc này có sống cơ hội, hiện tại quả là không muốn chết, nàng khẽ cắn môi, nói. Ngươi là luân hồi chi chủ, thần phục ngươi cũng không tính bôi nhọ, nhưng ta vừa mới nói xong tu. Diệp Thần đánh gãy nàng nói chuyện nói, ngươi tốt nhất tham viếng ta pho tượng, thành tâm cung phụng, ngươi biểu hiện tốt, về sau ta tự nhiên sẽ có ban thưởng. Lãnh Khuynh Xương gương mặt đỏ lên, nuốt nước miếng một cái, cuối cùng không có lại nói cái gì, hừ một tiếng, phi thân hóa thành một vệt sáng, tiến vào Diệp Thần trong lòng bàn tay thiên quốc. Diệp Thần gặp Lãnh Khuynh Xương chịu thần phục, khóe miệng cũng là lộ ra lướt qua một cái ý cười. Hắn luân hồi bên trong thiên quốc, có rất nhiều tín đồ con dân, những thứ này tín đồ ngày đêm vì hắn cầu nguyện thơ ca tụng, hướng về phía hắn pho tượng quỳ bái, trong đó tích lũy tín ngưỡng chi lực, cũng có thể tăng tiến tu vi của hắn. Lãnh Khuynh Xương gia nhập vào luân hồi thiên quốc, cái kia Diệp Thần lấy được tín ngưỡng, thì càng dư thừa, đối với tu vi đề thăng cũng là có lợi thật lớn. Giải quyết đi Lãnh Khuynh Xương, Diệp Thần tập trung ý chí, bắt đầu chủ tính cướp đoạt vận mệnh mệnh cách. Vận mệnh đạo tại thiên tội cổ địa, ta luân hồi khí tượng lớn như vậy, nếu là bước vào thiên tội cổ địa, lập tức liền muốn bị Vũ Hoàng cổ đế cùng hồn thiên đế phát giác. Đến lúc đó,
Phụ hoàng cổ đế cùng hồn thiên đế liên thủ tới giết ta, ta nhất định phải chết. Ta nhất thiết phải che đậy thiên cơ, ẩn nấp tất cả luân hồi khí tức, không thể dễ dàng bại lộ. Trong lòng Diệp Thần thoáng qua muôn vàn ý niệm, nghĩ tại Vũ Hoàng cổ đế trên địa bàn, còn có tại hồn thiên đế ngay dưới mắt, cướp đoạt vận mệnh đạo mệnh cách, quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp, khó hơn lên trời, lại là cửu tử nhất sinh. Nhưng thiên cơ đã bại lộ, đầm rồng hang hổ hắn đều phải đi sông, nếu bị hồn thiên đế cướp được vận mệnh đạo mệnh cách, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần lần nữa tới đến Nguyên Thiên Đế hành cung dưới mặt đất, gặp được hắn. Nguyên Thiên Đế tiền bối. Diệp Thần chắp tay, thần sắc phức tạp. Nguyên Thiên Đế vừa nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng, trong chốc lát thiên cơ hiểu rõ, nội tâm đại chấn, nói. Luân hồi chi chủ, vận mệnh đạo tung tích, tra được. Diệp Thần nói, tra được, tại Vũ Hoàng cổ đế địa bàn, thiên tội cổ địa bên trong. Chỉ một thoáng, Nguyên Thiên Đế một hồi đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, bờ môi run rẩy nói. Quả nhiên, quả nhiên, hồn thiên đế quả nhiên có cơ hội lật bàn. Cái này có thể phiền toái, vận mệnh đạo tại thiên tội cổ địa, chúng ta như thế nào có thể cướp đoạt? Nếu như Vũ Hoàng cổ đế không có cùng hồn thiên đế hợp tác, thiên tội cổ địa không có cùng hồn tộc lãnh địa kết hợp, chuyện kia còn có khả năng chu toàn. Nhưng bây giờ, Vũ Hoàng cổ đế cùng hồn thiên đế đã là minh hữu, hai người địa bàn sát nhập, Diệp Thần cùng Nguyên Thiên Đế lại nghĩ đi đoạt thức ăn trước miệng cọp, độ khó có thể tưởng tượng được. Diệp Thần nói, kế sách hiện nay, chỉ có ta mạo hiểm đi thiên tội cổ địa một chuyến, nhưng ta không thể bại lộ, bằng không chắc chắn phải chết. Nguyên Thiên Đế tiền bối, mời ngươi ra tay thay ta che đậy thiên cơ, ẩn nấp ta luân hồi khí tức. Thiên cơ che đậy, khí tức ẩn nấp sau đó, ta liền có thể lẻn vào thiên tội cổ địa. Chỉ cần có thể lẻn vào đi vào, sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Bây giờ Diệp Thần nhức đầu, chính là khó mà tiến vào thiên tội cổ địa, chỉ cần có thể thuận lợi ẩn vào đi, sự tình liền có chu toàn chỗ trống. Nguyên Thiên Đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, người đi một mình sao? Diệp Thần nói, còn muốn mang theo tưởng nhớ rõ ràng, nàng có vận mệnh pháp tắc nội tình, mang lên nàng, ta mới tốt tìm được vận mệnh mệnh cách chỗ. Trước kia Huyền Cơ Nguyệt vẫn lạc sau, vận mệnh pháp tắc của nàng, chính là từ Kỳ Tư rõ ràng kế thừa. Kỳ Tư rõ ràng có thâm hậu vận mệnh pháp tắc nội tình, có nàng ở đây, Diệp Thần tìm kiếm vận mệnh mệnh cách, cũng biết thuận tiện rất nhiều. Vận mệnh mệnh cách tại thiên tội cổ địa, nhưng thiên tội cổ địa cương vực minh mông, cho nên còn cần tiêu phí công phu tìm kiếm, Diệp Thần dự định mang lên Kỳ Tư rõ ràng. Mà khi tìm thấy vận mệnh mệnh cách sau, Diệp Thần cũng dự định để cho Kỳ Tư rõ ràng đi kế thừa, dạng này lợi tức có thể tối đại hóa. Nếu là Kỳ Tư rõ ràng có thể kế thừa vận mệnh mệnh cách, trở thành chân chính vận mệnh chi chủ, tương lai Diệp Thần cùng hồn thiên đế, xấu thần các loại cường giả quyết chiến, cũng có thể thêm một cái cực lớn trợ lực. Nguyên Thiên Đế suy nghĩ một hồi, nói, người luân hồi khí tượng bàng bạc hùng vĩ, ta cũng khó có thể che lấp, Ngô, ta tối đa chỉ có thể thay ngươi che đậy một nửa khí tức, một nửa khác, ngươi phải gọi Nhậm Phi Phàm ra tay rồi. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, Nhậm tiền bối đã qua tinh không bị ngạn. Nguyên Thiên Đế ngẩn ngơ, khô khốc nói, xin lỗi, ta nhất thời quên. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, bây giờ Nhậm Phi Phàm cùng Siva, đi tinh không bỉ ngạn, hắn muốn câu thông, nhưng là không dễ dàng, bỉ ngạn quá mức mờ mịt. Nguyên Thiên Đế trầm ngâm nói, vậy ngươi đi một chuyến đạo Tông A, kêu lên Tông Đại Chúa Tể ra tay, thay ngươi che đậy một nửa khác thiên cơ, hắn là bỉ ngạn cường giả, phải có chút thủ đoạn đặc thù. Diệp Thần nói, Đại Chúa Tể sao? Nguyên Thiên Đế nói, đúng vậy. Ta lúc này xuất thủ trước, thay ngươi che đậy một nửa thiên cơ, một nửa khác, ngươi đi mời Đại Chúa Tể ra tay chính là. Nói đi, Nguyên Thiên Đế tay phải bấm quyết, càng là thôi động sinh tử phong thần bi, từng sợi màu vàng linh quang, từ trên tấm bia đá tản ra, bao phủ đến trên thân Diệp Thần. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền có loại huyết mạch bị áp chế, lâm vào sinh tử tuyệt cảnh một dạng cảm giác. Thân hãm sinh tử, để cho hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, lập tức cảnh giác lên. Nhưng cỗ này cảm giác, lại rất nhanh tiêu tán. Nguyên Thiên Đế đã thu tay lại quyết, nói, tốt, có thể. Diệp Thần ngẩn ngơ, quả nhiên liền cảm giác chính mình luân hồi huyết mạch cùng khí tức, đã bị một cỗ đặc thù pháp tắc che phủ lên. Đó là pháp tắc sinh tử, là đến từ sinh tử phong thần bi sức mạnh. Cái này sinh tử phong thần bi, đã có thể sử dụng sao? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Nguyên Thiên Đế khẽ cười nói, sinh tử phong thần bi đã cố hình thức ban đầu. Dùng để che đậy trên người ngươi luân hồi khí tức,
đó là đầy đủ, nhưng chỉ có thể che đậy một nửa. Diệp Thần gật gật đầu, tra xét rõ ràng phía dưới, phát hiện mình luân hồi khí tức, chỉ là bị che đậy một nửa, vẫn không có thể hoàn toàn che đậy. Hảo, đa tạ Nguyên Thiên Đế tiền bối, vậy còn dư lại một nửa, ta đi tìm kiếm Đạo Tông Đại Chúa Tể giúp đỡ. Diệp Thần hướng Nguyên Thiên Đế ôm quyền, sau đó liền cáo từ rời đi. Từ lòng đất đi ra, Diệp Thần trước tiên tìm được Kỷ Tư rõ ràng, nói rõ với nàng nguyên nhân. Kỷ Tư rõ ràng nghe xong tất cả, lập tức kinh hãi, nói, cái này. Vận mệnh mệnh cách tại thiên tội cổ địa sao? Thực sự là, nghĩ không ra, thì ra càng là tại Vũ Hoàng cổ đế trong địa bàn. Nàng mười phần chấn kinh, trước đó nàng một mực tìm kiếm vận mệnh mệnh cách, nhưng từ đầu đến cuối không có rơi xuống, thì ra vận mệnh này mệnh cách, càng là giấu ở thiên tội cổ địa. Cái này có thể phiền toái, Diệp Thần, chúng ta nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp, cũng không dễ dàng a. Kỷ Tư rõ ràng mười phần lo lắng nói. Diệp Thần cười cười nói, không dễ dàng cũng muốn đi, thiên cơ đã bại lộ, không cần bao lâu, Vũ Hoàng cổ đế cùng hồn thiên đế, đều biết vận mệnh mệnh cách tung tích. Chúng ta nhất thiết phải đuổi tại bọn hắn phía trước, đem mệnh cách cướp đoạt tới tay. Kỷ Tư rõ ràng suy nghĩ một chút, kéo lại Diệp Thần cánh tay, ngưng trọng gật gật đầu. Đi thôi, đi trước Đạo Tông một chuyến. Diệp Thần mang theo Kỷ Tư rõ ràng, rời đi Mỹ Thần Thánh Địa, đi tới Đạo Tông. Tại ra Mỹ Thần Thánh Địa sau, Diệp Thần nhưng lại nhìn thấy một mảnh hoang vu thế giới cảnh tượng, đó là hắn luân hồi tinh giới, đã cùng Mỹ Thần Thánh Địa sát nhập, cả hai cương vực liên hợp một thể. Chỉ có điều, hắn luân hồi tinh giới, trước đây hao hết địa mạch linh khí, bây giờ còn là hoang vu bộ dáng, cần thời gian khôi phục. Chỉ dựa vào thời gian tới khôi phục, vậy khẳng định là không được. Diệp Thần nghĩ thầm, chỉ cần ta có thể đoạt được vận mệnh mệnh cách, liền có thể nghịch chuyển vận mệnh, để cho luân hồi tinh giới, lần nữa khôi phục linh khí. Nghĩ như vậy, Diệp Thần nội tâm đối với cái kia vận mệnh mệnh cách, càng là ước mơ. Không cần đã lâu. Diệp Thần cùng Kỷ Tư rõ ràng, xuyên qua trọng trọng hư không, rất nhanh là đến Đạo Tông Sơn Môn. Tại đến phía trước, Diệp Thần đã truyền đạt tinh thần, cáo chi Đại Chúa Tể cùng Hoang Lão, chính mình sẽ tới. Cho nên, khi Diệp Thần đến, Đại Chúa Tể cùng Hoang Lão hai người, cũng tại Sơn Môn lối vào chờ. Đại Chúa Tể, Hoang Lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Diệp Thần hướng hai người chắp tay, Kỷ Tư rõ ràng cũng chỉnh đốn trang phục hành lễ. Đại Chúa Tể nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, luân hồi chi chủ. Hoàng Lão ha ha cười nói, Diệp Thần, ngươi tiểu tử này, thực sự là càng ngày càng lợi hại, liền hư thối lão tổ đều chết trong tay ngươi, lấy thực lực của ngươi, muốn giết ta, chỉ sợ không dùng đến chiêu thứ hai. Hắn thật sâu cảm thán, không nghĩ tới Diệp Thần tiến bộ như thế tấn mãnh thần tốc, bây giờ đã cường đại đến tình cảnh gần như vô địch. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không. Có thể tuyệt đối thắng qua Diệp Thần, chỉ có Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế hai vị vô thượng đạo quân. Trừ cái đó ra, lại không người có thể áp chế Diệp Thần. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta chút thực lực ấy, không tính là gì. Đặt ở tinh không bỉ ngạn, còn thiếu rất nhiều. Hoàng Lão cười vuốt vuốt râu, nói, vào đi. Mấy người bước vào Đạo Tông Sơn Môn, Diệp Thần đang muốn mở miệng nói mình ý đồ đến. Bỗng nhiên toàn thân như rớt vào hầm băng, khí tức trệ tắc nghẽn, có loại vô cùng cảm giác khó chịu, giống như ngực bị người hung hăng đập một chùy. Hắn thế mà bắt được Thương Thiên Lạc Nguyệt khí tức. Hơn nữa, khí tức kia, vô cùng huyết tinh. Đại Chúa Tể. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Đại Chúa Tể, ẩn ẩn cảm giác không đúng. Đại Chúa Tể chắp hai tay sau lưng, một bộ trong trẻo bộ dáng, cười nói. Đúng, luân hồi chi chủ. Phía trước ủy thác ngươi đi thu thập đỉnh cấp thiên đế thi thể, còn kém cuối cùng một bộ, cuối cùng này một cỗ thi thể, ngươi cũng không cần lại đi góp nhặt, ta đã tìm được. Diệp Thần toàn thân nhịn không được run một chút, âm thanh cũng tại phát run, nói, là muội muội của ngươi, Thương Thiên Lạc Nguyệt. Đại Chúa Tể lập tức ngạc nhiên, hình như có thâm ý nhìn xem Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ, ngươi thiên cơ nhìn rõ năng lực, lại cường hãn như thế, liếc thấy thấu sao. Ân, đúng vậy, cuối cùng này một cỗ thi thể, chính là ta muội muội thi thể. Diệp Thần lập tức chấn động, dừng lại cước bộ, nói, người giết chết nàng. Đại Chúa Tể gặp Diệp Thần phản ứng kịch liệt như vậy, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, cũng dừng bước lại, nói, còn không có, bất quá nàng đã bị ta đánh trọng thương, cầm tù tại trong lao ngục. Bọn người tổ Nam Hoa Lão Quân chỉ thị, ta
ta lập tức liền có thể giết nàng, tiến tới chế tạo sáng sinh chi trụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần nói, nàng thế nhưng là thân muội muội của ngươi. Ngươi giết đạo tông bát tổ cũng không sao, ngay cả mình thân muội muội cũng muốn giết sao? Đại chúa tể lắc lắc đầu nói, nàng là một người điên, ngươi hẳn là tinh tường, nàng đạo tâm quá mức bệnh trạng, phía trước từ tinh không bị ngạn hàng lâm xuống, còn nói muốn giết sạch bên cạnh ngươi nữ nhân, nhưng ngươi hoàn toàn thuộc về nàng. Thế giới quy khư sắp tới, vực sâu tàn phá bừa bãi, lấy nàng cái kia bệnh trạng đạo tâm, tương lai sợ rằng phải bị vực sâu vặn vẹo, trở thành quái vật. Thà rằng như vậy, chẳng bằng để cho ta cái này làm ca ca, tự mình ra tay giết nàng, miễn tuyệt hậu mắc, ai, ta cũng là có chút không muốn, nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, đây là một cục đá hạ ba con chim. Diệp Thần trầm giọng nói, cái gì là một cục đá hạ ba con chim? Đại chúa tể nói, đệ nhất, ta giết nàng, nàng về sau cũng sẽ không lại quấy rối ngươi. Thứ hai, ta có thể dùng thi thể của nàng, chế tạo sáng sinh chi trụ, nàng trở thành mới thiên đạo cơ thạch, có chết cũng vinh dự. Đệ tam, ta hôm nay thay nàng giải thoát, thì tránh miễn đi nàng ngày mai sa đọa. Diệp Thần nhìn xem đại chúa tể nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, chỉ cảm thấy đối phương trở nên vô cùng lạ lẫm, nói, ngươi điên rồi, đại chúa tể, bị điên người là ngươi, không phải Lạc Nguyệt, ngươi đã hoàn toàn si mê với mới thiên đạo chế tạo, ngươi đã nhập ma. Đại chúa tể cười nhạt một tiếng, nói, ngươi hiểu lầm ta, luân hồi chi chủ, muội muội ta mới là người điên, ngươi bị nàng mê hoặc. Diệp Thần nói, bệnh nàng thái đạo tâm, ta đã dùng phì nhiêu pháp trị càng, nàng cũng sẽ không nói cái gì muốn giết sạch bên cạnh ta nữ nhân, ngươi mau đem nàng thả. Đại chúa tể nói, thật sự chữa khỏi sao? Vậy vì sao vài ngày trước, nàng tới tìm ta, nói ta là cái gì tương lai ngươi địch nhân, nàng muốn báo đáp ngươi, muốn trước đem ta giết chết. Là nàng không để ý huynh muội tình cảm, động thủ trước giết ta, ta bất đắc dĩ, mới đưa nàng trấn áp. Hết thảy tội lỗi, cũng là lỗi do tự mình nàng gánh. Nói đến đây, đại chúa tể ngữ khí cũng biến thành xâm nghiêm. Diệp Thần như gặp phải muộn côn đánh, cũng nhớ tới, phía trước hắn chữa khỏi Thương Thiên Lạc Nguyệt tâm bệnh, Thương Thiên Lạc Nguyệt rời đi, nói muốn đi thay hắn xử lý một cái địch nhân, giảm bớt hắn gánh vác. Nàng nói địch nhân, lại là ngươi. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, Thương Thiên Lạc Nguyệt nói tới địch nhân, lại chính là đại chúa tể. Đại chúa tể không nói, một bên Hoang lão nói tiếp, đúng vậy, Lạc Thần thật sự điên rồi, nàng nói tương lai thiên đạo chi tranh, chúng ta sẽ trở thành địch nhân của ngươi, cho nên nàng muốn trước ra tay, đem chúng ta đều giết rồi, thay ngươi giải quyết hậu hoạn. Ngươi xem một chút, cái này thành lời gì, Diệp Thần, cái kia Lạc Thần thật là một cái nữ nhân điên, ngươi còn không có chữa khỏi nàng. Nàng cũng không có trị liệu giá trị, dứt khoát giết tính toán, miễn cho về sau bị vực sâu vặn vẹo, trở thành quái vật phiền toái hơn. Diệp Thần sắc mặt lập tức âm tình biến hóa không chắc, trong lúc nhất thời nhưng lại không có lời tương đối. Diệp Thần, Kỷ Tư rõ ràng nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, cũng không biết an ủi ra sao. Đại chúa tể híp mắt, nhìn chăm chú Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ngươi lần này đến đây, là muốn ta ra tay, thay ngươi che đậy thiên cơ. Tiếp đó ngươi liền lẻn vào thiên tội cổ địa, đi tìm vận mệnh mệnh cách. Hắn đã nhìn thấy thiên cơ, suy nghĩ một chút, ta có thể ra tay, nhưng lần này đi thiên tội cổ địa, nguy hiểm trọng trọng, chính ngươi cẩn thận. Đến nỗi Lạc Nguyệt, ngươi vẫn là quên nàng a. Diệp Thần nghĩ đến ngày xưa Thương Thiên Lạc Nguyệt, đối với chính mình đủ loại lưu luyến si mê, lại sao nhẫn tâm nhìn xem nàng chết đi. Lập tức cắn răng nói. Không, đại chúa tể, ngươi lập tức thả Lạc Nguyệt. Ta không thể nhìn nàng chết. Ngươi sợ nàng tương lai bị cái gì vực sâu vặn vẹo, vậy ta đem nàng thu vào trong ta thiên quốc chính là. Tóm lại, không thể giết nàng. Nàng là nữ nhân của ta. Đại chúa tể gặp Diệp Thần ngữ khí kịch liệt, lập tức trầm mặc, lại cùng Hoang lão nhìn nhau, lắc đầu nói. Không được, luân hồi chi chủ, ngươi tới chậm, ta đã đem sáng sinh chi trụ trận đồ, cùng Lạc Nguyệt khí huyết dung hợp, lẫn nhau không thể tách rời, chỉ chờ Nam Hoa lão quân chỉ thị. Trận đồ liền sẽ lập tức đem nàng thôn phệ. Diệp Thần xâm nghiêm nói, Thương Thiên Bạch Vũ, ngươi dám giết Lạc Nguyệt, ta liền giết ngươi. Thiên đạo chi tranh, ta hứa hẹn qua, ta không nhúng tay vào, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể thương tổn ta người. Lạc Nguyệt nếu như chết, ngươi cũng muốn ngươi để mạng lại lấp. Ngươi toàn bộ đạo tông, đều đem cho nàng chôn cùng. Diệp Thần tuyệt không thể nhìn xem Thương Thiên Lạc Nguyệt chết đi, trong lòng của hắn có Thương Thiên Lạc Nguyệt một vị trí.
nếu như nàng chết, hắn nhất định đem ủ ra tâm ma. Đại chúa tể cùng hoang lão gặp Diệp Thần hung ác như thế lăng lệ bộ dáng, đều là thân thể run lên. Bọn hắn rất rõ ràng Diệp Thần thực lực, nếu như Diệp Thần thật muốn nhúng tay thiên đạo chi tranh, thậm chí báo thù mà nói, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đều có thể sẽ chết. Hoang lão nói, Diệp Thần, người tỉnh táo một chút. Diệp Thần ngữ khí vẫn như cũ xâm nghiêm, nói, muốn cho ta tỉnh táo, các ngươi thả người chính là. Hắn mặc dù nắm giữ phì nhiêu pháp, có đủ loại phục sinh người thủ đoạn, nhưng nếu như, thương thiên lạc nguyệt bị dùng để chế tạo sáng sinh chi trụ, đó là không có cách nào sống lại, bởi vì liên lụy tới thiên đạo pháp tắc, quá phức tạp đi. Đại chúa tể nói, ta nói, lạc nguyệt khí huyết, đã cùng sáng sinh chi trụ trận đồ dung hợp, không cách nào chia cắt, ta chính là muốn thả người, cũng phóng không được. Diệp Thần nói, đó chính là không có thương lượng. Đại chúa tể trầm giọng nói, luân hồi chi chủ, ta khuyên ngươi vẫn là bình tĩnh một chút cho thỏa đáng. Bằng không, người ta biến thành địch nhân, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Nam Hoa lão quân muốn chế tạo trời mới đạo, ai cũng không thể ngăn cản, phản đối giả chết. Hy vọng ngươi có thể biết rõ, Nam Hoa lão quân là trụ thần, cùng trụ thần là địch, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Diệp Thần nói, trụ thần lại như thế nào? Tóm lại, Thương Thiên Bạch Vũ, người dám giết Lạc Nguyệt, ta liền muốn người toàn bộ đạo tông chôn cùng. Nói đến thế thôi, cáo từ. Trong vòng nửa tháng, ta sẽ lại tới thăm. Diệp Thần khẽ cắn môi, nhìn về phía đạo tông một cái phương hướng, hắn có thể bắt được Thương Thiên Lạc Nguyệt khí tức. Hắn rất muốn lập tức đi cứu viện, nhưng hắn không thể. Bởi vì, hắn còn gánh vác lấy nhiệm vụ trọng yếu hơn. Hắn muốn đi cướp đoạt vận mệnh mệnh cách, cái này mệnh cách tuyệt đối không thể rơi vào Hồn Thiên Đế cùng Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay, bằng không tương lai đại cục muốn bị nghịch chuyển. Diệp Thần cũng không thể bởi vì chính mình nhi nữ tư tình, ảnh hưởng tương lai đại cục. Người sống một đời, lúc nào cũng thân bất do kỷ, Diệp Thần cũng vẫn là bất đắc dĩ. Chuyện nặng nhẹ, hắn tự nhiên rất rõ ràng, hắn tính toán đi trước cướp đoạt vận mệnh mệnh cách, mặc kệ thành bại, dự tính thời gian nửa tháng bên trong, như thế nào cũng có thể kết cục. Đến lúc đó, chỉ cần hắn còn sống, hắn liền lại đến đạo tông. Chỉ hy vọng, cho đến lúc đó, Thương Thiên Lạc Nguyệt còn chưa có chết, hắn còn có thể cứu người cơ hội. Bằng không, Thương Thiên Lạc Nguyệt trở thành mới thiên đạo cơ thạch, hắn liền phục sinh đều không làm được. Diệp Thần cùng Kỳ Tư rõ ràng quay người đi. Đại chúa tể cùng Hoang lão lông mày cau chặt, nhìn nhau, thần sắc đều là vô cùng phức tạp. Hoang lão trần chờ một chút, hỏi, đại chúa tể, ngươi dự định như thế nào? Phải thả người sao? Đại chúa tể nói, phóng không được, Lạc Nguyệt máu tươi, đã cùng trận đồ dung hợp, không cách nào lại chia cắt. Hoang lão, xem ra luân hồi chi chủ, thật muốn vạch mặt, ngươi, đứng tại ai một bên? Nghe vậy, hoang lão lập tức lâm vào trong trầm mặc. Hắn cùng Diệp Thần giao tình thâm hậu, quá khứ từng đối mặt qua đủ loại gặp trắc trở, có thể xưng đồng sinh cộng tử. Nhưng, nhân tổ Nam Hoa lão quân, cũng cho hắn lớn lao chúc phúc. Hắn có thể một đêm ngộ đạo, bước vào thiên đế cảnh giới, cũng là Nam Hoa lão quân ban ân. Nam Hoa lão quân muốn chế tạo tân thiên đạo, hắn tự nhiên to lớn phụ trợ. Ta không biết. Hoang lão thở dài một tiếng, là đứng tại Diệp Thần bên này, vẫn là đứng tại Nam Hoa lão quân bên này, hắn cũng không biết, nội tâm lâm vào mê mang trong mâu thuẫn, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến nước này. Nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút hướng về Diệp Thần, suy xét phút chốc. Hắn lại nói, đại chúa tể, người cần gì phải lấy chính mình muội muội khai đao. Đại chúa tể nói, vài ngày trước ngươi cũng thấy đấy, là Lạc Nguyệt chính mình tới cửa, là nàng động thủ trước muốn giết ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Ta không giết nàng, lấy nàng bị điên tính khí, nàng liền muốn giết ta. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có cách nào quay đầu lại, Lạc Nguyệt là Bỉ Ngạn cường giả, dùng máu tươi của nàng tính mệnh, xây tạo sáng sinh chi trụ cơ thạch. Sáng sinh chi trụ tất có thể tỏa hào quang mạnh. Cho đến lúc đó, chúng ta chính là mới thiên đạo chế tạo giả, là thế giới mới người đặt nền móng, công đức ngập trời, có vô cùng chỗ tốt. Chờ thế giới quy khư sau đó, có mới thiên đạo tồn tại, thế giới cũng sẽ không phá diệt, thế giới mới có thể sinh sôi đi ra, chúng ta đều không cần chết. Không không lúc nào khoảng không thế giới này, ở quá khứ đã luân hồi ngàn tỷ lần, nhiều nhất trăm năm sau, thế giới quy khư tận thế liền sẽ buông xuống. Hơn nữa lần này sẽ lại không luân hồi, thế giới sẽ triệt để luân diệt. Đại chúa tể tự nhiên không muốn chết, chế tạo sáng sinh chi trụ, chế tạo tân thiên đạo, sinh sôi thế giới mới,
là siêu thoát quy khư, đặt chân vĩnh hằng hy vọng. Vì chế tạo tân thiên đạo, coi như muốn giết chết chính mình thân muội muội, cùng Diệp Thần trở mặt, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn đã không cách nào quay đầu. Lúc này Diệp Thần đã xuất đạo tông. Kỷ Tư rõ ràng kéo cánh tay hắn, nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy che lấp bộ dáng, nội tâm cũng là bất an, nói, Diệp Thần, ngươi như thế nào? Diệp Thần hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình, nói, tưởng nhớ rõ ràng, ta không sao. Chúng ta đi thiên tội cổ địa A, trước hết nghĩ biện pháp cướp đoạt vận mệnh mệnh cách lại nói. Đến nỗi Lạc Nguyệt, ta sẽ lại nghĩ biện pháp cứu nàng. Kỷ Tư dọn đường, thế nhưng là... Trên thân Diệp Thần luân hồi khí tượng mênh mông, Nguyên Thiên Đế ra tay che đậy một nửa, nhưng còn lại khí tức, vẫn là hết sức mãnh liệt. Nếu là cứ như vậy đi thiên tội cổ địa mà nói, tất nhiên sẽ bại lộ. Vốn là, lần này tới Đạo Tông, là muốn mời Đại Chúa Tể ra tay, hỗ trợ che đậy thiên cơ. Nhưng bây giờ Diệp Thần cùng Đại Chúa Tể, cơ hồ là triệt để trở mặt, tự nhiên cũng không khả năng lại mời Đại Chúa Tể ra tay. Không sao, ta có thủ đoạn. Diệp Thần cười cười, liền là vận chỉ ra sức, tại trên lồng ngực của mình vài chỗ huyệt khiếu điểm mấy lần, chỉ một thoáng, quanh người hắn tràn ngập luân hồi khí tức, lập tức bị phong tỏa lại. Sau khi phong tỏa tốt tự thân khí tức, Diệp Thần kêu lên một tiếng, cơ thể có loại trì trệ cảm giác. Đây là... Kỷ Tư rõ ràng nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như thế, cũng là lấy làm kinh hãi. Diệp Thần nói, là cửu thiên tù thần đầu ngón tay đoạt, nhưng bản thân phong cấm, nhưng mười phần thương thân. Bất quá bây giờ không thể cầu người, cũng chỉ có thể như thế. Thì ra vừa mới Diệp Thần điểm huyệt thủ đoạn, chính là cửu thiên tù thần chỉ. Môn công pháp này, chính là tam thập tam thiên thần thuật một trong, phong cấm pháp tắc hết sức lợi hại, Diệp Thần một chút bản thân phong cấm, toàn thân khí tức liền triệt để bị phong bế, cũng không còn nửa điểm luân hồi khí tức tiết lộ ra ngoài. Kỷ Tư rõ ràng nói khẽ, khổ cực ngươi. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên, hắn cảm thấy một khối ngọc bội khẽ nhúc nhích. Đây là Huyền Thanh đạo trưởng trước đây giao cho mình ngọc bội. Chắc là kiếm đạo minh đệ tử đúng hẹn đến đây táng hồn điện, so với hắn tưởng tượng nhanh nhiều. Diệp Thần suy xét phút chốc, liền đối với Kỷ Tư dọn đường, người ở chỗ này chờ ta chút, ta đi xử lý một số việc, rất nhanh liền sẽ trở về. Kỷ Tư dọn đường, hảo. Diệp Thần không do dự nữa, xé rách hư không, hướng về táng hồn quật phương hướng mà đi. Khả năng này là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến cùng cái kia diệt đạo giả chân thân thiên khôi kiếm chủ có liên quan tồn tại. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, lần này kiếm đạo minh đệ tử chỉ sợ là cái kia thiên khôi kiếm chủ đồ tôn, hơn nữa không tính vô cùng nồng cốt loại kia. Diệp Thần xe nhẹ đường quen đi tới táng hồn quật, vừa mới bước vào, một đạo làn gió thơm lại là xông tới mặt, tiếp theo một cái chớp mắt, ngọc thể vào lòng. Diệp Thần không cần nghĩ, liền biết là hoàn mỹ. Nói trở lại, hắn cùng Hoàn Mỹ nhận biết thời gian cũng không lâu, vì cái gì cái này mặt ngoài lạnh như băng thiếu nữ, sẽ đối với chính mình thân mật như thế? Chẳng lẽ là bởi vì luân hồi huyết mạch, hay là Hoàn Mỹ chờ tại táng hồn quật quá lâu, lâu đến ngoại trừ ra ra, cơ hồ không có gặp qua ngoại nhân, chỉ có thể đem hết thảy hiếu kỳ ký thác tại những cái kia tàng thư? Diệp đại ca, tại sao ta cảm giác ngươi cũng hết mấy vạn năm không có tới? Còn có... Vì cái gì trên người ngươi khí tức giống như không thích hợp, giống như bị một loại nào đó thuật pháp nhốt đồng dạng. Hoàn Mỹ đạo. Diệp Thần. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Hoàn Mỹ cảm giác mãnh liệt như thế. Bất quá nghĩ lại, Hoàn Mỹ thế nhưng là có lai lịch lớn, có thể cảm giác cũng bình thường. Hắn sờ lên Hoàn Mỹ đầu, nói, ngươi cái này quá khoa trương, thành thật khai báo, ngươi vạn cổ thạch thần pháp tu luyện như thế nào. Hoàn Mỹ buông ra Diệp Thần tay, có chút ai oán nói. Diệp đại ca, ngươi vì cái gì trở nên giống ra ra, liền để ý vạn cổ thạch thần pháp. Tu luyện thực sự quá buồn tẻ. Vạn cổ thạch thần pháp tu luyện ta cảm giác ta đều nhanh biến thành một khối đá. Diệp Thần cười khổ, Huyền Thanh đạo trưởng đã thông báo, Hoàn Mỹ bản thể chính là Diêm Phù tinh thạch, từ một loại nào đó ý nghĩa đến xem, nàng chính là một khối đá, mà lại là ngay cả trụ thần đều quan tâm tảng đá. Diệp đại ca, đi theo ta, ra ra nói, kiếm đạo minh người sắp tới, đúng. Ngươi muốn giết sạch bọn hắn sao? Hoàn Mỹ hiếu kỳ nói. Diệp Thần lắc đầu, ta chỉ là muốn từ trên người bọn họ hiểu rõ một chút đồ vật. Hoàn Mỹ nói, cái kia Diệp đại ca, vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi đối với kiếm đạo minh người có sát ý, mặc dù ngươi nấp rất kỹ. Diệp Thần không nói thêm lời, rất nhanh liền đi theo Hoàn Mỹ đi tới táng hồn điện,
Huyền Thanh đạo trưởng nhìn thấy Diệp Thần, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, vẫn tại trước điện ngồi xuống. Diệp Thần cùng Hoàn Mỹ tìm một chỗ ngồi xuống, Hoàn Mỹ câu được câu không trò chuyện, nhưng mà Diệp Thần ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào táng hồn điện bên ngoài. Hắn biết, luân hồi mộ địa nếu thật có ngủ say khí linh, chỉ sợ cũng cùng mình đồng dạng. Sau một canh giờ, táng hồn quật đỉnh đầu không hiểu xuất hiện một đạo quỷ dị ba động, trong chớp mắt, trong điện tượng thần cũng lập lòe nhàn nhạt quang, nguyên bản tắt vạn nến cũng vào lúc này yếu ớt dấy lên. Không gian xé rách, ba đạo áo đen kim văn thân ảnh xuất hiện ở táng hồn điện bên ngoài. Diệp Thần mở ra hai con ngươi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ba người kia. Ba người gánh vác thần kiếm, uy phong lẫm lẫm, ở giữa nữ tử phiêu giật như tiên, lãnh diễm tuyệt mỹ, múa kiếm như gió, hình như có linh tính. Nữ tử đứng phía sau hai người, cũng đều gánh vác thần kiếm, thần sắc kiên nghị, kiếm khí như hồng, vô cùng uy nghiêm. Diệp Thần bỗng nhiên phát hiện, ba người này sau lưng kiếm, trên thân kiếm đều có kiếm tâm thần châu. Cùng cái kia thiên khôi kiếm chủ kiếm cực kỳ tương tự. Chỉ có điều kiếm tâm thần châu uy lực cùng màu sắc kém rất nhiều. Trong ba người cái vị kia nữ tử ánh mắt trước tiên rơi vào trên thân Diệp Thần, nàng bén nhạy từ trên thân Diệp Thần cảm thấy vẻ địch ý. Hơn nữa, hắn biết táng hồn quật có Huyền Thanh đạo trưởng cùng hắn thu nuôi tôn nữ, lại chưa từng biết được còn có người thứ ba. Bất quá từ đối với Huyền Thanh đạo trưởng tôn trọng, nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ có điều từng bước đi ra, đi tới Huyền Thanh đạo trưởng trước người, chắp tay cung kính nói, tiền bối, tiểu nữ tử Liễu Lạc Thần, phụng sư tôn chi mệnh, đến đây siêu độ sư tôn vong hồn dưới kiếm, hai người khác là sư đệ của ta, Chu Quân cùng Phương Huyền. Trong miệng sư đệ cũng là một bước tiến lên, hướng về phía Huyền Thanh đạo trưởng chắp tay một cái. Huyền Thanh đạo trưởng mở mắt ra, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là khẽ ừ một tiếng, sau đó, hắn có lẽ chú ý tới Liễu Lạc Thần ánh mắt một mực dừng lại ở trên thân Diệp Thần, nhân tiện nói, tiểu tử này, xem như ta tại không không lúc nào khoảng không thu nửa đồ đệ, cùng sư tôn ngươi ước định không bao lâu nữa sẽ kết thúc, ta liền sẽ rời đi, nếu đã tới không không lúc nào khoảng không, cũng nên lưu lại vài thứ. Liễu Lạc Thần hơi hơi nhíu mày, hướng về phía Diệp Thần gật gật đầu, nhân tiện nói, không không lúc nào khoảng không không bao lâu nữa liền sẽ sụp đổ, ngươi tất nhiên xem như Huyền Thanh đạo trưởng đồ đệ, về sau nếu là đi tới tinh không bỉ ngạn, gặp một vài vấn đề, cũng có thể tới tìm ta. Bất quá, ta vì cái gì từ trên người ngươi cảm thấy có cái gì không đúng? Chúng ta trước đó gặp qua, hay là, người ta có nhân quả không hóa giải? Nói đến đây, Liễu Lạc Thần lại một cái tay đặt ở sau lưng trên chuôi kiếm, một cỗ cổ pháp chi khí tại kiếm tâm thần châu lưu truyền. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm ra khỏi vỏ, hết thảy liền sẽ táng diệt. Diệp Thần hơi kinh hãi, nàng này thật là nhạy cảm cảm giác, bất quá hắn sớm có ứng đối chi pháp, nói, ta là một tên kiếm tu, ta cảm nhận được của ngươi kiếm ý cường đại, cho nên mới có một tia hiếu chiến chi tâm. Ngươi xem như tu kiếm người, chẳng lẽ không có loại thời điểm này? Liễu Lạc Thần bừng tỉnh, xem ra tiểu tử này vẫn là một cái kiếm si, thế nhưng là Huyền Thanh đạo trưởng tu cũng không phải kiếm đạo. Tiểu tử này từ Huyền Thanh đạo trưởng trên thân học xong cái gì? Nàng quay đầu hỏi hướng một người, khoảng cách siêu độ nghi thức còn bao lâu? Chu Quân đạo, một canh giờ. Liễu Lạc Thần hơi hơi một chút, đối với Diệp Thần làm một cái thủ hiệu mời, tất nhiên còn có một cái canh giờ, ngươi không ngại cùng ta sư đệ Chu Quân luận bàn một chút, ta cũng tò mò, không không lúc nào chống không kiếm đạo cùng chúng ta kiếm đạo khác nhau lớn bao nhiêu. Ngươi nếu là có thể chống nổi hắn một kiếm, ta tiễn đưa ngươi một vật. Đương nhiên, đao kiếm không có mắt, sư đệ ta sẽ thu liếm, nhưng nếu là ngươi quá yếu, không cẩn thận chết ở dưới kiếm của hắn, còn hy vọng sư phụ của ngươi Huyền Thanh đạo trưởng không cần trách cứ. Nói xong, hắn liền hướng về đi ra ngoài điện, đồng thời, quanh thân lại hội tụ ra một cỗ đặc thù kiếm ý, phảng phất bất luận cái gì tới gần giả, đều sẽ thành dưới kiếm của nàng chi hồn. Diệp Thần liếc mắt nhìn Huyền Thanh đạo trưởng, cái sau chỉ có điều hơi gật đầu, Huyền Thanh đạo trưởng rất rõ ràng. Diệp Thần lần này bước vào nơi đây, bất quá cũng là mục đích này. Duy chỉ có Hoàn Mỹ, đôi mi thanh tú hơi hơi vận chuyển, rõ ràng có chút bận tâm Diệp Thần. Liễu Lạc Thần ba người cùng Diệp Thần nhao nhao đi tới ngoại giới, gặp nhau bất quá 50 bước, Chu Quân cùng Diệp Thần đều là bộc phát ra một cỗ kiếm ý. Liễu Lạc Thần thấy vậy, biểu lộ hơi đổi, tại nàng trong nhận thức biết, không không lúc nào chống không võ đạo cũng không cường đại. Thậm chí nàng còn gặp qua một chút không không lúc nào khoảng không đi tới tinh không bỉ ngạn cái gọi là trí cao, ở trước mặt sư phụ tựa như cầu đồng dạng nghe lời. Nhưng trước mắt nam nhân này,
trên người kiếm đạo lại để cho nàng sinh ra một tia đối mặt sư phó ảo giác. Nàng lắc đầu, đem bên hông một khỏa giống kiếm tâm thần châu hạt châu cầm xuống, tiện tay ném đi, hạt châu lại lóe ra một đạo chói mắt quang hoa, mặc dù không sánh được Diệp Thần Phỉ Nhiêu Kim Đan, nhưng cũng không tính quá yếu, chắc hẳn cũng là chí bảo. Đồng thời, đất rung núi chuyển, lại vô căn cứ tạo ra một tòa diễn võ lôi đài. Diệp Thần liếc mắt nhìn hạt châu, ngược lại là cảm thấy cùng kiếm tâm thần châu có chút tương tự. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một tia khát vọng, đến từ luân hồi mộ địa. Tựa hồ luân hồi mộ địa có tồn tại muốn thôn phệ hạt châu kia. Là luân hồi mộ địa bản thân, vẫn là cái kia ngủ say khí linh. Diệp Thần hô hấp dồn dập, nhưng rất nhanh liền nghe được ngoại giới có người kêu gọi chính mình. Tiểu tử, người xuất thủ trước a, ít nhất ta còn có thể nhìn thấy của ngươi kiếm ý. Chu Quân đi tới trên lôi đài, có chút lạnh nhạt nói. Diệp Thần đem luân hồi nghĩa địa khát vọng thoáng áp chế, trong tay tùy ý ngưng tụ ra một thanh kiếm, một kiếm này, hắn không có ý định vận dụng bất luận cái gì luân hồi chi đạo, đạo thiên kiếm, thậm chí ngay cả thiên hình 12 kiếm cũng không có vận dụng. Hắn chính là thuần túy một kiếm, thông thường một kiếm. Nhưng mà một kiếm này, táng hồn điện bầu trời lại là dị biến, phảng phất tạo thành một mảnh kiếm hải, trong kiếm hải lại có tử thần muốn sinh ra đồng dạng. Liễu Lạc Thần nhìn thấy cái này xuất kiếm chi thế, khinh thường biểu lộ tiêu thất hầu như không còn, thay vào đó là kinh dị. Không không lúc nào chống không một tên tiểu tử, vì cái gì xuất kiếm sẽ có chi thế như thế. Nàng xem như thiên tài kiếm đạo, một mắt liền nhìn ra một kiếm này, không có bất kỳ cái gì kiếm đạo mà nói, nhưng lại tạo thành một cỗ độc lập thế. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh, tiểu tử này kiếm đạo đã đạt đến không không lúc nào chống không cực hạn. Thậm chí vượt qua không không lúc nào khoảng không. Sư đệ của mình Chu Quân chỉ sợ không địch lại. Chu Quân rõ ràng cũng bị dọa, kiếm quang sắp thôn phệ hắn trong nháy mắt, cái sau mới miễn cưỡng phản ứng lại, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lưu chuyển, kiếm ý hiển thị rõ. Trong chốc lát, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên quét ngang, kiếm tâm thần châu bộc phát ra một trận ánh sáng hoa. Kiếm quang như biển, mãnh liệt tuôn ra, đem Diệp Thần cái kia như tử thần cướp giết kiếm hải từng cái ngăn cản. Nhưng mà, Diệp Thần kiếm thế lại phảng phất có linh tính đồng dạng, kiếm quang biến đổi, hóa thành tràn ngập hình ý vô tận kiếm ảnh, từ Chu Quân trong kiếm quang xuyên thấu mà ra, thẳng đến chỗ yếu hại của hắn. Chu Quân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền kiếm quang lấp lóe, kiếm khí bốn phía, trường kiếm trong tay của hắn vậy mà bắt đầu run rẩy, phảng phất không chịu nổi Diệp Thần kiếm đạo. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, Chu Quân kiếm quang bị Diệp Thần kiếm thế áp chế hoàn toàn, trường kiếm tuột tay mà bay, thân ảnh của hắn cũng tại trong kiếm quang dần dần đánh rơi, thua ở Diệp Thần dưới kiếm. Diệp Thần thu kiếm, ánh mắt như băng, phảng phất vừa rồi rực rỡ chiến đấu bất quá là thoảng qua như mây khói, hắn đối với Chu Quân cười nhạt một tiếng, nói, đã nhường, đáng tiếc kiếm đạo của ngươi, để cho ta rất thất vọng. Chu Quân mặc dù có chút tức giận, nhưng tài nghệ không bằng người. Chỉ có thể nhìn hướng sư tỷ Liễu Lạc Thần, sư tỷ, thật xin lỗi. Liễu Lạc Thần cũng không nói thêm cái gì, đem một cái màu trắng cẩm nang ném cho Diệp Thần, trong này là một khỏa huyết tâm thạch, tại ngươi trọng thương lúc, có thể cấp tốc khôi phục, là ta thua ngươi. Vật này tại tinh không bị ngạn giá trị không tính quá cao, nhưng cũng không thấp, Liễu Lạc Thần vốn cho rằng Diệp Thần sẽ mừng rỡ nhận lấy, lại không nghĩ rằng, vật này còn chưa rơi vào trong tay Diệp Thần, lại bị Diệp Thần một kiếm hóa thành bột phấn. Diệp Thần nắm giữ hỗ tự quyết, cái này huyết tâm thạch đối với những người khác tới nói có lẽ giá trị không kém, nhưng đối với hắn tới nói, không có chút nào thèm quan tâm. Hắn đem kiếm khẽ nâng lên, mũi kiếm trực chỉ Liễu Lạc Thần, gần từng chữ, ta muốn cảm thụ ngươi một chút kiếm đạo. Nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi bên hông hạt châu kia. Nếu như ta thua, tùy ngươi xử trí. Liễu Lạc Thần khẽ giật mình, trong nháy mắt biết rõ Diệp Thần muốn cái gì. Thật to gan. Cũng dám yếu đạo tâm thần châu. Ngươi có biết vật này là biết bao chân quý. Diệp Thần bừng tỉnh, xem ra kiếm tâm thần châu cùng đạo tâm thần châu lai lịch không sai biệt lắm, những khả năng này cũng là luân hồi mộ địa thứ cần thiết. Ngươi sợ, Diệp Thần nói. Liễu Lạc Thần do dự mấy tức, bước ra một bước, nàng kiếm ra khỏi vỏ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liễu Lạc Thần thân kiếm run rẩy, kiếm quang lưu chuyển, như nước chảy nhu hòa. Lại dẫn không ai bị nổi phong mang. Ánh mắt hai người đối mặt, phảng phất thời gian cũng vì đó ngưng lại. Kiếm đạo của ngươi rất mạnh, đáng giá ta xuất kiếm. Nói xong, trong tay Liễu Lạc Thần nắm trường kiếm, mũi kiếm khẽ run, phảng phất có thể dẫn động thiên địa linh khí,
trong nháy mắt, kiếm quang như hồng, rực rỡ chói mắt. Táng Hoàng Cửu Tiêu Kiếm, chảm. Một kiếm này, là Liễu Lạc Thần sở trường kiếm đạo một trong, mũi kiếm phá không, mang theo âm vang thanh âm, mũi kiếm phóng ra chói mắt kim sắc quang hoa. Đồng thời, theo kiếm quang lấp lóe, từng sợi phượng hoàng hư ảnh trên không trung dần dần ngưng kết, bọn chúng dương cánh muốn bay, phượng minh chấn thiên, hỏa diễm tựa như quang hoa tại hư ảnh ở giữa lưu chuyển, cực nóng vô cùng. Nhưng mà nóng bỏng sau lưng, là một cỗ phá hủy hết thảy sát ý. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nhưng nội tâm của hắn lại bình tĩnh dị thường. Tay hắn vung trường kiếm, kiếm ý ngưng tụ thành một con cự long, long ngâm chấn thiên, long ảnh xoay quanh tại Diệp Thần quanh thân, phảng phất muốn xông phá thiên địa gò bó. Oanh, hai cỗ sức mạnh cực hạn va chạm, sinh ra mãnh liệt khí lưu, táng hồn quật trên trời cao, phong vân biến sắc, sấm chớp, phảng phất thiên đạo đều đang nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Thương Long cùng Phượng Hoàng, cái này hai đại thần thú hư ảnh trên không trung kịch liệt chiến đấu, tia sáng bốn phía, rực rỡ đến cực điểm. Mấy hơi sau đó, Diệp Thần trong kiếm ý long ngâm vậy mà dần dần mạnh, long ảnh dần dần khuếch trương, vượt trên Phượng Hoàng hư ảnh, cuối cùng tại một mảnh trong kim quang, long ảnh hóa thành chân chính long hình, bế nghễ thiên hạ, nhìn chăm chú Liễu Lạc Thần. Một kiếm này, Diệp Thần không có sử dụng bất luận cái gì kiếm đạo, bất quá Siva lưu cho mình ngọc giản. Kiếm Hoàng Hoàng Kim Đế Long kiếm một tia lĩnh ngộ lại là dung nhập vào. Dù chỉ là một tia, cũng là cực kỳ cường đại. Dù sao đây là trụ thần võ học. Nhìn xem đạo kiếm ý kia hóa thành long ảnh, Liễu Lạc Thần lui về phía sau nửa bước. Cái này nửa bước, đem nàng kiếm thế hóa thành hư vô. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, tại thời khắc này phảng phất hóa thành một cái vô tình đại thủ hung hăng quạt nàng một trường. Sau lưng nàng Chu Quân cùng Phương Huyền con ngươi tràn ngập khó có thể tin, sư tỷ vậy mà bại bởi một cái không không lúc nào chống không tiểu tử. Bây giờ, một bên phảng phất không quan tâm đây hết thảy Huyền Thanh đạo trưởng cũng là mở ra hai con ngươi, đạm nhiên cổ lão trong hai con ngươi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn kỳ thực biết Diệp Thần thân phận, nhưng một kiếm này, Diệp Thần không có sử dụng bất luận cái gì thuộc về mình át chủ bài, nếu là vận dụng, chỉ sợ Liễu Lạc Thần sống không qua một hơi. Hắn biết chính mình còn đánh giá thấp Diệp Thần. Có lẽ sắp tới đạt đến giao cho Diệp Thần là hắn trong cuộc đời lựa chọn chính xác nhất. Bây giờ, Liễu Lạc Thần tỉnh táo lại, đem kiếm thu hồi, hướng đi Diệp Thần, đem bên hông đạo tâm thần châu ném cho Diệp Thần, mở miệng nói, có chơi có chịu, đây là ngươi. Ngươi rất mạnh, ta thua không oan, ngươi có như thế thiên phú kiếm đạo, tại không không lúc nào khoảng không chỉ có thể mai một ngươi. Ngươi có thể cũng biết không không lúc nào khoảng không trăm năm sau. Thế giới quy khư tận thế liền sẽ buông xuống, nhưng lần này sẽ lại không luân hồi, thế giới sẽ triệt để luân diệt. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể để sư phó thu ngươi làm đồ, Huyền Thanh đạo trưởng am hiểu cũng không phải kiếm đạo, sư phó ta kiếm đạo mới thích hợp ngươi, ta dám khẳng định, ngươi nếu là bái tại sư phó môn hạ, sư phó nhất định sẽ vì ngươi đầu nhập lớn nhất tài nguyên. Thậm chí ngươi sẽ trở thành tinh không bỉ ngạn tối cường thiên tài kiếm đạo. Gia nhập vào kiếm đạo minh. Đây là vô số người khát vọng. Ngươi một khi gật đầu, sẽ lập tức có người mang ngươi đi tới tinh không bỉ ngạn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Diệp Thần. Hoàn Mỹ cũng là có chút khẩn trương, nàng thậm chí đến gần Diệp Thần, đưa tay ra, từ phía sau lưng bắt được Diệp Thần một ngón tay. Nếu là Gia Gia cùng Diệp Thần đều đi tới tinh không bỉ ngạn, nàng nên làm cái gì? Nàng vạn cổ thạch thần pháp còn không có tu luyện tới tầng thứ 9. Nàng có thể hay không hiểu rõ tại táng hồn quật trải qua cả đời này. Diệp Thần đem đạo tâm thần châu vứt xuống luân hồi mộ địa bên trong, trong nháy mắt liền bị thôn phệ, nhưng luân hồi mộ địa cũng không có biến hóa gì. Rất rõ ràng, một khỏa đạo tâm thần châu quá ít, không đủ để tỉnh lại ngủ say khí linh. Hắn nhìn về phía Liễu Lạc Thần, mở miệng nói, sư phụ của ngươi là Vân Giật Phong. Thiên Khôi kiếm chủ đồ đệ. Liễu Lạc Thần khóe miệng mỉm cười. Rõ ràng cho rằng Diệp Thần bởi vì Vân Giật Phong cùng Thiên Khôi kiếm chủ mà dao động, đơn giản là vẻn vẹn Vân Giật Phong ba chữ tại tinh không bỉ ngạn hàm kim lượng liền cực kỳ cao, lại càng không cần phải nói Thiên Khôi kiếm chủ. Bất quá thời khắc này nàng hoàn toàn không có chú ý tới, bình thường Thiên Khôi kiếm chủ tên xuất hiện tại không không lúc nào khoảng không tất nhiên sẽ mang đến cực kỳ khủng bố áp lực, mà Diệp Thần nhưng là vô cùng nhẹ nhõm. Chính là, sư phó kiếm đạo người có lẽ có nghe thấy. Chôn ở hắn dưới kiếm vong hồn nhiều vô số kể, cái này cũng là chúng ta mục đích chuyến đi này, đến nỗi sư tổ, ta tin tưởng ngươi tu luyện ngàn năm sau, liền có tư cách nhìn thấy hắn.
nếu có hắn chỉ điểm, kiếm đạo của ngươi coi như gặp phải kiếm hoàng người phát ngôn, đều không sợ. Trong lòng Diệp Thần cười lạnh, Liễu Lạc Thần có lẽ không biết được, vừa rồi một kiếm, kỳ thực liền có kiếm hoàng cái bóng, dù là chỉ có một tia. Liễu Lạc Thần gặp Diệp Thần chậm chạp không nói lời nào, bất đắc dĩ nói, như thế nào? Hoàn thành nghi thức liền sẽ có người mang ngươi đi tới tinh không bỉ ngạn. Diệp Thần cuối cùng mở miệng, ta theo đuổi kiếm đạo, Vân Giật Phong không cho được, coi như Thiên Khôi kiếm chủ cũng giống vậy. Tự tìm cái chết, Liễu Lạc Thần nghe được Diệp Thần như thế nói lớn không ngược, trong nháy mắt lửa giận thiêu đốt, một con kiến hôi cũng dám như thế ngôn ngữ sư tôn. Táng hồn vạn thế kiếm, Liễu Lạc Thần tay nắm lấy trường kiếm, mũi kiếm như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, vô số táng địa âm hồn hóa thành ngàn vạn rực rỡ tia sáng, hội tụ thành một thanh kinh thiên cự kiếm. Đây là táng hồn chi kiếm. Nàng ánh mắt sáng ngời, kiếm khí lẫm nhiên, tựa như kiếm tiên hàng thế, nàng muốn một kiếm này, để cho Diệp Thần trở thành nàng vong hồn dưới kiếm. Một kiếm này, cũng không phải vừa rồi một kiếm kia, đây là Chu Thần Chu Ma chi kiếm. Diệp Thần nhìn xem cự kiếm kia chém xuống, thần sắc thoáng ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, hắn có lòng tin trực tiếp phá diệt một kiếm này, nhưng mà, ngay tại kiếm ý sắp rơi xuống thời điểm. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người, chính là một mực không nói chuyện Huyền Thanh đạo trưởng. Huyền Thanh đạo trưởng vẻn vẹn chỉ một ngón tay, giữa thiên địa lập tức xuất hiện một cái bát quái trận bàn hư ảnh, ẩn chứa tinh không pháp tắc. Trận bàn hư ảnh vần quanh tại bên người Liễu Lạc Thần, giống như một đạo kiên cố vòng bảo hộ, đem nàng kiếm thế một mực ngăn trở, thậm chí đem cự kiếm kia tan rã. Liễu Lạc Thần chấn kinh ngoài, nhưng lại không dám chậm trễ, hai tay liên tục huy động trường kiếm. Tính toán xông phá đạo này trận bàn hư ảnh, nhưng Huyền Thanh đạo trưởng đạo pháp rõ ràng không phải dễ dàng như vậy bị phá giải, tay hắn cầm phất trần, nhẹ nhàng vung lên, lại là một đạo bát quái trận bàn hư ảnh ngưng kết mà ra. Hai đạo trận bàn hư ảnh lẫn nhau giao thoa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vững vàng đem Liễu Lạc Thần giam ở trong đó, để cho nàng không cách nào phá vây. Trong lòng Liễu Lạc Thần âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Huyền Thanh đạo trưởng vậy mà nắm giữ đạo pháp như thế cao sâu. Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiêng kỵ, nhưng lại không cam lòng tỏ ra yếu kém, ra sức huy động kiếm thế, tính toán đào thoát cái này hai đạo trận bàn hư ảnh gò bó, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Huyền Thanh đạo trưởng lắc đầu, vẫn là triệt hồi trận bàn, đối với Liễu Lạc Thần nói, kẻ này cũng coi như là ta nửa đồ đệ, ngươi nếu lại ra này sát chiêu, đừng nói là ngươi, liền xem như Vân Giật Phong, đều phải vĩnh viễn kẹt ở ta trận bàn phía dưới. Liễu Lạc Thần khẽ giật mình. Nàng trong nháy mắt bừng tỉnh, cái này Huyền Thanh đạo trưởng mặc dù một mực không tranh quyền thế, nhưng ở tinh không bỉ ngạn thế nhưng là vạn người kính ngưỡng. Ngay cả sư phó cũng không dám đắc tội. Tiền bối, là tiểu nữ tử đường đột, còn xin tiền bối không nên trách tội. Liễu Lạc Thần cúi đầu nhận sai đạo. Huyền Thanh đạo trưởng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thản nhiên nói, giờ lành sắp tới, chuẩn bị nghi thức A. Là, Liễu Lạc Thần ba người cung kính lui ra. Diệp Thần liếc mắt nhìn chằm chằm Huyền Thanh đạo trưởng, hắn vừa rồi thi triển thủ đoạn, lại cùng Cửu Thiên Tù Thần chỉ có chút đồng nguyên, thậm chí có thể nói càng mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ Cửu Thiên Tù Thần chỉ cùng Huyền Thanh đạo trưởng có chút nhân quả nhiễm? Bất quá Diệp Thần cũng không có ý định hỏi nhiều, hắn nhìn xem Liễu Lạc Thần ba người bố trí trận pháp, siêu độ vong hồn dưới kiếm, lại phát hiện quá rườm rà, nếu là hắn ra tay, có lẽ một hơi liền có thể hoàn thành, bất quá nghĩ lại, thế gian chỉ có một cái luân hồi chi chủ. Cũng chỉ có hắn có thể như thế nhẹ nhõm thôi. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu sắc thời điểm, Huyền Thanh đạo trưởng mở miệng nói, Diệp Thần, ta có thể cũng muốn khởi hành đi tới tinh không bỉ ngạn, đạt đến nhi liền nhờ cậy ngươi chiếu cố. Diệp Thần khẽ giật mình, nhanh như vậy. Huyền Thanh đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, ta chỗ tông môn ra một chút chuyện, nếu ta không quay lại đi, chỉ sợ sẽ có tai họa diệt môn. Đạt đến nhi hôm qua đối với vạn cổ thạch thần pháp cảm ngộ sâu hơn không thiếu. Chỉ sợ cũng sắp đột phá tầng thứ 9. Trước lúc này, còn hy vọng ngươi có thể đem đạt đến nhi đưa vào ngươi luân hồi thiên quốc. Diệp Thần ra mặt lắc một cái, nhìn về phía Huyền Thanh đạo trưởng, cười khổ nói, thì ra tiền bối đã sớm nhìn thấu hết thảy. Huyền Thanh đạo trưởng ánh mắt nhìn về phía đạt đến nhi, thản nhiên nói, kỳ thực, từ ngươi bước vào một khắc này, ta liền biết được, nhưng điểm phá hay không, đã không trọng yếu. Ta tin tưởng luân hồi chi chủ hứa hẹn, cũng tin tưởng. Tinh không bỉ ngạn cuối cùng rồi sẽ sợ hãi luân hồi chi chủ tồn tại. Liền cái kia thiên khôi kiếm chủ, cái kia chí cao kiếm đạo, cũng biết thua ở kiếm đạo của ngươi phía dưới. Đương nhiên đó là tương lai xa xôi. Đúng,
nếu có một ngày, thật đến sinh tử tồn vong một khắc này, đang trưng cầu đạt đến nhi đồng ý phía dưới, ngươi có thể đem Diêm Phù tinh thạch dung nhập trong ngươi thần binh, nhưng, còn xin xử lý thích đáng đạt đến nhi linh hồn. Ta không nghĩ nàng đau đớn. Nhưng nàng sinh ra, chắc chắn đau đớn. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần nhìn về phía cách đó không xa đạt đến nhi, không biết nên nói cái gì, hắn tựa hồ đọc hiểu Huyền Thanh đạo trưởng cay đắng. Bất quá giờ khắc này, Diệp Thần cũng là nghĩa chính ngôn từ nói, ta hy vọng đạt đến nhi có thể một mực tại trong luân hồi thiên quốc hưởng thụ khoái hoạt. Đó là tốt nhất, đúng, chờ ta đi tới tinh không bỉ ngạn, ta sẽ cho ngươi người hộ đạo Nhậm Phi Phàm một phần cơ duyên, cũng coi như là cảm tạ ngươi chiếu cố đạt đến nhi. Diệp Thần vui mừng, cảm ơn tiền bối. Huyền Thanh đạo trưởng cười cười, không nói thêm gì nữa, có lẽ là đạt đến nhi cảm nhận được cái gì, đi tới bên cạnh hai người, hiếu kỳ nói, ra ra, ngươi cùng Diệp đại ca đang nói chuyện gì đâu. Huyền Thanh đạo trưởng đưa tay ra sờ lên đạt đến nhi đầu, cười nói, ta là dự định nhường ngươi Diệp đại ca dẫn ngươi đi một nơi tốt, nơi đó có thể so sánh táng hồn quật xinh đẹp quá nhiều. Đạt đến nhi nghe, có chút kích động nói, thật có loại địa phương này. Cái kia ông nội đâu? Huyền Thanh đạo trưởng nói, ra ra muốn đi tinh không bị ngạn xử lý một số việc, chờ ngươi đem vạn cổ thạch thần pháp tu luyện đến tầng thứ 9, ngươi liền có thể mang theo Diệp đại ca đến xem ta. Đạt đến nhi nghe được tinh không bị ngạn, tựa hồ bản năng có chút sợ, vô ý thức bắt được Diệp thần tay, khi thấy cái sau ôn nhu đôi mắt, đạt đến nhi lúc này mới an tâm mấy phần. Diệp thần đưa tay ra, luân hồi thiên quốc tranh cảnh, liền tại trong tay trái hắn xuất hiện, kim quang tràn ngập, nói, đạt đến nhi, người nguyện ý đi ta luân hồi thiên quốc sao? Đạt đến nhi nhìn xem luân hồi thiên quốc bên trong đủ loại cảnh sắc, nặng nề gật đầu, liền tiến vào trong đó. Diệp thần thậm chí có thể cảm nhận được đạt đến nhi rất hiếu kỳ cùng hưng phấn. Có lẽ luân hồi thiên quốc thật sự so trước mắt sụp đổ táng hồn quật tốt quá nhiều. Nhưng nàng sẽ biết tương lai tràn ngập gió tanh mưa máu sao? Diêm phù tinh thạch tồn tại, chú định như thế. Huyền Thanh đạo trưởng tựa hồ hài lòng hết thảy trước mắt, đối với Diệp thần nói, ngươi đi đi, ta biết ngươi còn phải đi tìm vận mệnh mệnh cách, hy vọng hết thảy có thể như ngươi mong muốn. Diệp thần gật gật đầu, liền biến mất táng hồn quật. Mà không biết qua bao lâu, Liễu Lạc Thần tựa hồ chú ý tới biến mất Diệp thần cùng Hoàn Mỹ, biểu tình kỳ quái, lẩm bẩm nói, vì sao ta ẩn ẩn cảm thấy kẻ này sẽ đối với sư tôn bất lợi. Không được, chờ ta trở về tông môn, ta nhất định phải sư tôn cẩn thận kẻ này. Tốt nhất để cho sư tôn phái người đem kẻ này tru diệt, nhất thiết phải đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Diệp thần tự nhiên không biết ẩn tàng nguy cơ, hắn giờ phút này rời đi táng hồn quật, rất nhanh thì thấy đến kỳ tư rõ ràng, cái sau hỏi, sự tình xử lý như thế nào. Diệp thần nói, giải quyết, thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều lắm, đi thôi. Nói xong, hắn liền lại lấy phỉ nhiêu pháp dịch dung, thay đổi chính mình cùng kỳ tư song dung mạo, khóa chặt thiên tội cổ địa tọa độ. Phá không mà đi. Phá toái hư không, xuyên thẳng qua nhật nguyệt, rất nhanh, Diệp thần liền mang theo kỳ tư rõ ràng, đi tới thiên tội cổ địa ngoại vi. Phóng tầm mắt nhìn tới, xuất hiện tại Diệp thần trước mắt, là một mảnh mỹ lệ cảnh tượng. Vũ trụ mênh mông bên trong hư không, nổi lơ lửng mấy khối cương vực bát ngát đại lục, như vẽ cuốn giống như bày ra, giữa lẫn nhau cầu vồng liên kết, biển người như dệt, hết sức phồn hoa hùng vĩ. Cái này mấy khối đại lục, đại bộ phận tràn ngập hắc khí, khí tượng âm trầm, đó đều là hồn tộc lãnh địa. Hồn Thiên Đế dưới trướng, có 9 đại hồn tộc, theo hắn khôi phục, cái này 9 đại hồn tộc, chỉ cần còn không có diệt vong, còn có địa bàn tồn tại, tất cả hồn tộc mảng lục địa, liền ngay cả kết, như thế một thể, ma khí rộng rãi. Mà tại cái này mấy khối trong đại lục, chỉ có một khối đại lục, không thấy có âm trầm ma khí, chỉ có ngũ thải hà quang quanh quẩn, tiên quang thần nghê nhấp nhô, tựa như là tiên gia thánh cảnh. Đó chính là Vũ Hoàng Cổ Đế Thiên Khư Thần Điện địa bàn, Thiên Tội Cổ Địa. Vũ Hoàng Cổ Đế tương lai thân Đà Đế Cổ Thần, đã từng là không không lúc nào chống không chí cao ý chí, vô thượng bá chủ, Thiên Khư Thần Điện tiền thân Đà Đế Thiên Tông, đã từng hùng bá vô tận kỷ nguyên. Mặc dù bây giờ Thiên Khư Thần Điện không còn ngày xưa vinh quang, nhưng lưu lại di trạch dư quang, vẫn như cũ làm cho phiến khu vực này bảo lưu lấy rộng rãi thần thánh khí tượng. Chưa từng không lúc nào khoảng không bốn phương tám hướng, có không ít người chúng, chạy đến thiên tội cổ địa cùng hồn tộc lãnh địa, muốn đi nương nhờ. Đây là bởi vì, phía trước đại ái thần Phong Tinh Tuyết, tuyên bố muốn cùng hồn thiên đế hợp tác, ái thần Tẩy Mộng Yên Lam, cũng tại trong hồn tộc thiết lập đạo thống. Không không lúc nào khoảng không lớn như vậy,
tín ngưỡng thần tình yêu người, quả thực không phải số ít, cho nên mỗi ngày đều sẽ có người tới đi nương nhờ. Diệp Thần cùng Kỳ Thư rõ ràng, cũng giả vờ tín ngưỡng thần tình yêu đi nương nhờ giả, bay đến thiên tội cổ địa lối vào. Diệp Thần đã từng cùng thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam, phát sinh qua một chút quan hệ nhân quả, hơn nữa trời nếu có tình đồ bể tình chi thủy, cũng tại hắn Phỉ Nhiêu Kim Đan âm dương bên trong thần trì, hắn muốn ngụy trang thành thần tình yêu tín đồ, vậy dĩ nhiên là thiên y vô phùng. Thiên tội cổ địa lối vào thủ vệ, không nghi ngờ gì, thả Diệp Thần cùng Kỳ Tư rõ ràng đi vào. Hai người sau khi tiến vào, phía trước còn có phụ trách kiểm tra đạo tâm trưởng lão. Trưởng lão trong tay có một khối minh tâm kính, có thể chiếu rọi người đạo tâm, nếu có người đối với thiên tội cổ địa có mang ác ý, lập tức liền có thể chiếu rõ đi ra. Diệp Thần lôi kéo Kỳ Tư song tay, âm thầm lấy Phỉ Nhiêu Kim Đan bảo hộ tâm, trưởng lão chỉ chiếu rõ bừng sáng, căn bản nhìn không ra Diệp Thần tâm tư. Đi vào đi, thần tình yêu đạo trưởng ở chỗ này, các ngươi có thể đi bái kiến. Trưởng lão phất phất tay cho phép qua, lại cho Diệp Thần cùng Kỳ Tư rõ ràng chỉ cái phương hướng. Tại Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Hồn Thiên Đế hợp tác sau, thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam, cũng tại trong thiên tội cổ địa thiết lập đạo trường, tuyển nhận tín đồ. Diệp Thần cùng Kỳ Tư rõ ràng thuận lợi tiến vào, trong lòng đều là vui mừng, sự tình so hai người trong dự đoán còn thuận lợi hơn. Kế tiếp, chính là đi tìm vận mệnh mệnh cách. Ông, ngay tại hai người vừa định khởi hành thời điểm, một cỗ rực rỡ chói mắt kim quang, đột nhiên từ bên ngoài chiếu rọi tới. Chỉ thấy một cái thanh niên nam tử, người mặc một bộ kim sắc cẩm bào, vân văn lạc ấn, khuôn mặt mười phần tuấn mỹ, kiếm mi tà phi nhập tấn, bờ môi nhấp nhẹ, lộ ra một vòng lạnh lùng cùng không bị trói buộc. Tôi bắt mắt, chính là sau lưng của hắn, càng là lơ lửng một vòng pháp vòng, mang theo hùng hồn thủ hộ khí tức. Diệp Thần xem xét, cũng cảm giác cái kia pháp vòng hết sức quen thuộc, càng là Vi Giờ Nu cứu rỗi pháp vòng. Thân mang cứu rỗi pháp vòng, đây là phần tịch linh sơn sát thủ tượng trưng. Phần tịch linh sơn sát thủ, cơ hồ cũng là The Tannis, bọn hắn là bị thế giới vứt bỏ người, chỉ có tại Vi Giờ Nu cứu rỗi pháp vòng phía dưới, mới có thể sinh tồn. Theo Vi Giờ Nu huy quang, trên thế gian hiện ra, phần tịch linh sơn cũng từ một cái viễn cổ bí ẩn tổ chức sát thủ, dần dần phù hiện ở chúng, trở thành một cái chính thống môn phái. Là phần tịch linh sơn sát thủ. Nhìn thấy cái này thanh niên nam tử sau khi xuất hiện, lối vào mọi người chúng, lập tức rối loạn lên. Vừa mới thay Diệp Thần kiểm trắc người trưởng lão kia, trong tay minh tâm kính, lập tức liền vang ong ong động, nở rộ hắc mang. Ý vị này, cái kia thanh niên nam tử, đối với thiên tội cổ địa, có mang định ý. Cảnh giới, cảnh giới. Kiểm trắc trưởng lão lập tức hét lớn, xoát la la, phụ cận vệ binh tuần tra, tại mấy cái hộ pháp giả xoa dẫn dắt phía dưới, như thủy triều tràn tới, rút đao xuất kiếm, vô cùng cảnh giác chỉ hướng cái kia thanh niên nam tử. Cái kia cẩm bào thanh niên nam tử, lại là mỉm cười, lạnh nhạt nói. Không cần hốt hoảng, tại hạ Gia Cát Diễm, phần tịch linh sơn chữ thiên thứ hai sát thủ, chuyên tới để cầu kiến Vũ Hoàng Cổ Đế, nghĩ thương lượng một ít chuyện. Không đúng, ta phần tịch linh sơn, bây giờ cũng sẽ không là tổ chức sát thủ, tại hạ chỉ là một cái võ giả bình thường, gọi Vũ Hoàng Cổ Đế ra đi. Diệp Thần cùng Kỳ Tư rõ ràng nhìn nhau, gặp Gia Cát Diễm cùng Thiên Khư Thần Điện đám vệ binh. Cũng không có lưu ý chính mình, hai người thân phận, tự nhiên là còn không có bại lộ. Kỳ Tư rõ ràng bí mật truyền âm nói, phần tịch linh sơn sát thủ, hắn tới làm gì? Diệp Thần nói, hơn phân nửa là hướng về phía ta tới, ta muốn đoạt lấy vận mệnh mệnh cách, cái này thiên cơ quá lớn, không che giấu được, phần tịch linh sơn muốn mượn này giết ta. Diệp Thần phía trước giết Dạ Hàn, lại phụ trợ Siva phi thăng, xem như triệt để làm mất lòng Vi Giờ Nu. Phần tịch linh sơn là Vi Giờ Nu dưới quyền thế lực, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, giết chết Diệp Thần báo thù. Diệp Thần nếu như tại Mỹ Thần Thánh Địa mà nói, bọn hắn không có nửa điểm biện pháp. Nhưng nếu như, Diệp Thần đi ra cướp đoạt vận mệnh mệnh cách, cái kia phần tịch linh sơn liền có cơ hội. Cái này Gia Cát Diễm, hơn phân nửa chính là nghĩ đến ôm cây đợi thỏ, mai phục giết chết Diệp Thần. Thậm chí, cái này Gia Cát Diễm có thể còn nghĩ cướp đoạt vận mệnh mệnh cách. Hắn đối với thiên tội cổ địa, thiên khư thần điện, Vũ Hoàng Cổ Đế, mang theo định ý. Cái kia kiểm trắc trưởng lão trong tay minh tâm kính, còn tại vù vù vang lên không ngừng. Trưởng lão quát lên, người đối với ta thiên khư thần điện mưu đồ làm loạn, còn nghĩ gặp cổ đế bệ hạ. Người tới, bắt lại cho ta. Hắn tiếng nói rơi xuống, mấy cái hộ pháp giả xoa,
lập tức mang theo chúng vệ binh, kêu gào như thủy triều giết tới. Gia Cát Diễm lạnh lùng nở nụ cười, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay ra, một tia màu vàng kim nhạt như hổ phách một dạng huy quang, lập tức từ trong tay lan tràn ra. Hoa lạp, huy quang khuếch tán ra, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy hướng hắn vào tới hộ pháp Dạ Xoa cùng đám vệ binh, thân thể lập tức ngưng kết, tiếp theo sát, chính là nhao nhao hóa đá, trở thành từng khối hoàng ngọc một dạng hổ phách thạch điêu. Trưởng lão kia nhìn thấy Gia Cát Diễm chiêu này thần thông, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch, hét dầm lên. Diệp Thần thấy thế, nội tâm trầm xuống, là Vizanu hổ phách thạch tâm pháp. Vizanu thủ hộ công pháp, chủ yếu có 10 loại, danh xưng thạch tâm 10 pháp. Cái gọi là thạch tâm, có hổ phách, hắc diệu thạch, phỉ thúy, thái tinh các loại, đủ loại thạch tâm, kiên cố như kim thiết, vô cùng ảo diệu. Bây giờ Gia Cát Diễm thi triển, rõ ràng chính là trong Vizanu thạch tâm 10 pháp pháp môn, một tay hổ phách thạch tâm pháp, hổ phách vàng rực khuếch tán ra, đủ để đem người trong nháy mắt ngưng kết thành hổ phách thạch điêu. Chỉ thấy kia từng cái vệ binh, cũng như hổ phách bên trong côn trùng giống như, không thể động đậy. Gia Cát Diễm khẽ cười nói, ta nói, không cần hốt hoảng, gọi Vũ Hoàng Cổ Đế ra đi. Chỉ nghe một giọng già nua, từ sâu trong thiên tội cổ địa truyền đến, phần tịch linh sơn cao nhân buông xuống, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Theo thanh âm này rơi xuống, một đạo tang thương lại đại khí thân ảnh, phá không tuấn di mà đến, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế. Vũ Hoàng Cổ Đế bên hông mang theo thiên tội cổ kiếm, toàn thân tràn ngập đỉnh cấp thiên đế khí tức cường giả, cả mảnh trời tội cổ địa địa mạch linh khí, tín ngưỡng năng lượng, đều cùng hắn cộng minh lấy. Diệp Thần nhìn thấy Vũ Hoàng Cổ Đế xuất hiện, nội tâm lập tức căng thẳng. Ở đây dù sao cũng là Vũ Hoàng Cổ Đế địa bàn, cả mảnh trời tội cổ địa, cất giấu đủ loại sát trận kiếm trận, nếu như ở bên ngoài, Diệp Thần một chiêu liền có thể giết chết Vũ Hoàng Cổ Đế, nhưng ở đây, ít nhất phải tiêu phí trăm chiêu, hơn nữa chính mình cũng biết thụ thương. Còn có, thiên tội cổ địa cùng hồn tộc lãnh địa liên kết, chỉ cần Diệp Thần bại lộ, hồn thiên đế cũng có thể là buông xuống, chiến đấu chắc chắn là không đánh lại, đến lúc đó Diệp Thần chỉ có thể chạy. May mắn Diệp Thần thân pháp cao minh, có 102 chư thiên, ý nghĩ của hắn là cướp được vận mệnh mệnh cách sau, lập tức bỏ trốn mất dạng. Chỉ cần hắn muốn chạy, không có người có thể ngăn cản hắn. Hiện tại hắn lo lắng, chính là chính mình còn không có cướp được vận mệnh mệnh cách, thân phận liền bại lộ. Bất quá, lúc này Vũ Hoàng Cổ Đế buông xuống, cũng không có chú ý tới hắn, khí tức của hắn ẩn nấp rất khá. Gia Cát Diễm nhìn thấy Vũ Hoàng Cổ Đế tới, mỉm cười, liền triệt bỏ hổ phách thần thông. Đông đảo vệ binh lần nữa khôi phục hoạt động, đều là chưa tỉnh hồn, nội tâm hãi nhiên tại Gia Cát Diễm thủ đoạn cường đại. Gia Cát Diễm hướng Vũ Hoàng Cổ Đế chắp tay, nói, tại hạ phần tịch linh sơn chữ thiên thứ hai võ giả, gặp qua Vũ Hoàng Điện Chủ. Vũ Hoàng Cổ Đế hướng Gia Cát Diễm liếc xéo một mắt, trong lòng đoán ý đồ của hắn, nói. Chữ thiên thứ hai, đó chính là phần tịch linh sơn nhân vật số 2, gần với trưởng giáo đánh gãy ly ca. Diệp Thần yên lặng nghe được đánh gãy ly ca ba chữ, trong lòng cũng là một hồi xúc động. Cái tên này, hắn còn có ấn tượng. Truyền thuyết. Giữa thiên địa thứ nhất Đờ Tanis, ban sơ tội nhân, chính là gọi đánh gãy ly ca, là tội nhân địch người sở hữu, cũng là Vizanu tại không không lúc nào khoảng không ban sơ tín đồ, phần tịch linh sơn người xây dựng cùng trưởng giáo. Đã từng, đánh gãy ly ca cùng thiên tổ từng có ân oán, về sau sợ thiên tổ uy nghiêm, lựa chọn tự chém thiên cơ ẩn đột, thế gian cơ hồ không có tồn tại dấu vết của hắn. Nhưng về sau, thiên tổ luân hồi địa ngục phá diệt, thế lực lớn suy. Đánh gãy ly ca áp lực liền đại đại giảm bớt. Cho tới bây giờ, thế giới quy khư sắp tới, các phương thế lực đều tại hoạt động, phần tịch linh sơn cũng từ phía sau lưng đi đến trước sân khấu, vị kia ban sơ tội nhân đánh gãy ly ca, chỉ sợ không cần bao lâu, liền sẽ rời núi. Diệp Thần cùng phần tịch linh sơn ân oán không nhỏ, cho nên âm thầm lưu tâm. Gia Cát Diễm cười nói, nhân vật số 2 không dám nhận, bên trong linh sơn, tại trưởng giáo dưới trướng, còn có chư vị tế ti trưởng lão. Tại hạ sao dám đi quá giới hạn. Tại hạ lần này đến đây, là phụng trưởng giáo chi mệnh, muốn cùng Vũ Hoàng Điện Chủ bàn bạc hợp tác. Vũ Hoàng Cổ Đế cười ha ha, nói, hợp tác. Trong lòng ngươi có sát khí, đều nghĩ giết chết ta, còn nói hợp tác gì. Hắn liếc mắt lườm liếc kiểm trắc trưởng lão trong tay minh tâm kính, trên gương hắc mang lấp lóe không yên, chiếu rọi ra Gia Cát Diễm nội tâm, đối với thiên khư thần điện không có hảo ý, rõ ràng mưu đồ làm loạn. Gia Cát Diễm lại là không chút hoang mang bộ dáng,
cười nói, Vũ Hoàng Điện chủ nói quá lời, tại hạ đích xác có chút mưu đồ, thiên cơ tỏ rõ, vận mệnh mệnh cách giấu ở trong thiên tội cổ địa bên trong, mệnh cách này, ta phần Tịch Linh Sơn cũng muốn. Nghe được vận mệnh mệnh cách bốn chữ, tại chỗ mọi người một hồi chấn động hỗn loạn. Bọn hắn tu vi bình thường, còn không có nhìn thấy vận mệnh thiên cơ, lúc này nghe được Gia Cát Diễm điểm phá, lúc này mới ẩn ẩn nhìn thấy vận mệnh quang, giống như đích thật là giấu ở giữa phiến thiên địa này. Vận mệnh mệnh cách, đây chính là thiên đạo sáu mệnh một trong A. Mệnh cách này, càng là tại Vũ Hoàng bệ hạ trong địa bàn sao. Nếu ai năng chấp trưởng vận mệnh mệnh cách, chẳng phải là có thể trưởng khống vận mệnh, trở thành vận mệnh chi chủ. Từng trận nghị luận sôi trào, tất cả mọi người đều biết, vận mệnh mệnh cách trọng lượng. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, vận mệnh mệnh cách cũng có thể nói là đỉnh cấp lớn cơ duyên. Vũ Hoàng cổ đế khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm và ngưng trọng, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy vận mệnh mệnh cách thiên cơ, nội tâm suy nghĩ, nếu như mình có thể trưởng khống vận mệnh mệnh cách mà nói, liền có thể thoát khỏi hồn thiên đế bóng tối, nghịch thiên cải mệnh, thậm chí đăng lâm không không lúc nào chống không đỉnh phong. Bây giờ Gia Cát Diễm thẳng thắn như vậy, nói thẳng phần Tịch Linh Sơn cũng muốn vận mệnh mệnh cách, lập tức để cho Vũ Hoàng cổ đế vô cùng cảnh giác lên. Gia Cát Diễm vẫn là lạnh nhạt bộ dáng, tiếp tục cười nói. Chắc hẳn Vũ Hoàng Điện chủ cũng nhìn thấy, vận mệnh này thiên cơ, là luân hồi chi chủ tản mát ra. Cái này luân hồi chi chủ, tất nhiên sẽ đến đây cướp đoạt. Vũ Hoàng cổ đế hừ một tiếng, nói, tiểu tử kia dám đến, ta liền đem hắn chém thành muôn mảnh. Bây giờ Diệp Thần cùng Kỳ Thư rõ ràng ngay tại hiện trường, bất quá Vũ Hoàng cổ đế cũng không có phát hiện. Hắn biết Diệp Thần lợi hại, nhưng suy nghĩ thiên tội cổ địa là địa bàn của mình, dựa vào đủ loại thủ đoạn, chính mình hẳn là cũng có thể trấn giết Diệp Thần. Gia Cát Diễm cười nói, luân hồi chi chủ nếu có dễ giết như vậy, làm sao lại sống đến bây giờ? Bây giờ muốn giết luân hồi chi chủ, chỉ có mượn dùng trụ lực lượng của thần. Ta phần Tịch Linh Sơn, bên trên ứng Vizanu đại thần, có thể mượn dùng Vizanu đại thần đủ loại thần thông, trấn sát luân hồi chi chủ. Vũ Hoàng Điện chủ, chúng ta có thể hợp tác, tại vận mệnh mệnh cách phụ cận, thiết hạ cạm bẫy, ôm cây đợi thỏ, chỉ chờ luân hồi chi chủ đến đây, chính là tử kỳ của hắn. Vũ Hoàng cổ đế nói, người ở đây khẩu xuất cuồng ngôn, nói cái gì trấn sát luân hồi, chỉ sợ luân hồi chi chủ ở xa ức vạn năm ánh sáng bên ngoài, đều có thể bắt được thiên cơ sát khí, biết ngươi mưu tính. Gia Cát Diễm cười nói, cao minh nhất cái bẫy, chính là con mồi biết rõ là cái bẫy, còn muốn chui vào bên trong, luân hồi chi chủ biết lại có làm sao. Hắn không có khả năng từ bỏ vận mệnh mệnh cách, hắn tất nhiên sẽ tới cướp đoạt. Chỉ cần hắn dám đến, hắn nhất định phải chết. Vũ Hoàng Điện chủ, ta có thể cùng ngươi hợp tác, mượn dùng Vizanu đại thần chúc phúc. Bố trí đại trận, chỉ chờ luân hồi chi chủ vào trận, liền đem hắn giết chết. Sau khi chuyện thành công, luân hồi chi chủ trên người rất nhiều bảo bối, còn có vận mệnh mệnh cách, như thế nào chia cắt, cái kia thì nhìn người ta bản lãnh. Vũ Hoàng cổ đế nhãn tình sáng lên, lại ha ha cười nhạt một chút, nói, tại trên địa bàn của ta, người phần Tịch Linh Sơn, còn dám cùng ta đoạt bảo. Ngươi thực sự là không sợ chết à, Vizanu lại có thể cho ngươi bao nhiêu chúc phúc. Gia Cát Diễm cười nói, chiến lợi phẩm như thế nào chia cắt, cái kia muốn chờ giết chết luân hồi chi chủ lại nói. Hiện nay trọng yếu nhất, là chúng ta thả xuống khúc mắc hợp tác, ta cần phối hợp của ngươi, mới có thể bố trí đại trận. Cái này luân hồi chi chủ, cũng là ta phần Tịch Linh Sơn tử địch, Vizanu đại thần chỉ đích danh muốn giết hắn, tại hạ chịu Vizanu đại thần ân sâu, tự nhiên thể sống chết hiệu mệnh. Vũ Hoàng cổ đế cảm thấy do dự. Trên thực tế, hắn cũng không hề hoàn toàn quyền lên tiếng. Sau lưng của hắn, còn có hồn thiên đế. Vận mệnh này mệnh cách thiên cơ, hồn thiên đế cũng tất nhiên bắt được, không có khả năng từ bỏ ý đồ. Vận mệnh này mệnh cách, là ta nghịch thiên cải mệnh hy vọng, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm. Chỉ là, hồn thiên đế bị nguyên thiên đế trấn áp lợi hại, hắn cũng nghĩ dựa vào vận mệnh mệnh cách xoay người, hắn phải cùng ta tranh đoạt, ta lại hết sức khó xử. Vũ Hoàng trong lòng cổ đế thoáng qua rất nhiều ý niệm, hồn thiên đế thực lực cường đại, một khi vạch mặt, coi như hắn có địa lợi chi tiện, cũng vạn vạn không phải hồn thiên đế địch thủ, nhiều nhất lấy bỏ mình đổi hồn thiên đế thụ thương, tối đa cũng bất quá là vì nguyên thiên đế cùng Diệp Thần làm áo cưới, lợi bất cập hại. Lập tức, Vũ Hoàng cổ đế hướng Gia Cát Diễm nói, các người phần Tịch Linh Sơn, muốn hợp tác, ta biết sẽ hồn thiên đế một tiếng. Gia Cát Diễm cười nói, Vũ Hoàng điện chủ. Hà tất sợ hãi như thế.
ngươi là thiên tội cổ địa chúa tể, phiến thiên địa này ngươi nói tính toán. Chúng ta hợp tác, chờ giết chết luân hồi chi chủ, vận mệnh mệnh cách chính là chúng ta, đến lúc đó, chúng ta trưởng khống vận mệnh, như thế nào đến phiên hồn thiên đế phách lối. Hắn nói chuyện thời điểm, một tia hổ phách huy quang, chiếu rọi đến vũ hoàng trên thân cổ đế. Đây là Vizernu chúc phúc. Vũ hoàng cổ đế nhận được hổ phách quang huy chúc phúc, lập tức tinh thần đại chấn, đạo tâm như có thần thạch bảo vệ, lập tức trở nên vô cùng kiên định, lớn tiếng nói. Ngươi nói không tệ, lần này tranh đoạt vận mệnh mệnh cách, không tới phiên hồn thiên đế nhúng tay. Đây là địa bàn của ta đổ vật. Hắn cẩn thận cân nhắc tính toán, cùng Gia Cát Diễm cướp đoạt vận mệnh mệnh cách, mình còn có không nhỏ phần thắng, nhưng cùng hồn thiên đế tranh đoạt mà nói, đó là một điểm phần thắng không có. Gia Cát Diễm mặc dù có thể mượn dùng Vizernu chúc phúc, nhưng Vizernu là thủ hộ chi thần, không phải tranh đấu chi thần, hơn nữa có trụ thần khế ước hạn chế, cũng không khả năng quá mức làm càn. Cân nhắc phía dưới, Vũ Hoàng Cổ Đế vẫn là quyết định cùng Gia Cát Diễm hợp tác. Gia Cát Diễm gật đầu cười nói, rất tốt. Đúng lúc này, lại nghe một đạo thanh âm thanh thúy, mang theo tức giận, từ bên ngoài truyền đến. Vũ Hoàng Cổ Đế, người thật to gan, dám khinh thường hồn thiên đế đại nhân. Chỉ thấy một thiếu nữ, tư thái thướt tha, dung mạo diễm lệ, trần trụi hai chân, phi vân đạp hà mà đến. Tại quanh thân của nàng, quanh quẩn từng đạo thời gian pháp tắc, sau lưng có thời gian đồ đằng hiển hóa, lộ ra mâm tròn bộ dáng, có kim đồng hồ ti thần, muôn hình vạn trạng. Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn thấy thiếu nữ này đến, gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lại cực kỳ cảnh giác. Gia Cát Diễm dò xét thiếu nữ một mắt, mỉm cười, nói, vị cô nương này là Nhật Nguyệt hồn tộc thánh nữ, thời gian lệnh sứ, huyết ly huyết cô nương sao? Hồn thiên đế dưới trướng chín đại hồn tộc bên trong, Nhật Nguyệt hồn tộc xếp tại thứ hai, Nhật Nguyệt hồn tộc thánh nữ, cũng là ngày xưa 72 trụ thần bên trong, trụ thần người đại diện, là thời gian lệnh sứ, tên là huyết ly. Sớm tại viễn cổ thời đại, huyết ly liền cùng ca ca của nàng, không gian lệnh sứ huyết giận cùng một chỗ vẫn lạc. Theo hồn thiên đế khôi phục, nàng nhưng lại sống lại, đối với hồn thiên đế trung thành vô cùng. Diệp thần nhìn thấy huyết ly, cũng là có chút điểm cảm giác quen thuộc. Hắn trước đó tại hắc ám xâm lâm thời điểm, từng gặp đi qua huyết ly. Huyết ly ca ca huyết giận, cũng dẫn đến hoàng đồ kiếm cùng một chỗ, sớm bị Diệp thần thu hoạch được. Lúc này gặp đến huyết ly buông xuống, Diệp thần càng là cẩn thận thu liếm khí tức, miễn cho bại lộ. Dù sao, hắn từng giết chết huyết ly ca ca, nhân quả này huyết nghiệt không cạn, một khi bị huyết ly phát hiện, hắn liền bại lộ. Bất quá, huyết ly rõ ràng không có chú ý tới Diệp thần cùng kỳ tư song tồn tại, nàng mắt tức giận ý, nói. Không tệ, chính là bản cô nương ta. Các người phần tịch linh sơn, thật to gan, dám cướp đoạt hồn thiên đế đại nhân bảo vật sao? Nàng lại hướng Vũ Hoàng Cổ Đế đạo, Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi nghe cho kỹ, vận mệnh mệnh cách là hồn thiên đế đại nhân coi trọng đồ vật, ngươi không có tư cách cướp đoạt. Thiên địa chí bảo, ngươi có đức chiếm lấy, ngươi còn không có tư cách nhúng chàm vận mệnh. Ta phụng hồn thiên đế đại nhân pháp dụ, đến đây thu lấy vận mệnh mệnh cách, ngươi ngoan ngoãn đem mệnh cách hai tay dâng lên, tương lai hồn thiên đế đại nhân nghịch chuyển vận mệnh, sẽ không bạc đãi ngươi. Cái kia mệnh cách, cũng không phải ngươi có thể luyện hóa. Ngươi dám nhúng chàm, chỉ có bị vận mệnh sợi tơ ghìm chết hạ tràng. Nghe huyết ly liên tiếp hùng hổ dọa người lời nói, Gia Cát Diễm thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, Vũ Hoàng Cổ Đế ngược lại là có chút nhịn không được, mặt mũi tràn đầy âm trầm lệ khí. Huyết ly, như thế nào hồn thiên đế không tự mình buông xuống? Chẳng lẽ hắn bị nguyên thiên đế cùng luân hồi chi chủ chèn ép quá sâu, đã không thể sống động sao? Vũ Hoàng Cổ Đế thử hỏi dò. Huyết ly ngữ khí lập tức trệ tắc nghẽn một chút. Sau đó hừ một tiếng, nói, hồn thiên đế đại nhân vạn kim chi khu, muốn tỏa trấn hồn tộc Sơn Môn, lại có thể nào dễ dàng rời đi. Vũ Hoàng Cổ Đế, người ngoan ngoãn giao ra vận mệnh mệnh cách chính là, cùng phần tịch linh Sơn hợp tác, bất quá bảo hổ lột ra. Một khi vận mệnh mệnh cách, rơi vào người bên ngoài trong tay, chúng ta tương lai đối mặt nguyên thiên đế cùng luân hồi chi chủ, liền lại không xoay người khả năng. Vũ Hoàng Cổ Đế cảm thấy tính toán, vận mệnh này mệnh cách. Là ta nghịch thiên cải mệnh cơ hội duy nhất, tuyệt đối không thể để cho hồn thiên đế nhúng tay vào. Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng Cổ Đế lạnh giọng hướng về huyết ly nói. Huyết ly cô nương, hồn thiên đế đã đầy đủ cường đại, vận mệnh này mệnh cách, hay là giao cho ta tới trưởng quản A. Chờ ta trưởng khống vận mệnh, ta cũng có thể thành đạo quân, đến lúc đó,
chúng ta muốn đối kháng Nguyên Thiên Đế cùng Luân Hồi Chi Chủ, thì đơn giản nhiều, ngươi cũng cần phải tin tưởng. Ngươi vẫn là mời trở về đi. Bây giờ Vũ Hoàng Cổ Đế Tu Vi, là đỉnh cấp Thiên Đế, lại hướng lên một bước, là siêu phẩm Thiên Đế, mà siêu phẩm Thiên Đế sau đó cảnh giới, nhưng là đạo quân. Nếu như có thể luyện hóa vận mệnh mệnh cách, Vũ Hoàng Cổ Đế có lòng tin, nhưng nhất cử nghịch thiên cải mệnh, đột phá Tu Vi, thậm chí là nhảy qua siêu phẩm Thiên Đế cảnh giới, vừa bước một bước vào đạo quân chi cảnh. Gia Cát huynh, chúng ta đi vào bàn lại. Nói đi, Vũ Hoàng Cổ Đế không tiếp tục để ý tới Huyết Ly, mang theo Gia Cát Diễm tiến vào thiên tội cổ địa, đi tới Thiên Khư Thần Điện Sơn Môn. Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi! Huyết Ly cực kỳ phẫn nộ, cũng nghĩ tiến vào, nhưng bị hai cái hộ pháp Dạ Xoa ngăn lại. Diệp Thần thấy thế, trong lòng các loại ý niệm chuyển động, hướng Kỳ Thư rõ ràng truyền âm nói. Tưởng nhớ rõ ràng, chúng ta đi thôi, nhanh đi tìm kiếm vận mệnh mệnh cách, tốt nhất có thể đuổi tại Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Gia Cát Diễm phía trước, trước tiên tìm được mệnh cách. Vận mệnh mệnh cách vị trí cụ thể, còn không người biết ở nơi nào, liền xem như Gia Cát Diễm, cũng cần xin chỉ thị Vi Giờ Nu, tìm kiếm chỉ điểm. Theo lý thuyết, chỉ cần Diệp Thần có thể trước một bước tìm được vận mệnh mệnh cách, liền có thể chiếm đoạt tiên cơ. Kỳ Tư dọn đường, hảo. Hai người tay nắm tay, hướng sâu trong thiên tội cổ địa tiến phát. Từ nơi sâu xa, Kỳ Tư rõ ràng có thể bắt được một tia vận mệnh khí tượng vết tích, nàng liền dẫn Diệp Thần, hướng về chính mình cảm ứng phương hướng đi đến. Diệp Thần, bọn hắn nói muốn thiết hạ cạm bẫy, ôm cây đợi thỏ, chờ ngươi tới cửa chịu chết, phải làm sao mới ổn đây? Kỳ Tư rõ ràng lo nghĩ hỏi. Diệp Thần nói, chỉ cần chúng ta có thể trước tiên tìm được vận mệnh mệnh cách, liền không sợ bẫy dập gì bẫy dập. Kỳ Tư rõ ràng lo lắng nói, liền sợ bọn hắn đoạt mất. Diệp Thần nói, gặp chiêu phá chiêu, không vội, coi như thật có bẫy dập gì, vậy ta cũng muốn xông vào, thì nhìn bọn hắn có thể hay không bao lấy ta đi. Diệp Thần hạ quyết tâm, chỉ cần phát hiện vận mệnh mệnh cách chỗ, hắn lập tức liền triệt để bộc phát, lấy thế tấn mãnh, đem mệnh cách cướp đến tay sau, liền lập tức bỏ trốn mất dạng. Hắn tinh thông nhật nguyệt thân pháp, một khi thân hóa nhật nguyệt ánh sáng của bầu trời, hắn muốn đi, hồn thiên đế tới đều ngăn không được hắn. Ân, ta đều nghe lời ngươi. Đi bên này, cái kia vận mệnh mệnh cách, hẳn là liền tại đây bên cạnh. Kỳ Tư rõ ràng chỉ hướng phía bắc, mang theo Diệp Thần tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hai người đã đi tới thiên tội cổ địa khu vực trung ương, ở đây lại là một mảnh lõm sâu thung lũng, từng sợi hắc khí quanh quẩn tại trong thung lũng, không thấy ánh mặt trời. Thung lũng lối vào, lại có lấy mấy đội vệ binh chấn giữ, nhìn bộ dáng là Thiên Khư Thần Điện tinh nhuệ cường giả, còn có hộ pháp Dạ Xoa dẫn dắt. Diệp Thần cùng Kỳ Tư hoàn trả không có tới gần, đã bị phát hiện, một cái vệ binh quát lên. Dừng lại, người nào? Diệp Thần bất động thanh sắc, nói, tiểu đệ là thần tình yêu tín đồ, đang cùng đạo lữ Du Sơn Ngoạn Thủy. Vệ binh kia nói, Du Sơn Ngoạn Thủy, cái này cổ kiếm cấm địa, cũng không phải các ngươi du ngoạn chỗ, mau cút ra. Diệp Thần nói, cổ kiếm cấm địa. Vệ binh kia nói, không tệ, cổ kiếm cấm địa là ngày xưa thiên tội cổ kiếm sừng sững chỗ, đây chính là ta Thiên Khư Thần Điện cấm kỵ chi địa, không cho phép ngoại nhân xâm nhập, các ngươi không muốn chết thì mau cút. Diệp Thần sầm mặt lại, bàn tay nắm chặt một chút, nhưng chợt lại buông ra, hắn rất muốn lập tức ra tay làm loạn, đem ở đây lính phòng giữ đều giết rồi, vọt thẳng ra ngoài cướp đoạt vận mệnh mệnh cách. Bất quá, làm như vậy, hắn nhất định sẽ bại lộ, dẫn phát bất trắc hỏa. Cổ kiếm cấm địa cương vực cũng không nhỏ, coi như vận mệnh mệnh cách ở bên trong, Diệp Thần cũng không khả năng trước tiên tìm được, chỉ cần thời gian vừa trì hoãn, chờ đợi hắn, chính là ngập trời phiền phức. Đắc tội. Nghĩ như vậy, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là hướng vệ binh kia chắp tay một cái, mang theo Kỳ Tư rõ ràng quay người rời đi. Hai người đi đến phụ cận một mảnh yên lặng trong rừng cây, Kỳ Tư dọn đường, làm sao bây giờ? Có vệ binh trấn thủ lấy, chúng ta muốn trực tiếp sát tiến đi sao? Diệp Thần do dự suy nghĩ một chút, nói, không, không thể đả thảo kinh xà. Chờ trời tối a, chờ sau khi trời tối, ta có thể dựa vào Dạ Hoàng Kinh, thân dung hắc ám chui vào. Diệp Thần nắm giữ lấy Dạ Hoàng Kinh, chỉ cần đến buổi tối, hắn có thể hòa với bóng đêm lẻn vào cổ kiếm cấm địa. Kỳ Tư dọn đường, liền sợ Vũ Hoàng Cổ Đế đoạt mất. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, nói, cái kia cũng không có cách nào, chỉ có thể gặp đi bộ bước. Lập tức, Diệp Thần liền cùng Kỳ Tư rõ ràng, ở trong rừng cây ngủ đông nhẫn nại, chờ đợi đêm tối buông xuống.
đợi đến lúc xế chiều, lại có hai đạo khí tức cường đại, buông xuống đến cổ kiếm cấm địa. Chính là Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Gia Cát Diễm. Nhìn thấy hai người này buông xuống, Diệp Thần cùng Kỷ Tư rõ ràng nội tâm đều là căng thẳng. May mắn, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Gia Cát Diễm cũng không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, đi thẳng tới cổ kiếm cấm địa lối vào. Đám vệ binh nhìn thấy Vũ Hoàng Cổ Đế tới, nhao nhao khom mình hành lễ, tham kiến Cổ Đế bệ hạ. Vũ Hoàng Cổ Đế gật gật đầu, nghiêng đầu hướng Gia Cát Diễm nói, Gia Cát huynh, người xác định vận mệnh mệnh cách, chính là ở đây sao? Gia Cát Diễm cười nói, ta xác định, có Vizanu đại thần gợi ý, không có sai. Chúng ta lấy mệnh vận mệnh cách là trận tâm, mượn dùng Vizanu đại thần lực lượng, bố trí một cái hổ phách đen bóng trận, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi luân hồi chi chủ vào trận chịu chết liền có thể. Ha ha, cái này hổ phách đen bóng trận, mang theo hổ phách thạch tâm cùng đen bóng thạch tâm uy năng, bước vào trận này giả, nhất định đem bị hóa đá thành một bộ thạch điêu. Nói xong, trong tay Gia Cát Diễm hiện ra một bức trận đồ quyển trục, hổ phách kim sắc huy quang, còn có hắc diệu thạch tinh khiết hắc mang, từ trong trận đồ chậm rãi chảy ra, mang theo vô thượng chúc phúc sức mạnh, đó là đến từ Vizanu chúc phúc. Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn thấy Gia Cát Diễm trong tay trận đồ, đôi mắt cũng là sáng lên, nhưng lại lo nghĩ hỏi. Người xác định luân hồi chi chủ sẽ đến. Gia Cát Diễm cười nói, hắn nhất định sẽ tới, coi như biết rõ là cái bẫy, biết rõ có cạm bẫy, hắn cũng nhất định sẽ dẫm vào đi. Nói không chừng, luân hồi chi chủ đã sớm tới. Càng nói không chừng, hắn liền tiềm phục tại phụ cận đâu. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Diễm ánh mắt liếc nhìn phụ cận rừng cây. Diệp Thần cùng Kỷ Tư rõ ràng cúi đầu xuống, bình tức tĩnh khí ẩn núp. May mắn Gia Cát Diễm cũng không có phát hiện bọn hắn, thu hồi trận đồ, cười nói. Vũ Hoàng Điện Chủ, ngoại trừ luân hồi chi chủ, người còn phải cẩn thận hồn thiên đế người. Cái kia gọi huyết ly cô nương, dù sao cũng là thời gian lệnh sứ, thực lực không thể khinh thường, thủ hạ ngươi người, ngăn không được nàng, nàng hơn phân nửa cũng muốn quấy rối. Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, nói, nàng dám loạn ta đại cục, ta liền giết nàng. Nói xong keng một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, một cỗ xâm nghiêm kinh khủng thiên tội kiếm khí, lan tràn ra, bốn phía vệ binh hãi nhiên, ùm ùm quỳ xuống tiếp, khuôn mặt tái nhợt. Này kiếm chính là thiên tội cổ kiếm, kỳ thực cũng tương đương với một cái chìa khóa, có thể để Vũ Hoàng Cổ Đế cấp tốc điều động thiên tội cổ địa tích lũy địa mạch linh khí, còn có tín ngưỡng năng lượng. Mảnh này thiên tội cổ địa, từ viễn cổ thời đại bắt đầu, cho tới bây giờ, không biết trải qua bao nhiêu kỷ nguyên tang thương. Tích lũy địa mạch linh khí cùng tín ngưỡng chi lực, quả thực là kinh khủng. Ở mảnh này địa giới bên trên, Vũ Hoàng Cổ Đế thực lực, nhưng có gấp trăm lần tăng thêm, hắn tự tin coi như Diệp Thần tới, chính mình cũng có thể đối kháng. Đến nỗi huyết ly, hắn càng có lòng tin một kiếm chém giết. Gia Cát Diễm nhìn thấy Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay thiên tội cổ kiếm, ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó khôi phục lạnh nhạt bộ dáng, cười nói, rất tốt, Vũ Hoàng Điện Chủ, chúng ta đi trước bày trận A. Chỉ chờ luân hồi chi chủ buông xuống, chính là tử kỳ của hắn. Vũ Hoàng Cổ Đế ừ một tiếng, thu hồi trường kiếm, ánh mắt vẫn là như chim ưng sắc bén, cùng Gia Cát Diễm bước vào cổ kiếm cấm địa bên trong. Hắn biết rõ, hắn cùng Gia Cát Diễm, chỉ là ngắn ngủi quan hệ hợp tác, chờ giải quyết đi Diệp Thần, hai người còn phải lại quyết đấu một phen, mới có thể quyết định vận mệnh mệnh cách sau cùng thuộc về. Ở địa bàn của mình, Vũ Hoàng Cổ Đế ngược lại là rất có lòng tin. Kỷ Tư rõ ràng mắt thấy Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Gia Cát Diễm, tiến nhập cổ kiếm cấm địa, lập tức lo lắng, nói, cái này có thể nguy rồi, Diệp Thần, bọn hắn thật muốn bố trí cái bẫy mai phục ngươi. Diệp Thần nói, ta biết, đây là dương mưu, vậy thì xem bọn họ cái bẫy, có thể hay không bao lấy ta. Kỷ Tư dọn đường, vậy bây giờ? Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, nói, chờ đi, mấy người trời tối, lại chui vào. Hắn tiếp tục tại trong rừng cây mai phục chờ đợi, không cần đã lâu, lại nghe cổ kiếm cấm địa bên trong, truyền ra một đạo đứa bé sơ sinh tiếng khóc, mười phần vang dội. Nghe được đứa bé sơ sinh này tiếng khóc, Diệp Thần cùng Kỷ Tư rõ ràng, đều cảm giác kỳ dị, chợt chính là cảm thấy một cỗ bàng bạc vận mệnh pháp tắc khí tức, như nước thủy triều như là biển bạo dũng mà ra. Trấn thủ tại lối vào mấy đội vệ binh, nghe được hài nhi tiếng khóc sau, cũng là kinh nghi, sau đó cái kia cỗ bàng bạc vận mệnh thủy triều. Từ trong cấm địa gào thét mà ra, liền lập tức có 7, 8 cái tu vi hơi yếu vệ binh, kêu rên một chút, ngã xuống đất mất mạng, thất khiếu chảy máu, tử trạng 10 phần thảm liệt. A, vận mệnh, là vận mệnh khí tức.
Thì ra trong truyền thuyết vận mệnh mệnh cách, thế mà tại trong cấm địa sao? Thật là khủng khiếp uy áp, đây là vận mệnh sao? Chúng vệ binh hãi dị, nhao nhao vận công giữ vững thể xác tinh thần, chống cự vận mệnh thủy triều xung kích. Cỗ này vận mệnh khí tức thủy triều, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh lại lần nữa thu liếm trở về cấm địa bên trong, hài nhi kia tiếng khóc cũng đình chỉ. Cái này anh hài tiếng khóc, là vận mệnh tân sinh chi ý sao? Diệp Thần kinh nghi bất định, bấm ngón tay suy tính sau lưng nhân quả, muốn nhìn thấy vận mệnh nội tình. Diệp Thần, ta, đầu đau quá. Kỷ Tư rõ ràng lại rên rỉ một chút, che lấy đầu mình, té ở Diệp Thần trong ngực. Như thế nào? Diệp Thần vội vàng đỡ lấy nàng, hỏi. Kỷ Tư rõ ràng ánh mắt nhìn về phía cổ kiếm cấm địa phương hướng, nói, giống như có tiếng gì đó đang kêu gọi ta, đầu đau quá. Diệp Thần kỳ nói, là, vận mệnh kêu gọi sao? Kỷ Tư rõ ràng cắn răng nói, ta không biết. Diệp Thần gặp nàng gương mặt tái nhợt, mười phần khó chịu bộ dáng, vội vàng ở trên ngực nàng thôi cung quá huyết, điều lý khí tức của nàng. Như thế nào, khá hơn chút nào không? Hắn thủ pháp tinh diệu, một hồi xoa bóp sau đó, Kỷ Tư thanh khí cơ rất nhanh liền khôi phục thông thuận. Kỷ Tư rõ ràng thở dài một hơi, nói, tốt hơn nhiều. Ánh mắt nàng nhìn về phía cổ kiếm cấm địa, do dự một hồi, nói, xem ra Vũ Hoàng cổ đế cùng Gia Cát Diễm. Đích thật là đoạt mất, trước tiên đến vận mệnh mệnh cách. Diệp Thần trầm giọng nói, vận mệnh không dễ dàng như vậy bị trưởng khống, bọn hắn coi như tìm được, cũng không khả năng dễ dàng luyện hóa, đoán chừng hay là muốn bày trận dẫn dụ ta đi chịu chết. Quả nhiên, như Diệp Thần sở liệu, sau một lúc lâu, cổ kiếm cấm địa bên trong, có một đạo trận pháp tia sáng, phóng lên trời, màu vàng hổ phách huy quang, hỗn hợp có đen như mực tinh khiết đen bóng tia sáng, trực tiếp xuyên suốt phía chân trời. Mênh mông như vậy bàng bạc khí tượng, đủ thấy cái kia trận pháp hung mãnh cùng cường đại. Đó là Gia Cát Diễm bố trí hổ phách đen bóng trận, hắn cùng Vũ Hoàng cổ đế liền trang đều không giả, một điểm che giấu đều không mang theo, thẳng thắn bố trí tốt trận pháp, liền đợi đến Diệp Thần đi chịu chết. Lúc đó đã tới hoàng hôn, tại mịt mù hoàng hôn tia sáng bao phủ xuống, cái kia trận pháp huy quang, lộ ra mười phần rực rỡ lóa mắt, nhiều thay thế thái dương, chiếu rọi thiên địa chi thế. Kỷ Tư rõ ràng nhìn thấy trận pháp này tia sáng, cũng là lo nghĩ, nói, cái kia. Chúng ta muốn đi sao? Diệp Thần nắm quyền một cái, cười nói, đi, đương nhiên muốn đi, muốn dụ ta đi chịu chết, vậy thì nhìn một chút, bọn hắn có hay không thực lực này có thể giết chết ta. Vũ Hoàng cổ đế cùng Gia Cát Diễm bày trận, đây là cái bẫy cạm bẫy, cũng là dương mưu. Diệp Thần biết rõ là cái bẫy, cũng tất nhiên muốn xông vào đi, tranh một cái ngươi chết ta sống. Hắn đã ẩn ẩn nhìn thấy tương lai, qua tối hôm nay, hắn cùng Vũ Hoàng cổ đế ở giữa, chỉ có một cái có thể còn sống sót. Hắn cùng Vũ Hoàng cổ đế, từ thái thượng thế giới đấu đến không không lúc nào khoảng không, cuối cùng sinh tử kết cục, cũng sẽ tại tối nay thấy rõ ràng. Kỷ Tư rõ ràng nhìn xem Diệp Thần bộ dáng tự tin, nội tâm cũng là không hiểu an định lại. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ làm bạn tại bên cạnh Diệp Thần. Rất nhanh, hoàng hôn đi qua. Màn đêm buông xuống. Đêm tối che phủ cả mảnh trời tội cổ địa, nồng nặc trong bóng đêm, chỉ có cổ kiếm trong cấm địa trận pháp tia sáng, giống như cột sáng sát thiên, lộ ra mười phần lóa mắt. Đi! Diệp Thần dắt Kỷ Tư song tay, chuẩn bị thi triển Dạ Hoàng Kinh, lẻn vào cổ kiếm cấm địa. Nhưng ở lúc này, Diệp Thần không hiểu cảm giác chung quanh thời không, xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Cỗ này thời không ngưng trệ, chỉ là trong chốc lát, nháy mắt thoáng qua. Giống như xưa nay chưa từng xảy ra, nhưng Diệp Thần thời không pháp tắc thủ đoạn cao minh, vẫn cảm giác được. Hắn lập tức dừng lại cước bộ, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Kỷ Tư rõ ràng nghi ngờ nói, thế nào? Nàng cũng không có phát giác được thời không pháp tắc biến động. Diệp Thần lộ ra một cái ánh mắt ý vị thâm trường, nói, thời gian giống như bị người lột một cái chớp mắt, loại này gọt đi thời gian thủ đoạn, liền xem như ta, cũng muốn hao phí cực lớn tâm huyết. Mới có thể thi triển đi ra. Đây là cực kỳ cao minh thủ pháp. Diệp Thần nắm giữ lấy vũ trụ mệnh cách, mười phần tinh thông thời không pháp tắc, nhưng muốn gọt đi thiên địa thời gian, để cho thế giới lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ, cũng không phải chuyện dễ, cần tích xúc uẩn nhưỡng lại bộc phát. Có cái này công phu, hắn đều có thể thi triển ra mấy chiêu tuyệt thế thần thông, cho nên thường ngày chiến đấu cũng không có sử dụng tới. Kỷ Tư rõ ràng sững sờ, nói, chẳng lẽ có người buông xuống, lột thời gian. Là,
vị kia thời gian lệnh sứ huyết ly sao? Diệp Thần khẽ cau mày một cái, nói, gọt đi thời gian, không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm đến, lấy cái kia huyết ly thực lực, nàng hẳn là làm không được mới là. Kỷ Tư dọn đường, vậy chúng ta. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, thôi, trước tiên chui vào lại nói, bất kể là ai, dám cùng chúng ta cướp đoạt vận mệnh mệnh cách mà nói, ta tất phải giết. Nói đi, Diệp Thần không tiếp tục do dự, thi triển ra Dạ Hoàng Kinh Diệu Pháp, dắt Kỷ Tư song tay, hai người thân thể, lập tức dung nhập nồng nặc trong bóng đêm, hóa thân thành hắc ám một bộ phận, lặng yên không tiếng động bước vào cổ kiếm cấm địa bên trong. Trấn thủ cổ kiếm cấm địa đám vệ binh, chỉ cảm thấy một hồi gió đêm phất qua, cũng không có phát giác được mảy may khác thường, căn bản không có phát hiện Diệp Thần cùng Kỷ Tư rõ ràng chui vào. Tiến vào cổ kiếm cấm địa, Diệp Thần lập tức cảm thấy một cỗ áp lực, là một cỗ tội phạt kiếm sát áp lực, đến từ thiên tội cổ kiếm. Vùng cấm địa này, chính là ngày xưa thiên tội cổ kiếm sừng sững chỗ, không biết tích lũy bao nhiêu năm kiếm sát cùng tín ngưỡng. Ở mảnh này cấm địa phạm vi bên trong, tay cầm thiên tội cổ kiếm Vũ Hoàng Cổ Đế, có thể đem kiếm khí uy lực, bộc phát đến cực hạn, chém ngược siêu phẩm thiên đế đều đầy đủ. Diệp Thần hít sâu một hơi, vận công ngăn cản được kiếm sát áp lực, cùng Kỷ Tư thanh đại bộ tiến lên. Rất nhanh, hai người ngay tại cấm địa bên trong, thấy được một đầu cực lớn kẽ đất. Đầu này kẽ đất, vết cắt chỉnh tề bóng loáng, rõ ràng không phải thiên nhiên tạo thành.